Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 511, thấp thỏm 1. Lúc Khổng Nguyên đi đến bãi đậu xe, chuẩn bị lên xe, thì thấy Ngô Minh đang đi về hướng mình, cười nói, bộ trưởng Khổng, sao trùng hợp quá vậy? Khổng Nguyên nhìn Ngô Minh, lời này vừa nghe liền biết chính là nói láo, trùng hợp cái gì? Tất cả mọi người đều đến Nam Quốc Sơn Trang để uống rượu mừng, ở chỗ này gặp mặt cũng là bình thường, con người của Khổng Nguyên có một đặc điểm, đối đãi với cấp dưới rất là dễ chịu, đó là đối với nữ cán bộ, chỉ là đổi lại thành nam cán bộ thì không được cái dạng này đâu, nếu như không phải là Trương Lập Lan nói giúp cho vài câu có ích, thì ông cũng sẽ không ra sức cho Ngô Minh, sau đó trong trận đấu của Thường Tụng với gã ta, trong lòng Khổng Nguyên đã hoàn toàn có khuynh hướng nghiêng về Ngô Minh. Khổng Nguyên gật đầu nói, trùng hợp thật. Cùng nhau uống rượu mừng thật là trùng hợp, lời này tràn ngập mùi vị mỉa mai. Ngô Minh cười, có chút xấu hổ, tuy rằng gã là phó bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn, mắt thấy sắp trở thành bí thư thị ủy Lam Sơn rồi, chỉ là trước mặt của Khổng Nguyên, gã vẫn chỉ là một cán bộ đợi đề bạt lên, người ta có thái độ ngạo mạn cũng là bình thường, gã không dám tức giận, thậm chí là không dám có chút mất hứng. Ngô Minh nói, bộ trưởng Khổng, lần này tôi đến đây là vì muốn mang trà cho ngài. Khổng Nguyên nói, không cần phiền phức như vậy, tôi không có hứng thú với uống trà, tiểu Ngô à, sau này làm cho tốt, không nên làm phụ kỳ vọng của tổ chức dành cho cậu. Một câu nói bình thường nghe thì chẳng có ý nghĩa gì cho lắm, nhưng lại làm cho Ngô Minh kích động nửa ngày, bộ trưởng bộ tổ chức có thể nói ra câu này, chính là ám chỉ nhẹ nhàng rằng ông đã được tuyển định vào vị trí bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn rồi. Ngô Minh gật đầu nói tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc, tuyệt đối không làm phụ kỳ vọng của đảng và tổ chức đối với tôi. Khổng Nguyên nhìn bộ đồ vận động trên người Ngô Minh, không nhịn được nhắc nhở một chút, thân là cán bộ lãnh đạo, cũng phải chú ý đến ngoại hình một chút. Lúc này Ngô Minh mới nhớ ra, lúc mình đi gấp quá, ngay cả quần áo cũng quên thay, không nhịn được chửi mắng Trương Dương vài câu trong lòng. Khổng Nguyên nói xong câu kia liền đi, Ngô Minh đứng tại chỗ, nhìn ô tô của Khổng Nguyên rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn bộ đồ vận động trên người, nhớ đến khuôn mặt cợt nhả của Trương Dương. Khổng Nguyên cuối cùng quyết định bỏ qua dự định tìm hắn thay quần áo, tự nhận xui xẻo, cũng lười tính toán với tên nhóc kia. Thấy cả nhà Kiều Trấn Lương đi tới, trên mặt gã liền xuất hiện nụ cười, chuẩn bị đón tiếp, chỉ là bí thư Kiều tựa hồ không thấy gã, trực tiếp lên xe, bước chân của Ngô Minh vì vậy mà cũng dừng lại nửa đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Trấn Lương cũng không phải là không thấy Ngô Minh, tình cảnh Ngô Minh nói chuyện với Khổng Nguyên ông cũng thấy được. Đi vào trong xe, thấy con gái Kiều Mộng Viện ôm một bó hoa, không khỏi cười nói, hoa rất đẹp, ngày hôm nay coi như cũng không đến tay không. Kiều Mộng Viện cười nói, may mắn mà thôi, trở về sẽ cắm để trưng. Kiều Trấn Lương nhìn Ngô Minh bên ngoài, trong lòng âm thầm nghĩ, Ngô Minh và Khổng Nguyên rất quen thuộc sao? Sao mình lại không nghe nói đến tầng quan hệ này chứ? Vợ ông Mạnh Truyền Mỹ nói, Trấn Lương, vừa nãy tôi đã nói với Mộng Viện rồi. Ngày mai nó theo tôi đến tế tự am thanh tu. Kiều Trấn Lương nhíu mày, ông rất rõ ràng vợ của mình trầm mê vào Phật học, hầu như là năm nào cũng dành thời gian đế tế tự am thanh tu cả, tụng kinh niệm Phật, chỉ là mang con gái đi theo thì từ trước đến giờ ông đều không tán thành. Kiều Trấn Lương nói, Mộng Viện còn có công việc, có thể bỏ được sao? Kiều Mộng Viện nói, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi, còn có ở công ty hay không cũng như nhau, huống chi điện thoại di động có thể liên lạc từ xa được. Con muốn cùng mẹ đi một chút, thuận tiện giải sầu. Kiều Trấn Lương không nói gì nữa, hai tay đặt lên đùi, tuy rằng con gái chưa nói, nhưng mà cái chết của Hứa Gia Dũng đối với con gái cũng là một kích thích, mượn cơ hội này để thả lỏng tâm tình ra cũng tốt. Ánh mắt của ông lại rơi vào bó hoa đắt tiền trong tay của con gái, nhớ đến cảnh trên hôn lễ, lúc đó con gái và Trương Dương cùng nhau nâng hoa, không biết có phải là trùng hợp hay là có nguyên do nào khác không. Chuyện tình cảm của con gái đã làm cho Kiều Trấn Lương đau đầu không ngớt, ông ta không thích Hứa Gia Dũng, ngay từ đầu Hứa Gia Dũng yêu con gái thì ông đã nhìn ra, Hứa Gia Dũng có mục đích khác, Kiều Trấn Lương đương nhiên không muốn con gái gả cho một người có động cơ không thuần khiết rồi. Bây giờ Hứa Gia Dũng đã chết, tình cảm của con gái và hắn ta rốt cục có thế cắt đứt, chỉ là trong hôn lễ ngày hôm nay, Trương Dương lại bỗng nhiên xông ra, con gái sẽ không có tình cảm gì với hắn chứ. Kiều Trấn Lương nghĩ đến đây thì đột nhiên cười khổ lên, thân làm cha làm mẹ, thật sự đúng là lo lắng mãi vẫn chưa đủ. Trương Dương ăn đến no cành cả bụng, cầm thẻ VIP đi lấy phòng, thuận tiện đặt thêm một bàn ăn buổi tối, cái thẻ mà Nhâm Văn Bân đưa cho hắn đúng thật là tiện lợi. Trương Dương rời khỏi nhà hàng và đi đến trước phòng mình,
thì vô tình gặp phải quản lý của Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân. Nhâm Văn Bân thấy Trương Dương, lập tức cười đón, thị trưởng Trương, lại gặp phải cậu, nhưng mà thấy cậu vẫn bận, cho nên không dám dày mặt đi quấy rối cậu. Trương Dương nói, người ta kết hôn, bận thì cũng nên là tân lang và tân nương bận, tôi thì bận cái gì? Nhâm Văn Bân nói, buổi tối đừng đi, trở về tôi sẽ cho nhà hàng chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cùng nhau uống một chút. Trương Dương đưa thẻ VIP lên, nói tôi đã đặt bàn rồi, buổi tối có mời mấy người bạn đến. Nhâm Văn Bân cười ha hả, tò mò hỏi, có ai đến vậy? Trương Dương cười nói, Lương Thành Long của tập đoàn Phong Dụ, Viên Ba của Vọng Giang Lâu, Dư Xuyên của nhà máy Vạn Lý. Nghe thấy là những người này đến, Nhâm Văn Bản không khỏi nở nụ cười, nói, đều là những người tôi quen, tối nay tôi sẽ đến chỗ các người kính rượu. Trương Dương nói, đừng khách khí, tôi đang định đi mời, ai ngờ lại gặp ở chỗ này, buổi tối anh nhất định phải đến đây, nói xong hắn cũng tự nhiên thấy ngược. Cười cười, quản lý Nhâm, cái này không tính là mượn hoa kính Phật chứ. Nhâm Văn Bân cười to nói, cậu chọn Nam Quốc Sơn Trang để mời khách đã là nể mặt rồi rồi, như vậy đi, buổi tối để tôi an bài, khách là do cậu mời, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người ăn no vui vẻ mà về. Trương Dương nói với đầu bếp là, ngàn vạn lần đừng có làm mấy món ăn hồi trưa nhé, đã ăn rồi. Nhâm Văn Bân cười nói, yên tâm đi, khẳng định là tốt hơn buổi trưa, nói xong. Gã cũng cảm thấy có chút không thích hợp, buổi trưa chính là hỷ yếu của khuê nữ bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu như lời này mà truyền ra, Tằng Lai Châu 10 phần là sẽ tìm đến gã, thật ra thì buổi hỷ yến là đã thâm hụt tiền vốn rồi. Trương Dương nói, tôi đi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, buổi tối gặp mặt. Vừa đi được hai bước thì chợt nghĩ đến một việc, quản lý Nhâm, anh và phó bí thư Ngô của Lam Sơn rất quen thuộc sao? Chương 511, thấp thỏm 2. Nhâm Văn Bân gật đầu nói, coi như không tồi. Trương Dương nói, bộ đồ này là tôi mượn của anh ấy, lát về sẽ thay ra, anh nhờ phục vụ giặt giùm rồi trả lại cho anh ấy giúp tôi. Nhâm Văn Bân nói, hắn đâu có đi, ở bên khu Tây B18 đó, cậu không biết sao. Trong lòng Trương Dương thầm mắng, Ngô Minh ơi là Ngô Minh, ngay cả một câu nói thật cũng không có, hắn cười cười, phất tay với Nhâm Văn Bân, đi ra ngoài sảnh, Trương Dương kêu đổi phòng đến khu Tây B16. Chỗ này là khu nhà gỗ Hưu Nhà, cũng là láng giềng khá gần với chỗ của Ngô Minh. Lúc Trương Dương đi đến trước nhà gỗ, thì thấy Ngô Minh từ trong phòng đi ra, Ngô Minh căn bản là không ngờ sẽ gặp hắn tại đây, nhìn Trương Dương, không khỏi có chút kinh ngạc. Trương đại quan nhân thì có chuẩn bị mà đến, cười nói, phó bí thư Ngô, không phải là anh đã quay về Lam Sơn sao? Không đợi Ngô Minh trả lời, hắn lại nói, tôi biết rồi, anh luyến tiếc bộ y phục này phải không, chờ tôi chút. Để tôi tắm rửa xong, sẽ lập tức trả lại cho anh. Ngô Minh thật sự đúng là dở khóc dở cười, đều nói là oan gia ngõ hẹp, ngày hôm nay sao ở đâu cũng gặp được tên ôn dịch này hết. Ngô Minh nói, tôi đi ra ngoài rồi, bỗng nhiên nhớ ra là để quên đồ trong khách sạn, cho nên mới quay trở lại lấy, gã đã quyết định chủ ý rồi, lập tức ra ngoài sảnh trả phòng ngay, nói thế nào cũng không thể ở cùng một chỗ với tên nhóc này được. Trương Dương nói, đừng khách khí, buổi tối tôi mời khách. Cùng nhau uống một chút nha. Ngô Minh nói, công tác rất bận, thật sự không đi được. Trương Dương vừa mở cửa phòng vừa nói, anh chờ một chút, để tôi thay bộ đồ này ra đã, anh thuận tiện mang đi luôn. Tuy rằng Ngô Minh tránh Trương Dương còn không kịp, chỉ là nếu như gặp rồi thì cũng không dự định bỏ qua, dù sao thì bộ âu phục này cũng đến vài ngày, dựa vào cái gì mà phải cho hắn ta. Dù sao thì Ngô Minh cũng không vội, gã cười nói, vậy tôi ở trong phòng xem tivi một chút. Cậu tắm nhanh lên một chút nha. Trương đại quan nhân gật đầu, mở cửa đi vào. Ngô Minh cũng trở về phòng chờ hắn, chỉ là ngồi đợi Trương Dương không nổi nữa, có chờ hắn ta cũng không đi ra. Ngô Minh đã đợi gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, nhìn thời gian cũng đã là 4 giờ 30, gã không khỏi có chút nóng ruột. Theo lý mà nói thì một người đàn ông bình thường đi tắm cũng không cần thời gian lâu như vậy. Gã đi đến trước phòng Trương Dương gõ cửa, gõ một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp bên trong. Trương Dương mở cửa ra, ngái ngủ nhìn gã, phó bí thư Ngô, có việc sao? Trong lòng Ngô Minh tức giận, thằng nhóc giỡn mặt với người ta hả? Chỉ là cho dù ở trong trạng thái này, Ngô Minh vẫn có thể duy trì tốt phong độ, mỉm cười đưa bộ đồ vận động của Trương Dương qua, đồ của cậu đây, bộ đồ đã được cuộn thành một cục tròn. Trương Dương thấy bộ đồ vận động mới chợt nhớ đến cái gì đó, vỗ ót của mình một cái, cười nói, anh xem trí nhớ của tôi kìa, vừa tắm xong liền đi ngủ luôn. Quên mất tiêu chuyện này, xin lỗi, thật xin lỗi.
Ngoài miệng Ngô Minh thì nói, ngày hôm nay cậu hỗ trợ cho Hoa Chiêu nhiều rồi nên cũng mệt, hẳn là nên nghỉ ngơi một chút đi, nhưng trong lòng lại lôi Trương Dương ra mắng 180.000 lần. Trương Dương đem bộ Âu phục cũng cuộn tròn thành một cục trên đầu giường đưa ra cho Ngô Minh, Ngô Minh vừa nhìn, trong lòng liền buồn phiền, thằng nhãi này, mượn đồ của người ta mà không biết quý sao, càng tức giận hơn là, bộ Âu phục không chỉ bị hắn vò nát, mà trên mặt còn có dính rất nhiều dầu, hiển nhiên là khi tên này ăn đã đem Âu phục trở thành giấy lau miệng rồi. Ngô Minh ôm lấy bộ đồ của mình xoay người bước đi, trong lòng tức giận nên ngay cả cáo từ cũng quên luôn. Trương Dương gọi gã lại, Phó Bí Thư Ngô, còn có giày này. Ngô Minh tiếp nhận đôi giày mà hắn đưa qua, gật đầu nói, tôi đi đây. Trương Dương mỉm cười nói, đi tốt, không tiễn. Ngô Minh trả phòng, đi ra ngoài cửa leo lên xe ô tô của mình, càng nghĩ càng tức. Ngày hôm nay Trương Dương căn bản là muốn đùa giỡn với mình, ngồi trên ghế hờn dỗi một hồi, bỗng nhiên gã nhớ đến Trương Lập Lan, cầm lấy điện thoại gọi cho bà ta. Trương Lập Lan nhận được điện thoại của Ngô Minh cũng không có biểu hiện gì bất ngờ cả, nhẹ giọng nói, rượu mừng uống xong rồi à. Ngô Minh nói, ngày hôm nay tôi gặp phải bộ trưởng Khổng. Ngô Minh nói, cái kia, trong tỉnh khi nào có? Tâm tình của Trương Lập Lan hình như không được tốt cho lắm, trong tỉnh thế nào tôi làm sao mà biết? Ngô Minh cảm thấy được Trương Lập Lan nổi giận, gã ý thức được câu nói của mình có thể đã làm tổn thương đến Trương Lập Lan, vội vàng nói tránh đi, chị Lan, em nhớ chị, tối nay có tiện đi ra không? Trương Lập Lan từ chối gã mà hầu như không cần suy nghĩ, không được, buổi tối tôi có việc, nói xong Trương Lập Lan lập tức cúp điện thoại ngay, Trương Lập Lan cúp điện thoại là có nguyên nhân, từ lần trước Trương Dương ám chỉ tư tình của bà và Ngô Minh, Trương Lập Lan đã bị vây trong nỗi sợ hãi thật sâu. Bà ta đã tiến hành điều tra Trương Dương một phen, Trương Dương là ai, bây giờ bà càng ngày càng rõ ràng, sở dĩ Trương Dương không vạch trần chuyện của bà ta và Ngô Minh, không có nghĩa là Trương Dương sẽ bỏ qua cho hai người. Hay Trương Dương cho rằng đây là vương bài chưa đến lúc sử dụng, chuyện này đã trở thành một quả bom hẹn giờ rồi, chẳng biết sẽ nổ vào lúc nào, Trương Lập Lan rất sợ, từ lúc đó trở đi, trong lòng của bà đã có bóng ma tâm lý, bà sợ chuyện của bà và Ngô Minh bị lộ ra, nếu như thật sự là vậy. Thì sự nghiệp và gia đình của bà tất cả đều xong, mọi người đều là động vật ích kỷ cả. Sau khi xảy ra chuyện xong, Trương Lập Lan phát hiện ra, tình cảm của mình đối với Ngô Minh cũng không có sâu như vậy, Ngô Minh và bà căn bản là không có kết quả. Ngô Minh cũng không thể cưới cô, cho dù Ngô Minh tình nguyện cưới cô, thì bà cũng không có khả năng hy sinh gia đình đến để với Ngô Minh được. Thái độ của Trương Lập Lan làm cho Ngô Minh cảm thấy tức giận, cảm giác đầu tiên của gã chính là cánh của Trương Lập Lan đã đủ cứng rồi. Có Khổng Nguyên làm chỗ dựa, Trương Lập Lan đã không coi gã ra gì cả. Thái độ của bà ta gần đây càng lúc càng lãnh đạm, Ngô Minh cũng không phải là không có Trương Lập Lan thì không sống nổi, chỉ là bây giờ Trương Lập Lan rất hữu dụng với gã, nếu như không có Trương Lập Lan hỗ trợ, thì Khổng Nguyên làm sao mà ra sức cho gã. Nhớ đến câu nói ngày hôm nay của Khổng Nguyên, hy vọng trong lòng của Ngô Minh liền tăng lên rất nhiều, gã tự nhận mình là một người có tính nhẫn nại cao, nhưng cái hiệu suất làm việc của tỉnh cũng thấp quá rồi. Chọn người kế nhiệm cho Chu Võ Dương chẳng lẽ khó đến như vậy sao? Lẽ nào lại phát sinh biến cố nào khác? Ngô Minh ngồi trong xe nghĩ trước nghĩ sau, trong lòng không khỏi thấp thỏm lên. Chương 511, thấp thỏm 3. Trương đại quan nhân lần này sở dĩ nén giận như vậy, cũng là bởi vì trong tay hắn có quân bài, muốn lật đổ Ngô Minh, chẳng qua chỉ là chuyện rất dễ, nhưng mà ra bài như thế nào thì hắn còn chưa suy nghĩ xong, quân bài tẩy này vô cùng quan trọng, nhất định phải phát ra uy lực lớn nhất. Uy hiếp Trương Lập Lan, để cho cô ta kêu Ngô Minh lui ra từ phía sau, loại chuyện uy hiếp đàn bà này, Trương đại quan nhân không muốn làm, lần trước uy hiếp cô ta cũng bởi vì cô ta trực tiếp chọc đến đầu mình, lần này người ta lại không trêu chọc hắn, nếu hắn mà còn đi uy hiếp Trương Lập Lan, thì thủ đoạn đúng là không quang minh cho lắm. Đem chuyện này báo cáo cho Ủy ban kỷ luật, tuy rằng cũng có thể lật đổ Ngô Minh, nhưng mà chuyện này không chỉ lôi Trương Lập Lan vào, mà còn kéo cả Khổng Nguyên vô luôn. Cái này cũng không phải là cảnh mà đám lãnh đạo muốn thấy. Còn lại là trực tiếp uy hiếp Ngô Minh, làm cho gã biết khó mà luôn, làm cho gã sau này ngoan ngoãn nghe lời mình. Trương Dương nằm trong phòng khách sạn tính toán chuyện này, hắn phát hiện ra bản thân gần đây càng ngày càng giống một kẻ âm mưu, đối với Hứa Gia Dũng cũng vậy, bây giờ lại muốn đối với Ngô Minh như thế. Trương Dương lẩm bẩm, lẽ nào mình đã thay đổi, mình càng ngày càng trở nên phức tạp. Nhìn thời gian một chút, đã là 5 giờ chiều rồi. Nhớ đến buổi tiệc tối, Trương Dương cầm lấy điện thoại di động bắt đầu tính gọi vài người đến chung vui, hắn tự nhiên nghĩ đến Kiều Mộng Việt, chỉ là nhanh chóng loại bỏ quyết định này, ở Đông Giang,
vào khoảng thời gian này, hình như hắn và Kiều Mộng Viện không thích hợp để thân thiết, nếu không sẽ có khả năng bị người ta nói. Lúc Trương Đại Quan Nhân đang ngồi do dự trên giường, thì Lương Thành Long gọi điện thoại đến, công trường bên Nam Tích đột nhiên có việc, buổi tối hắn không thể đến ăn được. Người ta bận việc công tác, Trương Dương đương nhiên là không thể miễn cưỡng được, cười nói Lương Thành Long rằng hắn thiếu mình một bữa ăn, Lương Thành Long gật đầu đáp ứng. Bên này vừa để điện thoại xuống, thì bên kia Đinh Triệu Dũng cũng gọi điện thoại đến, cậu của hắn từ nước ngoài về, tối nay cả nhà ngồi ăn cùng nhau, nên không thể tới được. Không bao lâu sau thì Viên Ba cũng gọi cho hắn, nói là không đến được, bảo trong quán xảy ra chút chuyện, đang xử lý. Trương Đại Quan Nhân lập tức phiền muộn, thật sự đúng là mời khách đến ăn rất khó, ba tên bạn thân tất cả đều không đến, giống như là đã hẹn xong hết rồi, cuối cùng ném hắn một mình bơ vơ. Lúc Dư Xuyên của nhà máy Vạn Lý đến, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tối nay Trương Dương chuẩn bị một bàn ăn lớn, không phải chỉ là để mời một mình chưa, Trương Dương cười nói, Dư Tổng ngồi đi. Bọn họ đều có việc, phỏng chừng không đến được. Dư Xuyên tuy là người làm ăn, nhưng mà chuyện trong quan trường cũng vô cùng tinh thông, gã biết chuyện Trương Dương chia tay với Sở Yên Nhiên, thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi âm thầm suy đoán, lẽ nào Trương Dương không phải là con rể tương lai của tỉnh trưởng sao, đám bạn bè này cũng không biết nể tình à. Xem ra con người sống quá thực tế rồi, nhân tâm là thứ kỳ diệu nhất trên đời, Dư Xuyên nghĩ đến đây, không khỏi có chút hối hận. Xem ra nhận thức của mình về tình thế vẫn còn chưa đầy đủ, nịnh bợ Trương Dương không đúng lúc, bây giờ người ta bắt đầu rút lui, gã lại chui đầu vào giỏ, vừa nghĩ lại, lúc trước Trương Dương có bao giờ chủ động mời gã ăn đâu. Suy nghĩ của Dư Xuyên Trương Dương đương nhiên là không đoán được, mà hắn cũng không coi người như Dư Xuyên vào mắt, tối nay vốn dự định để bạn bè gặp mặt, kêu Dư Xuyên đến, chẳng qua là vì người ta bảo dưỡng xe miễn phí cho hắn. Chỉ là những người khác đều có việc không đến. Cho nên tối nay thành ra lại biến thành mời Dư Xuyên đến làm khách. Dư Xuyên và Trương Dương kết bạn thông qua Mã Lực, lúc trước ngoại trừ Trương Dương đến xưởng sửa chữa của gã vài lần, thì giữa hai người cũng không có nhiều liên lạc cho lắm. Dư Xuyên sở dĩ muốn kết giao với Trương Dương cũng là vì nhìn chúng mạng lưới quan hệ phía sau lưng hắn. Nhưng hôm nay khi ánh hào quang con rể của tỉnh trưởng từ trên người Trương Dương đã nhạt xuống, thì sự nhiệt tình trong lòng Dư Xuyên cũng bắt đầu lui xuống, cái này cũng không thể trách gã được. Vì người làm ăn vốn dĩ đã thực tế rồi. Đồ ăn của buổi tiệc này rất phong phú, nhìn ra là Nhâm Văn Bân đã chuẩn bị không ít công phu, chẳng qua Nhâm Văn Bân vốn không có tham dự, chỉ là đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này, đồ ăn tối hôm nay tự nhiên nó đến, cái này làm cho Trương Đại Quan Nhân cảm thấy xấu hổ, đến giờ hẹn ăn cơm, mà chỉ có hắn và Dư Xuyên hai người ngồi trong phòng thôi. Dư Xuyên ngoài miệng thì nói long trọng, rất long trọng, quá long trọng, nhưng đánh giá về năng lực của Trương Dương đã giảm mạnh. Gã thậm chí còn sinh ra một cảm giác là phượng hoàng không bằng gà nữa. Trương Dương vốn không thấy gì cả, chỉ là phần lớn người cùng nhau vắng họp, Kiều Trấn Lương còn an bài một phòng rất lớn, biểu tình trên mặt của Trương Dương cũng rất tự nhiên, mỉm cười nói, chúng ta bắt đầu đi. Dư Xuyên nói, không vội, hay là chúng ta chờ thêm một chút. Trương Dương khoát tay nói, không cần chờ, tới thì đã tới rồi, chúng ta uống thôi. Dư Xuyên đề nghị, đổi một phòng nhỏ hơn đi. Hai người ăn cũng không cần phải phô trương như vậy. Tuy rằng những lời của Dư Xuyên là ý tốt, chỉ là Trương Dương nghe xong lại không được thoải mái, cái gì mà gọi là hai người ăn. Mình đãi một bàn lớn như vậy, nhưng mà khách thì chẳng ai đến, tuy rằng tình thế có thể thay đổi, nhưng mà người ta khẳng định là không nghĩ như vậy. Dư Xuyên nhất định là cho rằng người khác không nể mặt hắn, Trương Dương nói với người phục vụ, rót rượu. Người phục vụ nhỏ giọng nói, tiên sinh, đồ ăn dư thừa có cần dọn thu lại không? Lời này làm cho Trương Dương nghe thế nào cũng không được tự nhiên, sớm biết tình huống như vậy, nói cái gì thì hắn cũng không an bài mời khách tối hôm nay, hắn gật đầu nói cứ dọn trước đi. Trương Dương và Dư Xuyên vốn cũng không có tiếng nói chung gì, nói chuyện không có rượu thì đúng là khó mà nói, nhưng mà khi có rượu vào rồi mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Dư Xuyên tự hỏi tửu lượng của mình cũng không kém, nhưng mà trước mặt của Trương Đại Quan Nhân, chút tửu lượng của gã căn bản chỉ là trò trẻ con. Trong bất chi bất giác, hai người đã uống hết hai chai rượu rồi, Dư Xuyên có một căn bệnh rất lớn, cứ mỗi khi rượu vào thì chuyện gì cũng không còn cố kỵ nữa. Lúc bắt đầu thì trong lòng còn chút đề phòng, chỉ là uống rượu vào thì quên sạch hết trơn. Dư Xuyên uống rượu vào xong thì cái gì cũng dám nói cả, mặt của gã đã đỏ, vỗ vỗ vai của Trương Dương, nói thị trưởng Trương. Tôi cảm thấy con người của cậu không tệ, có thể kết giao. Trương Dương cười ha hả nói, Dư Tổng sao đột nhiên lại nói cái này.
Dư Xuyên nói, thật ra tôi cũng biết lúc trước cậu vẫn luôn khinh thường tôi. Trương đại quan nhân thấy gã ta đã uống nhiều rồi, có chút sở khóc sở cười nói, Dư Tổng, tôi cũng không có ý khinh thường anh, vẫn đối đãi anh như là bạn vậy. Chương 511, thấp thỏm 4. Dư Xuyên dùng ngón trỏ chỉ vào Trương Dương nói, dối trá, ha ha, người làm quan hay dối trá. Trương Dương cười nói, tôi cũng không phải là quan lớn gì, một cán bộ cấp phó sử, tôi cần gì phải dối trá anh. Đáng giá sao? Dư Xuyên nói, thật ra con người có lúc đắc thế, cũng có lúc thất thế, lúc đắc thế, đuôi không nên vểnh quá cao, lúc thất thế, cũng không nên quá uể oải. Tiểu lão đệ à, cậu nói xem lời tôi nói có đúng hay không? Hay đấy, gã ta đã gọi Trương Dương là tiểu lão đệ luôn. Trương Dương cũng không tính toán với Dư Xuyên, thật ra những lời nói của Dư Xuyên cũng rất có đạo lý, mình ở trong mắt nhiều người đích thật là đang thất thế, lúc trước là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, bây giờ thì mối quan hệ này đã không còn, trong mắt người bình thường, thân phận địa vị của mình bị suy giảm mạnh, Dư Xuyên uống nhiều, có thể nói ra lời thật, nói ra suy nghĩ của rất nhiều người trong lòng. Trương Dương cười nói, Dư Tổng nói rất có đạo lý, anh có cái nhìn gì với tôi? Dư Xuyên uống vào một ngụm rượu, nói cậu tuổi còn trẻ mà đầy hứa hẹn, tuổi trẻ như vậy mà đã đảm nhiệm phó thị trưởng của một thành phố cấp huyện rồi, tâm khí cao ngạo là điều không thể tránh khỏi, nói thật, lúc trước. Tôi đối với cậu khách khí, cũng không phải là do cậu quen biết với Mã Lực, chủ yếu là hướng về quan hệ phía sau của cậu, chỉ là cậu, vẫn luôn xa cách tôi, tiểu lão đệ à, tôi lớn tuổi hơn cậu. Đi cầu đi đường cũng nhiều hơn cậu, ăn muối cũng nhiều hơn cậu ăn cơm, cậu nói có đúng không? Đối mặt với Dư Xuyên uống say, Trương Dương cũng không nổi dập, mà chỉ cảm thấy buồn cười, hắn gật đầu nói, đúng đúng đúng, Dư ca, vậy xin anh chỉ giáo cho em. Dư Xuyên nói, biết đêm nay tại sao không ai đến không? Không đợi Trương Dương trả lời, gã đã gõ mạnh xuống bàn nói, đó là bởi vì cậu đã không giống ngày xưa, người ta lúc trước chơi cùng với cậu, xưng huynh gọi đệ với cậu. Tất cả đều là hướng về ông cha vợ tương lai Tống Hoài Minh của cậu, Tống Hoài Minh là ai? Là tỉnh trưởng của tỉnh Bình Hải chúng ta, là nhị đương gia của Bình Hải, người khác đến lôi kéo tình cảm với cậu, đối tốt với cậu, cũng không phải là vì cậu lợi hại, mà bởi vì cậu có một vị đại nhân ở sau lưng. Trương Dương uống một ngụm rượu, lời của Dư Xuyên tuy rằng không tốt, nhưng mà rất có đạo lý. Dư Xuyên nói chưa hết ý nên tiếp tục, biết cảm thụ lúc trước của tôi chưa, tôi mời ăn. Cậu không nể mặt tôi, đó là bởi vì cậu đắc thế, trong mắt cậu căn bản là không có sự tồn tại của một tiểu thương như tôi. Cậu mời tôi ăn, tôi cảm tạ cậu, thật ra trong lòng tôi cũng rất rõ ràng. Cậu, chẳng qua chỉ là gọi tôi đến cho đông vui thôi, khách nhân mà cậu muốn mời chủ yếu không phải là tôi. Những lời này của Dư Xuyên không sai, Trương Dương mời gã đến ăn cũng chỉ là có mặt cho đông vui mà thôi. Trương Dương nói, em mời là cảm ơn anh đã bảo dưỡng xe giúp em. Dư Xuyên cười nói, quan hệ giữa người với người là như vậy, hết thời rồi thì bị bất kính đến cực độ, tôi bảo dưỡng xe cho cậu là nịnh bợ cậu, nghĩ thông suốt hơn là muốn kết giao một ít quan hệ với cậu, nếu như không phải bây giờ cậu đang thất thế, cậu sẽ không ngồi cùng tôi một chỗ để uống rượu, cũng sẽ không nói chuyện thành thật như vậy. Trương Dương cười nói, Dư ca nói rất có lý, chúng ta uống thêm một ly. Dư Xuyên cùng ly với hắn, đầu lưỡi cũng có chút dài ra rồi. Gã thở dài nói, tiểu lão đệ à, anh biết các người lăn lộn trong quan trường cũng không dễ dàng, nhưng mà khi cậu nhìn mọi việc thì nên nhìn theo ánh mắt của một đại quan nhân, phải chú ý đến từng chi tiết, Tổng Bí Thư Trung ương Đảng của chúng ta có lớn hay không? Chủ tịch quốc gia có lớn hay không? Người ta còn có thể thâm nhập vào quần chúng, hòa mình với dân chúng, cậu đó, muốn đi xa trong quan trường, nhất định phải chú ý đến việc này, nhất định phải bình dị gần gũi, cho dù là giả bộ. Trương Dương cười ha hả. Vốn dĩ hắn vì mời khách không ai đến nên có chút phiền muộn, nhưng mà bị lời nói của Dư Xuyên làm cho tâm tình trở nên thoải mái rất nhiều. Tuy rằng Dư Xuyên nói ra là do rượu vào, chỉ là Trương Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, lời nói của gã cũng không phải là không có đạo lý. Có đôi khi mình quả thật là không chú ý đến chi tiết, thậm chí là rất ít khi nào lo lắng đến cảm thụ của người khác. Dư Xuyên là một thương nhân nhỏ, lúc trước mình không hề để gã trong lòng, ngày hôm nay do rượu vào nên gã nói ra nhiều lời như vậy. Đủ để chứng minh rằng lúc trước mình đã lơ đãng xúc phạm tới người ta rồi, không bận tâm đến cảm thụ của người ta, nếu như thoáng bận tâm đến cảm thụ của đối phương, có thể làm cho đối phương thoải mái, thì mình thật ra cũng có thể thoải mái rất nhiều. Sở dĩ mình và Sở Yên Nhiên đi đến tình cảnh ngày hôm nay, nguyên nhân căn bản cũng là do mình không suy nghĩ đến cảm thụ của cô ấy. Dư Xuyên thấy Trương Dương im lặng nửa ngày không nói gì,
cho rằng trong lòng hắn có khổ, lại vỗ vỗ vai của hắn nói, tiểu lão đệ, cậu cũng đừng khổ sở, cậu còn trẻ, cơ hội còn dài, cậu làm quan thì có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, nhưng mà về đối đãi thì tôi có kinh nghiệm hơn cậu, muốn làm quan tốt, đầu tiên là phải làm người tốt, những người bạn của cậu, chưa chắc đã là bạn tốt, bạn bè thật sự thì vô luận là cậu thành công hay thất bại đều đứng chung một chỗ với cậu, thật ra cậu rất đáng thương, ngay cả một người cũng không có. Một người bạn cũng không có. Trương Dương cười cười, hắn đương nhiên là không tồi tệ như Dư Xuyên nói, nhưng mà ngày hôm nay quả thật quá trùng hợp, chuyện này liền mạch với nhau thành một chuỗi. Trương Dương nói, nghe anh nói như vậy, em thật sự nên kiểm điểm lại bản thân, sau này cần phải chú ý đến cảm thụ của người khác. Dư Xuyên nói, biết sai có thể sửa là tốt, tôi xem trọng cậu. Lúc này Tổng Giám đốc Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân từ ngoài cửa đi vào, thấy trong phòng chỉ có Trương Dương và Dư Xuyên hai người, cũng không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, chỉ có hai người uống thôi sao? Trương Dương cười nói, Dư Tổng đang bàn luận nhân sinh cho tôi. Dư Xuyên đã uống hơi nhiều, bật cười khà khà. Nhâm Văn Bân vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, mỉm cười nói, sao vậy? Đám bạn của cậu đâu rồi? Dư Xuyên tiếp lời, đều là đám người thực tế, thấy Trương Dương đi xuống, liền không tới. Nhâm Văn Bân vừa nghe liền biết Dư Xuyên đã uống nhiều, cười nói, làm gì có chuyện đó. Trương Dương nói, nghe Dư Tổng nói vậy, tôi cũng cảm thấy đúng là mất mặt, bây giờ tôi gọi điện, ít nhất cũng phải có người đến. Nhâm Văn Bân cười hỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, là bỗng nhiên có chút cảm xúc, quản lý Nhâm, sao ông đến trễ vậy? Chương 511, thấp thỏm 5. Nhâm Văn Bân nói, thường vụ phó thị trưởng Nam Tích Thường Lăng không đúng lúc ngủ tại đây, cho nên tôi đến làm vài ly. Trương Dương cười nói, thì ra là anh ấy. Trương Dương gọi cho Đinh Triệu Dũng, viên ba, kêu hai người bọn họ làm xong việc thì chạy đến đây, không biết vì sao, hay là vì muốn cho Dư Xuyên nhìn, bạn bè mà mình kết giao không phải là hạng người nịnh nọt. Sau khi nói chuyện điện thoại xong Trương Dương mới nhớ đến Lương Thành Long, Trương Đại Quan Nhân có đôi khi cũng bị lạc lối, bị Dư Xuyên nói cho thông suốt như vậy, hắn cũng cảm thấy mình gần đây đúng là đang đi xuống, tối nay đám bạn không thể đến có phải là có liên quan đến phương diện này không? Trương Dương cũng cần chứng minh một chút, tuy rằng rất buồn chán, nhưng mà chỉ tiết nhỏ quyết định thành bại, tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ nhưng đôi khi lại cho thấy được bản chất của sự việc. Lương Thành Long nhận được điện thoại của Trương Dương thì đang ở công trường Nam Tích, khi nhận được điện thoại của Trương Dương, không khỏi cười nói, sao vậy? Hôm nay gọi cho tôi, không có tôi có phải là cậu uống rượu không được ngon không? Trương Dương nói, mọi chuyện xong chưa? Lương Thành Long nói, xong hết rồi, tôi định ngày mai quay về Đông Giang, mời mọi người uống một bữa. Trương Dương nói, bây giờ cậu trở về đi, tôi ở Nam Quốc Sơn Trang chờ cậu. Đã 8 giờ rồi, trở về chắc cũng 9-10 giờ. Trương Dương nói, bây giờ tôi rất nhớ mọi người, tối hôm nay, đặc biệt muốn cùng ngồi với mọi người. Lương Thành Long sửng sốt một chút, lập tức nói ngay, được, tôi đến ngay. Trương Dương gọi điện thoại xong phát hiện ra Dư Xuyên đã gục đầu xuống bàn ngủ, Nhâm Văn Bân mỉm cười, nhìn Trương Dương, ông cũng là một nhân vật nhìn quen sóng gió rồi, chỉ là đối với Trương Dương từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được, thật ra thì ông cũng có ôm cùng quan điểm với Dư Xuyên, ông cho rằng bây giờ là hiện thực. Vô luận là nhân tình và tình thân trước mặt hiện thực đều trở nên vô lực, Trương Dương rốt cục là đang chứng minh cái gì? Trương Dương gọi điện thoại cho Trần Thiệu Bân, sau đó cười tủm tỉm đứng lên, nhìn thời gian, nói quản lý Nhâm, tối nay giúp tôi thu xếp vài căn phòng. Nhâm Văn Bân gật đầu. Người đầu tiên tới là Viên Ba, sau đó là Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long thì gần 10 giờ chạy đến, cuối cùng là Trần Thiệu Bân, lúc hắn đi vào trong phòng đã là 11 giờ. Vừa vào cửa liền ồn ào, tôi nói Trương Dương này, cậu có phải là bị bệnh không, gấp gáp cái gì, cần tôi từ Thượng Hải trở về gấp vậy. Trương Dương cười cười, hắn cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó tiến lại ôm Trần Thiệu Bân một cái, ôm hắn đi đến bên cạnh đám người Lương Thành Long, nắm lấy tay của Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân nói, các người biết không? Con người sống trên đời này, cái thứ quý giá nhất là gì? Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân đều ngạc nhiên nhìn hắn. Thằng nhãi này có phải là uống say rồi không? Không có khả năng, tử lượng của Trương Dương làm sao mà say được. Trương Dương nói, người hữu tình sống trên đời, thứ quý giá nhất chính là người hữu tình với hắn. Cậu say rồi, Đinh Triệu Dũng tốt bụng nhắc nhở. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi không say, tôi không uống say, tôi chỉ muốn chứng minh một việc, tôi, cậu, hắn, các người,
giữa chúng ta không phải vì lợi ích mà sống, quan hệ của chúng ta không tồn tại vì lợi dụng, chúng ta có thể sống rất đơn giản. Lúc hắn nói ra những lời này, mỗi người đều im lặng. Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân nhìn nhau, bất mãn và căm thù trong mắt bọn họ trong nháy mắt biến mất. Trần Thiệu Bân lớn tiếng nói, thật ra con người sống trên đời này vốn đã mệt chết đi được, đám người chúng ta đừng làm cái thế giới này thêm một ngạt. Lương Thành Long nói, Thiệu Bân nói đúng, tôi không chỉ sống thuần khiết, mà còn sống rất thuần khiết, tôi thề tôi sẽ sống đơn giản trước mặt mọi người, nếu không, không chỉ các người khinh thường thôi, mà ngay cả tôi cũng khinh thường tôi, hắn nâng ly rượu lên. Đinh Triệu Dũng và Viên Ba cũng nâng ly rượu lên, Đinh Triệu Dũng từ trước đến nay rất ít nói lời thô tục cũng lớn tiếng nói. Vì con mẹ nó đơn giản, cạn ly. Cạn ly. Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, thế giới này vốn không có thuần khiết, bọn họ làm sao có thể đơn giản được, chỉ là bọn họ khát vọng đơn giản, khát vọng tình bạn đơn giản, khát vọng tình yêu đơn giản, khát vọng lúc bọn họ ở cùng một chỗ không có lửa gạt, không có lợi dụng, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào cả, cái thứ được giấu sâu trong đáy lòng của Trương Dương, cũng đều là khát vọng của mỗi người bọn họ. Lúc bọn họ cùng ngồi với nhau mà uống rượu, trong lòng tràn ngập kích động, thì nhiệt huyết ẩn nấp đã lâu liền dâng trào lên. Tổng Giám đốc Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân thấy bàn tiệc lần này rất là kỳ quái, từ lúc đầu là tiệc tối hai người, uống ra một đám người, hai người này nãy giờ nói cái gì, thì ông cũng không biết cụ thể, ông không thuộc về cái vòng tròn này, cũng rất khó hiểu được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì, sau đó sẽ xảy ra cái gì nữa. Ông chỉ biết một việc. Mỗi người ở đây đều là nhân vật không đơn giản, mà Trương Dương lại chính là lực lượng quy tụ đám người này ngồi lại cùng một chỗ. Dư Xuyên tuy rằng rất muốn đi vào trong cái vòng tròn này, kết bạn với những người bạn của Trương Dương, nhưng khi những người này tề tựu lại, thì gã đã uống say rồi. Tối đó mỗi người đều uống rất nhiều, uống đến cuối cùng, Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân ôm lấy vai của nhau. Lương Thành Long nói, Thiệu Bân, OT6 xin lỗi, lúc trước đều là tôi sai. Trần Thiệu Bân nói, Thành Long, tôi cũng xin lỗi. Lương Thành Long nói, cậu không có lỗi. Trần Thiệu Bân nói, tôi xin lỗi cậu, Thanh Hồng. Lương Thành Long tuy rằng uống nhiều, nhưng mà vừa nghe thấy tên của bà vợ, hai mắt liền trừng to lên, Trần Thiệu Bân, uổng công cho tôi xem cậu là bạn thân, cậu đã làm gì Thanh Hồng hả? Lời nói của hắn nhất thời làm cho mọi người chú ý. Trần Thiệu Bân cười khổ nói, cậu đừng hiểu lầm, Thanh Hồng cho tôi mượn 80 triệu. Tôi vốn dự định gỡ vốn rồi sẽ trả lại, lần này lại đánh vào, phải vài ngày nữa mới có thể trả tiền. Lương Thành Long thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, làm tôi tưởng đâu có chuyện, không phải chỉ là tiền thôi sao? Tiền có thể so sánh với tình cảm anh em chúng ta cái dám à, có thể sử dụng tình cảm anh em của chúng ta để so sánh sao? Trương Dương ở bên cạnh kêu lên, không thể để ảnh hưởng đến sự đơn giản của chúng ta, tiền con mẹ nó bẩn quá. Lương Thành Long nói, tôi khát vọng đơn giản. Chờ khi tôi chết, tôi sẽ đem tất cả tiền quyên cho xã hội, không, tôi muốn quyền tiền cho những dân chúng thật sự cần tiền, tôi muốn viết chi phiếu đưa tận tay bọn họ, đem tất cả những thứ dơ bẩn bỏ đi, tôi phải sống thanh thanh bạch bạch tiêu sái, sau này cũng sẽ chết đơn giản. Chương 512, chuyên quyền độc đoán 1. Đêm hôm đó bọn họ đã biết đã uống bao nhiêu, đến cuối cùng mọi người đều say bí tỉ, bao gồm của cả Trương đại quan nhân được xưng là hủ rượu cũng không ngoại lệ. Say rượu có thể thả lỏng chính mình, Trương đại quan nhân cho rằng mình say, nhưng mà chỉ có 7 phần men say, ít nhất hắn vẫn có thể đi đường được, mặc dù có chút lung lay, nhưng vẫn giúp đỡ người phục vụ mang Trần Thiệu Bân, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng, Viên Ba bốn người lên phòng. Nhâm Văn Bân cũng tự mình đến hỗ trợ, sau khi dàn xếp cho đám người này xong cũng đã là 1 giờ sáng, Trương đại quan nhân lắc lư đi đến bên cạnh ông, vỗ vỗ vai của ông nói cảm ơn. Buổi tối đã gây phiền cho anh. Nhâm Văn Bân cười nói, có gì phiền phức đâu, bình thường tôi muốn mời các người đến còn không mời được nữa là, ông nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, đi ngủ sớm đi, đã 1 giờ sáng rồi. Trương Dương gật đầu, chờ đám người Nhâm Văn Bân đi rồi, hắn lại cảm thấy tâm thần không yên, đi một mình ra khỏi phòng, dọc theo con đường của Sơn Trang, dưới ánh đèn đêm lập lòe, chậm rãi đi về phía hồ nhỏ xa xa. Vừa đi vừa nhớ, nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Đứng bên hồ. Cầm một cục đá hơi mỏng lên, Trương Dương dùng toàn lực ném ra ngoài, cục đá tưng tưng trên mặt hồ và bay về phương xa, một vòng rung động dưới ánh trăng lan tràn ra. Khi sinh mệnh của hắn một lần nữa bắt đầu, hắn đã muốn sống thật tốt. Một bóng người cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh hắn,
cũng nhặt lấy một cục đá và ném ra ngoài. Trương Dương kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ rằng lại chính là thường vụ phó thị trưởng Nam Thích Thường Lăng không? Trương Dương cười nói, thật là trùng hợp. Thường Lăng không cười nói, tôi biết cậu ở chỗ này, vốn muốn đến chào hỏi cậu, chỉ là buổi tối phải xử lý một chút chuyện, cho nên không đến được. Gió đêm thổi qua, đầu óc của Trương Dương cũng tỉnh táo hơn nhiều, lời nói của Thường Lăng không có thể tin một phần rất nhỏ, cấp bậc của gã còn đó, cho dù biết Trương Dương ở sát phách, Thường Lăng không cũng sẽ không chủ động qua kính rượu. Trương Dương nói, đã trễ như vậy rồi, sao còn chưa ngủ? Thường Lăng không nói, cậu không ngủ được không phải cũng không ngủ. Trương Dương cười nói, tôi hưng phấn do uống nhiều, còn anh là có tâm sự. Thường Lăng không nói, uống rượu tổn hại sức khỏe, uống ít thì tốt hơn. Trương Dương cười nói, rượu là bạn của tôi, càng uống vào càng trẻ tuổi, cả đời này tôi không thể rời khỏi thứ đó được. Thường Lăng không đi về phía trước một bước, Lăng Phong ở chỗ cậu thế nào rồi? Tốt lắm, nếu không có hắn, thì có nhiều việc tôi không thể làm được, công trình sân bay mới, hắn bỏ công còn nhiều hơn tôi. Thường Lăng không cười nói, hai người một động một tính, làm chung thật ra rất hợp. Trương Dương nói, chỉ là chức quan của tôi quá nhỏ, bắt Lăng Phong hỗ trợ cho tôi, ủy khuất cho hắn quá. Thường Lăng không nói, thật ra quan lớn quan nhỏ cũng không quan trọng là có thể tìm được một vị trí có thể phát huy ra được năng lực của bản thân. Trương Dương nói, quan lớn có thể áp chết người, ai nói không quan trọng. Thường Lăng không cười ha hả, gã ngáp một cái, nói quá muộn rồi, ngày mai tôi còn phải đến tỉnh ủy làm việc, đi trước đây. Trương Dương gật đầu. Ngày hôm sau là một ngày u ám, Kiều Trấn Lương đến phòng làm việc, chuyện đầu tiên chính là cầm lấy tờ báo, bí thư trưởng tỉnh ủy Điêm Quốc Đào đến, mang một phần văn kiện nội bộ trung ương giao cho ông. Kiều Trấn Lương không nhìn, đem văn kiện để trên bàn. Xoa xoa con mắt nói, ngày hôm nay hình như muốn mưa. Diêm Quốc Đào nói, dự báo thời tiết nói không mưa. Kiều Trấn Lương cười nhạt nói, dự báo thời tiết, tôi không thấy nó đúng lúc nào cả. Diêm Quốc Đào nở nụ cười. Kiều Trấn Lương đột nhiên đổi giọng, chuyện biến động của lãnh đạo Lam Sơn ra sao rồi? Diêm Quốc Đào nói, bộ tổ chức và các cán bộ đang nói chuyện với nhau, lần trước thường tụng nổi bão tại bộ tổ chức, đã khiến cho ảnh hưởng không tốt. Kiều Trấn Lương cười cười, ánh mắt lại rời lên trên tờ báo. Diêm Quốc Đào pha cho ông một ly trà đưa tới. Kiều Trấn Lương nói, Ngô Minh và Khổng Nguyên gần đây qua lại rất gần. Diêm Quốc Đào chẳng biết vì sao Kiều Trấn Lương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, gã cười nói, chuyện này rất bình thường, hắn ta là người kế nhiệm của bí thư thị ủy Lam Sơn, qua lại với bộ trưởng bộ tổ chức cũng là vì làm tốt quan hệ. Kiều Trấn Lương nói, hắn rất am hiểu làm tốt quan hệ sao? Diêm Quốc Đào sửng sốt một chút. Kiều Trấn Lương nói, tôi nghe nói Ngô Minh gần đây làm không ít công tác. Diêm Quốc Đào nói, cha của hắn là cán bộ kỳ cựu trong hệ thống kiểm tra kỷ luật, ở Bình Hải vẫn có chút quan hệ. Kiều Trấn Lương nói, theo tôi được biết, Tăng Lai Châu từng là bộ hạ cũ của cha hắn, lần này Ngô Minh trở thành bí thư thị ủy Lam Sơn, lão Tăng có tác dụng gì không? Diêm Quốc Đào cười cười không nói gì, thật ra thì Ngô Minh làm việc cũng tương đối cẩn thận. Hầu như là từng thường ủy tỉnh ủy đều đã đến thăm hỏi qua, chỗ của Diêm Quốc Đào, gã ta cũng đã thông qua Tằng Lai Châu mà đến một lần, không chỉ như vậy mà còn tặng một chậu bonsai rất tốt. Diêm Quốc Đào có ấn tượng không tồi về Ngô Minh, nhận thức người thanh niên này có ánh mắt, biết làm việc, có câu ăn thịt của người ta, thì phải biết nương tay với người ta. Diêm Quốc Đào đã nhận chậu bonsai của Ngô Minh, cho nên cũng muốn nói giúp cho gã ta vài câu hữu ích. Diêm Quốc Đào nói, Ngô Minh còn trẻ, có năng lực. Thật ra giỏi về việc làm tốt quan hệ với lãnh đạo cũng không phải là khuyết điểm gì, một cán bộ không có giao lưu với lãnh đạo, thì làm sao có thể làm cán bộ được? Làm sao có thể lĩnh ngộ được tinh thần của cấp trên? Kiều Trấn Lương cười nói, cậu không phải là nhận chỗ tốt của hắn chứ? Đứng ra nói tốt cho hắn. Diêm Quốc Đào đỏ bừng mặt nói, không có, không có, chỉ là gặp mặt với hắn vài lần, cảm thấy hắn có tâm tiến thủ. Kiều Trấn Lương nheo hai mắt lại nói, Lam Sơn là thành phố cải cách dẫn đầu của Bình Hải, tôi thân là bí thư tỉnh ủy không có khả năng không quan tâm đến tình huống của Lam Sơn, tình huống của mấy tên cán bộ này, tôi cũng có hiểu biết. Diêm Quốc Đào nói, bí thư Kiều chính là thấy được thành tích cải cách của Lam Sơn, cho nên mới đề bạt Chu Vũ Dương. Kiều Trấn Lương nói, người thật sự làm ra cống hiến lớn nhất cho Lam Sơn, không phải là Chu Vũ Dương, cũng không phải là Hồng Vĩ Cơ, mà là Thường Tụng, tôi thấy rất rõ ràng. Diêm Quốc Đào nao nao. Kiều Trấn Lương đột nhiên nhắc đến tên của Thường Tụng,
có ý nghĩa là việc chọn người kế nhiệm cho lãnh đạo thị ủy Lam Sơn sẽ xảy ra thay đổi không? Kiều Trấn Lương nhấp một ngụm trà, nói, đầu năm nay, người dám nói thật càng ngày càng ít, Chu Vũ Dương có năng lực của hắn, tuổi còn trẻ, giỏi về việc làm tốt các mối quan hệ, còn Thường Tụng thì cần cù thật thà, chịu mệt nhọc, chỉ là tính tình rất tệ. Chương 512, chuyên quyền độc đoán 2. Diêm Quốc Đào cẩn thận nói, Bí thư Kiều, ông rốt cục có khuynh hướng để ai tiếp nhận Chu Vũ Dương. Kiều Trấn Lương nói, tôi đã xem qua hồ sơ của rất nhiều người, lúc mới bắt đầu, tôi cũng có khuynh hướng nghiêng về cho Ngô Minh, chỉ là Thường Tụng nổi bão tại bộ tổ chức, chuyện này đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị thường ủy, tôi phát hiện ra một hiện tượng rất là kỳ quái. Diêm Quốc Đào không nói gì, lặng lặng lắng nghe câu nói kế tiếp của Kiều Trấn Lương. Tôi phát hiện ra đám thường ủy tỉnh của chúng ta hầu như đều nói cho Ngô Minh cả, người duy nhất làm trái chính là Trần Bình Triều, hắn ta có quan hệ cá nhân không tồi với Thường Tụng. Tằng Lai Châu nói giúp cho Ngô Minh cũng là bình thường, bởi vì hắn và Ngô gia là thâm giao, nhưng mà Khổng Nguyên cũng nói giúp, Vương Bá Hành cũng nói, Tống Hoài Minh cũng nói, cậu cũng nói giúp, tôi cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản. Diêm Quốc Đào cười, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, thấp giọng nói có cái gì không đơn giản. Kiều Trấn Lương nói, nếu như Ngô Minh quả thật có thành tích chói mắt, thì cũng là do hắn am hiểu cách ở chung với lãnh đạo. Nhưng mà thông qua sự tìm hiểu của tôi, thì trong phương diện thành tích hắn vẫn không thể so với Thường Tụng, dựa theo tư duy bình thường mà xem, Thường Tụng mới là người được chọn kế nhiệm hàng đầu sau khi Chu Vũ Dương rơi đi, nhưng mà đám thường ủy đều bật đèn đỏ với hắn, chuyện này cậu không thấy kỳ quái sao? Diêm Quốc Đào nói, tính tình của Thường Tụng quá mạnh mẽ, không có quan hệ tốt với các đồng chí khác. Kiều Trấn Lương hỏi ngược lại, một lãnh đạo thành phố, năng lực công tác quan trọng hay là năng lực xã giao quan trọng? Diêm Quốc Đào bắt đầu ý thức được trong lòng của Kiều Trấn Lương đã có khuynh hướng nghiêng về Thường Tụng, đối với vị lãnh đạo này Diêm Quốc Đào thật sự không đoán ra được, lúc trước trong hội nghị thường ủy, ông ta cũng biết lộ ra sự bất mãn về việc Thường Tụng gây ầm ĩ tại bộ tổ chức, nhưng mà bây giờ vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Diêm Quốc Đào bỗng nhiên nhớ đến Tống Hoài Minh. Chẳng lẽ bởi vì tỉnh trưởng Tống Hoài Minh tỏ thái độ ủng hộ Ngô Minh, cho nên Bí thư Kiều sẽ làm ngược lại? Kiều Trấn Lương nói, trong thiên hạ không có bức tường nào có thể cản gió, Ngô Minh đến thăm ai, mời ai ăn cơm, đã làm cái gì cho các thường ủy nào, trong lòng tôi đều rất rõ ràng, một câu nói làm cho Diêm Quốc Đào đổ mồ hôi lạnh. Trên mặt của Kiều Trấn Lương vẫn là vẻ tươi cười như trước, nhìn một việc nhất định phải toàn diện, Thường Tụng nổi bão tại bộ tổ chức, trở về Lam Sơn, vẫn thành thật làm công tác của mình. Tôi đã lưu ý riêng một chút, hắn không hề có bất mãn với quyết định của tỉnh, cũng không bởi vì chuyện này mà có bất kỳ cái nhìn gì với Ngô Minh, lòng dạ như vậy rất là bằng phẳng. Diêm Quốc Đào nói, Thường Tụng quả thật là không tồi, lúc trước tôi cũng có khuynh hướng nghiêng về hắn, nhưng mà suy nghĩ đến tuổi tác và thân thể của hắn, cho nên mới bầu cho Ngô Minh một phiếu, thấy gió đổi chiều nào là phải nghiêng theo chiều đó. Cái đạo lý cơ bản này Diêm Quốc Đào nắm rất rõ ràng, lúc đầu gã chỉ là hiểu sai ý. Cho rằng Bí thư Kiều cũng tán thành Ngô Minh nhậm chức Bí thư thị ủy Lam Sơn, bây giờ mới hiểu được Bí thư Kiều vẫn hướng về Thường Tụng, gã đương nhiên là cũng phải đổi chiều của mình. Kiều Trấn Lương cười nhạt nói, ở tuổi trung niên mà hắn vẫn có can đảm nổi bão tại bộ tổ chức, đủ để chứng minh rằng hắn dám giận dám nói, cũng tốt hơn không kém bất kỳ thanh niên nào cả, tôi thấy hắn không có thành vấn đề. Diêm Quốc Đào nói, trở về tôi sẽ tìm bộ trưởng Khổng chuyển lời một chút. Kiều Trấn Lương khoát tay nói, đợt một lát nữa mở hội nghị thường ủy, tôi sẽ nói trong hội nghị. Diêm Quốc Đào muốn hỏi về thị trường tương lai của Lam Sơn, thì thư ký của Kiều Trấn Lương thông báo, thường vụ phó thị trưởng thành phố Nam Tích Thường Lăng không đến. Lúc Diêm Quốc Đào đi ra ngoài thì có gặp thoáng qua Thường Lăng không, Thường Lăng không cũng cung kính kêu lên một tiếng bí thư trưởng Diêm, Diêm Quốc Đào cười cười không nói gì, trong lòng rốt cục đã hiểu bí thư Kiều đã sắp xếp thế nào, không biết có phải là theo như lời của Kiều Trấn Lương nói. Thường Tụng nổi bão tại bộ tổ chức, cho nên ông mới thay đổi cái nhìn không? Diêm Quốc Đào đi theo Kiều Trấn Lương đã lâu, gã không phải là một người thích nghe ý kiến từ một phía, vô luận là tại bất cứ thời gian nào, đối đãi với bất cứ chuyện gì, gã đều có phán đoán rõ ràng, mà rất ít khi bị người xung quanh làm ảnh hưởng. Biến động của tầng lãnh đạo thị ủy Lam Sơn đã thể hiện đầy đủ sự chuyên quyền độc đoán của Kiều Trấn Lương, ý kiến của đám thường ủy căn bản là không có bất kỳ tác dụng nào cả. Nghĩ đến bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên, Diêm Quốc Đào không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm than, Khổng Nguyên cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Thường Lăng không đi vào trong phòng làm việc của bí thư thị ủy, trong lòng tràn ngập thấp thỏm, cho đến bây giờ gã vẫn không biết bí thư Kiều triệu kiến mình là vì nguyên nhân gì.
gã và Kiều Trấn Lương cũng không có bất kỳ giao tình gì cả, tối hôm qua gã ngủ trễ, cũng bởi vì bận suy nghĩ chuyện này. Kiều Trấn Lương nhìn thời gian một chút, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ thường ủy họp, ông cầm lấy cây bút máy và bắt đầu đùa giỡn với các ngón tay, xoay xoay nó nhanh như làm xiếc, phải nói là bí thư Kiều đùa giỡn với bút máy có kỹ xảo rất thuần thục. Thường Lăng không đi vào cửa thì bị cây bút máy đang xoay trên tay của Kiều Trấn Lương làm hấp dẫn, Kiều Trấn Lương đặt cây bút máy xuống bàn một cái kịch, âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng làm cho trong lòng Thường Lăng không cả kinh. Kiều Trấn Lương cười nói, Tiểu Thường, ngồi đi, ông chỉ vào cái ghế sofa. Thường Lăng không ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cung kính nói, bí thư Kiều tìm tôi có việc. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, cậu có quen thuộc với tình huống của Lam Sơn không? Thường Lăng không sửng sốt một chút, trong lòng nói tôi là thường vụ phó thị trưởng Nam Thích, ngài hỏi tôi chuyện của Lam Sơn, bí thư Kiều không phải là bị lãng trí đến nổi không biết mình là lãnh đạo của thành phố nào sao? Nhưng gã lập tức phủ quyết cái suy nghĩ này, thấp giọng nói, đường quen thuộc, phong cảnh cũng quen thuộc, nhưng tình huống khác thì không quen thuộc. Kiều Trấn Lương cười ha hả, ông biểu lộ sự thỏa mãn với cơ trí của Thường Lăng không, gật đầu nói, hay, chí ít cũng nói được lời thành thật, nếu cậu không quen Lam Sơn, tôi cho cậu một cơ hội đến làm quen, cậu nguyện ý không? Thường Lăng không chừng to con mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiều Trấn Lương, gã nói thế nào cũng không nghĩ trong đám lãnh đạo của Lam Sơn, mình cũng có phần. Kiều Trấn Lương nói, tôi gọi cậu đến chính là muốn nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị phái cậu đến Lam Sơn đảm nhiệm thị trường, cậu thấy thế nào? Tôi phục tùng tất cả an bài của lãnh đạo, Thường Lăng không lập tức nói ra một câu khuôn mẫu của chính phủ. Chương 512, chuyên quyền độc đoán 3. Trên đường đến phòng họp, Kiều Trấn Lương bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của Thường Lăng không, tôi phục tùng tất cả an bài của lãnh đạo, lúc này mới nhấm nháp ra một ít vị đạo, tên nhóc này chơi chữ với mình đây mà. Tất cả phục tùng an bài của lãnh đạo, phục tùng tất cả an bài của lãnh đạo, nghe qua thì giống nhau, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, thì lại không giống, Kiều Trấn Lương mang theo nụ cười đi vào trong phòng họp. Đám thường ủy đều đã đến hết, đó là một lễ bất thành văn ở đây, Kiều Trấn Lương thông thường sẽ là người tới trễ nhất, không phải là ông đến trễ, mà là bởi vì người khác đến sớm hơn, tuy rằng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng mà biểu hiện ra sự tôn trọng của các thường ủy dành cho ông. Kiều Trấn Lương sau khi ngồi xuống liền cười nói, hội nghị thường ủy của chúng ta được mở rất nhiều, ngày hôm nay tôi cũng chưa nhớ được đề tài thảo luận của hội nghị. Tất cả thường ủy đều cười. Kiều Trấn Lương nói, bình thường chúng ta nghe nói đến một vị lãnh đạo ăn không ngồi rồi, sẽ cảm thấy người này sao lại như vậy. Đang trong vị trí không thể mưu cầu cho mình, nhưng mà người này lại không làm gì cả, và đám người chúng ta cũng có thể không có việc gì để làm cả. Như vậy chứng minh rằng sự phát triển của Bình Hải đã đi vào quỹ đạo rồi, mỗi một thành phố mỗi một cơ sở đều phối hợp rất ăn ý, không cần những lãnh đạo chúng ta quan tâm. Chỉ là bây giờ không được, Bình Hải còn rất nhiều chuyện chờ chúng ta đến làm, nếu chúng ta không làm gì, thì dân chúng khẳng định sẽ cong cuộc sống xuống. Kiều Trấn Lương nói đến đây liền uống một ngụm trà, nói, mọi người cứ tùy tiện nói một chút, nhìn xem có cái gì cần giải quyết. Bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên nói, bí thư Kiều, kế hoạch điều chỉnh cho tầng lớp lãnh đạo của thành phố Lam Sơn đã được làm ra. Kiều Trấn Lương nói, vậy nói ra một chút đi, có tất cả mọi người ở đây, chúng ta có thể thương lượng một chút. Khổng Nguyên nói, thông qua sự suy nghĩ cẩn thận và điều tra nhiều mặt của bộ tổ chức tỉnh ủy, chúng tôi kết luận sơ bộ rằng đồng chí Ngô Minh là người được chọn có điều kiện tốt nhất để tiếp nhận vị trí của đồng chí Chu Vũ Dương làm bí thư thị ủy Lam Sơn, đồng chí Thường Tụng ở vị trí thị trưởng làm rất xuất sắc công tác. Mong rằng sau này anh ấy có thể tiếp tục phát triển. Kiều Trấn Lương nói, tất cả mọi người có ý kiến gì? Tất cả thường ủy không ai nói gì, tất cả mọi người đều thấy rằng chuyện này đã sớm được định, Kiều Trấn Lương hỏi những lời này chẳng qua chỉ là chạy theo hình thức. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, xem ra tất cả mọi người đều không có ý kiến. Trần Bình Triều thật ra thì có ý kiến đấy, chỉ là lần trước gã đã thấy rõ rồi, đám thường ủy đều nghiêng về ủng hộ cho Ngô Minh. Cho dù gã có đứng ra phản đối thì úp 4 nanogram không có bất kỳ tác dụng nào cả, bây giờ chỉ có thể ngồi đó mà cảm thán trong lòng mà thôi. Kiều Trấn Lương nói, vẫn là quy định cũ, giơ tay biểu quyết. Đa số thường ủy đều cười thầm trong lòng, Kiều Trấn Lương thật sự đúng là vẽ rắn thêm chân, chuyện đã định ra rồi, còn cần phải giơ tay biểu quyết cái gì, bí thư Kiều thích chạy theo hình thức, thì mọi người cũng chạy theo ông ta. Trong phương diện này thì chỉ có Diêm Quốc Đào là rõ ràng nhất. Diêm Quốc Đào hiểu rõ lần này bí thư Kiều muốn làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Kiều Trấn Lương nói, tôi đề nghị đồng chí Thường Tụng tiếp nhận chức phụ bí thư thị ủy Lam Sơn, nói xong câu đó, ông liền giơ tay lên. Diêm Quốc Đào đã có chuẩn bị tâm lý, gã lập tức giơ tay lên. Tất cả thường ủy khác đều sửng sốt, bao gồm cả tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, người kinh ngạc nhất phải kể đến Bộ trưởng Bộ Tổ chức Khổng Nguyên, ông vẫn cho rằng Kiều Trấn Lương từ đầu đã chấp nhận phương án này rồi, không ngờ đến phút cuối cùng bí thư Kiều lại phủ quyết, hơn nữa phủ định còn hoàn toàn triệt để. Kiều Trấn Lương làm như vậy căn bản là không cho Bộ Tổ chức của tỉnh ủy một chút mặt mũi nào cả, trước mặt mọi người tuyên bố, Bộ Tổ chức chỉ là một vật trang trí, vấn đề phân công cán bộ là do tôi quyết định. Trần Bình Triều là người giơ tay thứ ba, gã căn bản là không ngờ rằng gặp phải chuyện có cơ hội thay đổi. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh lẳng lặng nhìn Kiều Trấn Lương, bí thư Kiều đã cho mọi người một khóa học rất sinh động, cái gì mà chuyên quyền độc đoán, trong hội nghị thường ủy, bọn họ đều có quyền lên tiếng. Nhưng mà quyền quyết định cuối cùng đều nằm trong tay của Kiều Trấn Lương, ông ta là bí thư tỉnh ủy, ông ta mới là người đứng đầu của Bình Hải, trong điểm này thì Kiều Trấn Lương có chút tương tự với người tiền nhiệm là Cố Doãn Chi. Kiều Trấn Lương cười tủm tỉm nhìn Tống Hoài Minh cũng cười, ông cũng giơ tay lên. Kiều Trấn Lương từ đầu đến cuối đều mỉm cười, nhưng mà ai không giơ tay thì ông sẽ liền cười với người đó, mỗi người đều cảm giác được rằng đằng sau nụ cười của bí thư Kiều có cất dấu uy áp và kinh sợ. Cho dù không tình nguyện, đến cuối cùng cũng phải giơ tay lên, trong đó người không tình nguyện nhất chính là Tằng Lai Châu, ông không ngờ rằng Kiều Trấn Lương lại dùng đến chiêu thức này, ở đây chứng minh thực lực của bản thân. Hay là muốn tuyên bố trước mặt mọi người rằng ông ta là người có quyền nói chuyện. Kiều Trấn Lương rút tay xuống, nói tôi biết nhiều người ở đây đang nghi ngờ về tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ của chúng ta, nhận thức rằng cán bộ chúng ta thích dùng đều là cán bộ biết nghe lời, bây giờ tôi có thể nói cho mọi người biết. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ của chúng ta là nhìn năng lực. Trong nhiệm kỳ của tôi, tuy rằng tôi không dám cam đoan là mỗi một vị cán bộ có năng lực đều được trọng dụng, nhưng mà tôi có thể bảo đảm, tuyệt đối không để cho một người tài trí bình thường lăn lộn trên một cương vị quan trọng. Muốn được trọng dụng thì phải làm việc kiên định, đầu cơ trục lợi, a dua nịnh nọt, không đi được ở Bình Hải đâu. Tống Hoài Minh là người vỗ tay đầu tiên. Kiều Trấn Lương lại nói, thuận tiện nhắc nhở các đồng chí của chúng ta một chút, chọn lựa cán bộ. Không thể căn cứ theo sự yêu ghét của nội tâm, không thể căn cứ theo nhân tình xa gần, cần phải đối đãi công bằng với mỗi người đồng chí. So sánh cán bộ không phải là dựa vào con mắt của chúng ta, mà cần nhờ tiếng nói của dân chúng, cần chiến tích kiên định của bọn họ. Tống Hoài Minh vỗ tay cho Kiều Trấn Lương cũng không phải là làm trò, ông bắt đầu phát hiện ra vị bí thư tỉnh ủy suốt ngày tươi cười này quả thật có chỗ không bình thường. Suy nghĩ của Kiều Trấn Lương rất tỉnh táo, mỗi một tính toán đều rất rõ ràng. Lần trước trong chuyện sân bay Giang Thành ông đã nhắc đến việc sửa đường, lần này thì trong biến động của tầng lãnh đạo Lam Sơn, ông cũng dùng thủ pháp tương tự, cho đến nay bí thư Kiều đều lẳng lặng quan sát, Tống Hoài Minh cho rằng Kiều Trấn Lương là một cao thủ chính trị ưu tú. Ông ta đem lợi ích chính trị cá nhân và lợi ích của Bình Hải kết hợp lại, thủ đoạn của ông ta làm cho người nếm thử phải bất ngờ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy rất bình thường. Chương 512, chuyên quyền độc đoán 4. Khổng Nguyên chính là người phiền muộn nhất ngày hôm nay không thể nghi ngờ rồi, sau khi hội nghị chấm dứt, ông liền đi tìm Kiều Trấn Lương, ngày hôm nay Kiều Trấn Lương đã làm cho ông rất khó khăn, ông không dám toát ra sự bất mãn với Kiều Trấn Lương, nhưng mà ông cần phải làm rõ một việc, vì sao Kiều Trấn Lương lại đột nhiên thay đổi ý niệm trong đầu, lựa chọn Thường Tụng chứ không phải là Ngô Minh. Kiều Trấn Lương cười tủm tỉm nói, lão Khổng, có phải là mất hứng hay không? Khổng Nguyên lắc đầu nói, tôi thì không có mất hứng. Chỉ là dù sao ông cũng nên cho tôi chuẩn bị tâm lý. Kiều Trấn Lương cười ha hả nói, chuẩn bị cái gì? Tôi chỉ là đề nghị, cũng không phải là quyết định cuối cùng, công tác cụ thể vẫn do bộ tổ chức đi làm mà. Khổng Nguyên thầm nghĩ trong lòng, Kiều Trấn Lương ơi là Kiều Trấn Lương, không ngờ ông lại trêu người như vậy, tôi là bộ trưởng tổ chức, ông là bí thư tỉnh ủy, tôi cuối cùng cũng không thể chống đối lại ông, cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám. Kiều Trấn Lương nói, lão Khổng, chúng ta đã quen biết không ít năm, có vài chuyện tôi không cũng gạt ông, tôi sở dĩ thay đổi quyết định, là bởi vì tôi nghe được một việc, Ngô Minh vì muốn giành được chức bí thư thị ủy Lam Sơn, trước đó đã đến Đông Giang làm không ít công tác, theo tôi được biết, trong số thường ủy ở đây cũng có không ít người được hắn đến thăm hỏi. Khổng Nguyên cười cười, có chuyện vậy sao? Kiều Trấn Lương gật đầu nói, lão Khổng, tôi biết Thường Tụng đã gây cho ông một ấn tượng không tốt, đối với chúng ta mà nói. Tiêu chuẩn so sánh cán bộ hẳn là nên khách quan công chính, không thể bởi vì hắn nổi bão tại bộ tổ chức của ông mà ông đánh giá hắn như vậy, ông nói có đúng không?
Khổng Nguyên nói, tôi không có ý kiến gì đối với cá nhân đồng chí Thường Tụng, nhưng mà tôi cho rằng loại tính tình này đưa vào công tác thì không tốt. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói chuyện với hắn đi, chức bộ trưởng của ông không chỉ là phụ trách khảo sát lựa chọn cán bộ, mà còn giúp cán bộ nhận thức được cái chưa đủ của bản thân, chuyện của Lam Sơn quyết định như vậy đi, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Khổng Nguyên thật sự dở khóc dở cười, thiểu số phục tùng đa số. Rõ ràng là một mình ông định đoạt, chuyên quyền độc đoán, những lời này Khổng Nguyên không dám nói ra, ông bất đắc dĩ gật đầu, cáo từ rời đi. Lúc Trương Dương tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng rồi, sau khi rửa mặt, thay quần áo đi ra, thì mới phát hiện ra mấy người bạn thân đều đang ngủ say, người khác không có tửu lượng tốt như hắn, cũng không có tố chất thân thể tốt như hắn. Ra cửa Trương Dương gặp Dư Xuyên mặt vàng như nến, tối hôm qua Dư Xuyên ói cả một đêm, lúc này đã tỉnh táo, cả người không có chút sức, gã thậm chí đã quên tối hôm qua mình đã nói gì với Trương Dương, vô tình bắt chuyện với Trương Dương, kêu khổ không thôi, hôm qua tôi uống nhiều quá, làm sáng hôm nay toàn bộ khách hẹn, tất cả đều bị trễ. Trương Dương cười ha hả nói, Dư ca, đều là do em không tốt, tối hôm qua uống với anh hợp ý, cho nên một ly rồi lại một ly, làm lỡ đại sự của anh. Trong lòng Dư Xuyên âm thầm kỳ quái, tên nhóc này sao lại biết lễ phép vậy, tự nhiên gọi mình là Dư ca. Dư Xuyên cười nói, cũng không có gì ghê gớm, chuyện làm ăn cũng không thể cưỡng cầu, cái cũ không đi cái mới không đến, nói không chừng sau này còn cái lớn hơn chờ tôi. Trương Dương nói, trở về nghỉ ngơi một chút đi, chờ buổi trưa cùng đi ăn. Đầu của Dư Xuyên đau như búa bổ, nói, không được, chỉ sợ uống nữa là tôi phải bỏ mạng tại đây, tôi về trước thì tốt hơn, à đúng rồi, xe của cậu xong rồi, có cần tôi đưa đến không? Trương Dương nói, em cùng đi với anh. Đi đến nhà máy Vạn Lý, Trương Dương thấy chiếc xe của mình đã rực rỡ hẳn lên, Dư Xuyên đã cho rửa xe sạch sẽ, còn đặc biệt đánh bóng nó, vết chầy trên xe cũng đã được sửa chữa toàn bộ. Trương Dương đi dạo một vòng quanh xe một cách thỏa mãn, chuyển hướng với Dư Xuyên, nói, bao nhiêu tiền? Dư Xuyên cười nói, người một nhà sao có thể thu tiền của cậu? Trương Dương nói, anh em ruột còn tính rõ ràng, anh làm ăn cũng không dễ dàng, em cũng không thể để cho anh làm không công được. Dư Xuyên nói, thật không nên, không phải là tôi nịnh bợ cậu, mà là vì cậu coi tôi là bạn, tiền này tôi không thể thu được. Lúc Trương Dương còn đang chuẩn bị kiên trì, thì nghe thấy một giọng nữ phía sau, a, đây không phải là thị trưởng Trương sao? Trương Dương xoay người lịa, thấy Lương Tư mặc một bộ đồ màu đen xuất hiện phía sau hắn, Lương Tư đến lấy xe, xe của cô ta cũng được tiến hành bảo dưỡng trong nhà máy Vạn Lý. Nhìn thấy Trương Dương, cô chủ động đi tới, khóe môi lộ ra một nụ cười, chỉ là ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, thị trưởng Trương, tôi đang muốn tìm anh. Trương Dương cười nói, tìm tôi có việc gì? Thật ra khi hắn nhìn thấy Lương Tư liền rõ ràng, ngày hôm qua mình đụng một con chó, mà con chó đó là của Lương Đức Quang lại là đại ca của Lương Tư. Lương Tư nói, đại ca của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm đến anh, tôi xin lỗi anh một tiếng. Trương Dương nghe ra những lời này của Lương Tư có chứa đầy mùi thuốc súng, hắn cười nói, đừng khách khí, thật ra là tôi đụng chết con chó của anh trai cô. Lương Tư nói, đại ca tôi thương nhất là con chó đó, mà con chó đã chết, anh ấy thương tâm quá độ nên sinh bệnh. Nói cái gì cũng phải kiện anh, tôi đã nói rồi, thị trưởng Trương là bạn, chỉ là anh tôi không nghe, bây giờ đang tìm người viết đơn khởi tố, muốn kiện anh ra tòa, anh nói có cần thiết không? Một việc nhỏ như vậy, mà phải khiến cho mọi người khó xử, những lời nói của Lương Tư tràn ngập ý tứ uy hiếp. Trương Dương cười cười, hắn cũng khinh thường loại đàn bà như Lương Tư, ỷ vào anh rể là cục trưởng cục điện lực tỉnh, mà xem mình trở thành bà Hoàng, gần đây trải qua một số chuyện. Tính tình của Trương đại quan nhân cũng thay đổi rất nhiều, đối với đàn bà hắn cũng khoan dung độ lượng hơn một chút, dù sao thì Lương Tư cũng là người hợp tác với Lương Thành Long, mình không nên tính toán với loại đàn bà này, Trương Dương nói con chó của hắn bao nhiêu tiền, tôi đền cho hắn là được, chúng ta đều là bạn bè. Không cần phải vì một con chó mà tổn thương hòa khí. Lương Tư nghe ra ý ngoài lời nói của Trương Dương, hắn nói con chó này không phải đã chết rồi sao, hắn quanh co một vòng rồi cũng chửi đại ca của cô. Lương Tư nói, tôi cũng đã nói như vậy, nhưng mà anh của tôi tính tình rất cứng, quyết định chuyện gì thì cho dù là 10 châu cũng không kéo lại được, bây giờ một lòng muốn kiện anh, còn nói anh đánh anh ấy, công an còn bắt anh ấy đưa ra báo cáo nghiệm thương. Tôi nói thị trưởng Trương đâu phải là người như vậy, anh sao có thể chấp nhất loại người như anh của tôi. Trương Dương cười nói, muốn kiện thì cứ để hắn kiện đi, yên tâm,
tôi sẽ không vì chuyện của hắn mà làm ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Lương Tư nói, tôi về sẽ khuyên anh ấy lại. Trương Dương tươi cười nói, đừng khuyên, tôi thấy anh của cô không đụng tường là không quay đầu lại đâu, không thấy Hoàng Hà thì tâm chưa chết, cứ để cho anh ấy đi kiệt, nói không chừng tôi và hắn có thể không đánh thì không quen nhau đấy. Lương Tư cũng nghe ra được, người ta đang uy hiếp cô đấy. Chương 513, cơm trưa 1. Dư Xuyên nghe thấy mùi thuốc súng trong cuộc nói chuyện của hai người, chỉ là không tiện để chen vào thôi. Lúc Dư Xuyên không uống rượu thì đầu óc rất tỉnh táo, đã sớm trốn qua một bên rồi. Lương Tư gật đầu với Trương Dương, mong rằng hai người có thể không đánh không quen. Nói xong cô liền lấy xe và đi. Trương Đại Quan Nhân nhìn chiếc xe rời xa, vẻ mặt đầy ý cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập vẻ chẳng đáng. Lương Tư, chẳng qua chỉ là cô em vợ của một cục trưởng cục điện lực thôi, có cái gì đâu. Lúc này Dư Xuyên đã đi tới, thấp giọng nói, cậu đừng xem thường người đàn bà này, quan hệ các mặt của cô ta cũng rất rộng. Trương Dương cười nói, là rắn độc, cho dù có ghê gớm thì cũng chỉ là một con rắn cái. Dư Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng. Trương Dương không tính toán với Lương Tư, đàn ông tốt không đấu với đàn bà. Hắn lấy xe tải của mình, rời khỏi nhà máy Vạn Lý, lập tức gọi điện cho Lương Thành Long, lúc này Lương Thành Long cũng vừa mới tỉnh. Đang gục đầu vào bồn cầu mà nôn. Trương Dương đem chuyện của Lương Tư kể lại, Lương Thành Long nghe xong, liền cười nói, không sao cả, chuyện này cứ để cho tôi lo, Lương Đức Quang chỉ là một phế vật, chỉ là một kẻ vô lại, bình thường người nhà cũng không mong muốn gặp hắn. Trương Dương nói, cô gái Lương Tư này cũng thật kiêu ngạo. Lương Thành Long nghe ra được sự bất mãn của Trương Dương về Lương Tư trong lời nói, liền vội vàng nói, đàn bà đều là cái dạng này cả. Cậu đừng tính toán với cô ta, chuyện này để tôi xử lý. Trương Dương cười nói, nếu như tôi thật sự tính toán với cô ta thì đã không tìm cậu. Lương Thành Long nói, bây giờ mọi người đều đang ở trong Nam Quốc Sơn Trang, cậu là kẻ đầu sỏ gây chuyện, mọi người chúng tôi cộng lại cũng không uống nổi cậu. Trương Dương nói, tôi cũng uống nhiều, nhưng mà thân thể tốt hơn các người, khôi phục nhanh hơn. Các người chờ tôi chút, tôi lập tức trở về, cùng các người uống một trận. Cái này gọi là hồi hồn tử đó. Lương Thành Long liền khóc lóc ngay, muốn tôi chết hả, tôi không uống với cậu, tôi lặn đi đây. Trương Dương không nhịn được cười ha hả. Chờ khi Trương Dương trở về Nam Quốc Sơn Trang thì quả nhiên phát hiện ra tất cả mọi người đã bỏ trốn, đám người này đều bị hắn uống làm cho sợ, nghe nói buổi trưa Trương Dương còn muốn uống, cả đám liền quay đầu bỏ chạy, không ai chịu nổi cái này nữa đâu. Trương Đại Quan Nhân không nhịn được. Mắng, còn con mẹ nó là bản thân à, lúc bản thân cần thì các người bỏ chạy rất là nhanh. Trương Dương là một người không chịu ngồi yên, ngày hôm qua có một chút tư tưởng dao động về đảm nhận hay không đảm nhận chức vụ, hắn bắt đầu tính chuyện của Ngô Minh, nói thế nào thì cũng không thể để cho thằng cháu này thỏa mãn tâm nguyện được, muốn làm bí thư thị ủy Lam Sơn, dù sao cũng phải hỏi qua ông nội này một tiếng. Trương Đại Quan Nhân đang nằm trên giường nghi ám chiêu thì điện thoại của hắn vang lên, nhìn dãy số. Điện thoại là số máy riêng của nhà Tống Hoài Minh, Trương Dương nao nao, Tống Hoài Minh chủ động gọi điện cho hắn, không có khả năng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cú điện thoại này 10 phần là do Liễu Ngọc Oánh gọi đến, Trương Dương liền nghe máy. Hắn đoán không sai mà, điện thoại quả nhiên là do Liễu Ngọc Oánh gọi đến, Liễu Ngọc Oánh mang thai cho nên gần đây tình huống thân thể cũng rất kém cỏi, tính tình trở nên sao động bất an, đến bệnh viện kiểm tra cũng không có tra ra nguyên nhân nào cả, vì thế mới nhớ đến Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương đã chia tay với Sở Yên Nhiên, nhưng mà với phu nhân tỉnh trưởng thì không dám chậm trễ, hắn lập tức biểu thị là sẽ đến cửa để thăm bệnh. Trương Dương đi đến nhà của Tống Hoài Minh đã là 11 giờ trưa rồi, Liễu Ngọc Oánh đang ngồi trong sân phơi nắng, thấy Trương Dương đến, liền cười cười, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra sự u buồn trong nụ cười của bà. Trương Dương nói, dì Liễu, làm sao vậy? Liễu Ngọc Oánh ý bảo hắn ngồi xuống ghế đối diện của mình. Nhẹ giọng nói, gần đây chẳng biết là làm sao, luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, mà bụng cũng thường hay đau đớn, dì rất lo lắng, có phải là đứa nhỏ này. Trương Dương ý bảo bà đưa tay ra cho mình, bắt mạch cho bà một chút, phát hiện ra mạch tượng của Liễu Ngọc Oánh quả thật có chút hỗn loạn, thấp giọng nói, dì Liễu, gần đây dì nghỉ ngơi không tốt sao. Liễu Ngọc Oánh gật đầu nói, luôn luôn mất ngủ, bác sĩ nói là phản ứng bình thường, đã làm sóng siêu âm, thai nhi tất cả đều bình thường. Nhưng mà vẫn cảm thấy bất an. Trương Dương mỉm cười nói, như vậy đi, con châm cứu cho D2, giúp dì ổn định tinh thần, dì yên tâm, dì không có bệnh gì cả, chỉ là trong tâm lý có quá nhiều gánh nặng thôi.
Liễu Ngọc Oánh nói, dì đã xin nghỉ bệnh rồi, đã nghỉ ngơi được một tuần. Trương Dương có thể nhìn ra là Liễu Ngọc Oánh cực kỳ coi trọng đứa nhỏ này, bà và Tống Hoài Minh kết hôn hơn 10 năm cuối cùng cũng đã có con, kích động trong lòng và áp lực có thể tự hiểu. Trương Dương lấy kim châm mang tùy thân ra, kêu Liễu Ngọc Oánh đến phòng khách chuẩn bị, rồi giúp bà ta châm kim an thần. Liễu Ngọc Oánh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, buổi trưa chớ đi, dì kêu chị Lý chuẩn bị cơm nước. Trương Dương cười nói, không cần đâu ạ, con và bạn đã hẹn cùng nhau uống rượu rồi. Liễu Ngọc Oánh nói, cả ngày chỉ biết ăn chơi, không có chỗ tốt nào cho thân thể. Trương Dương nói, không có biện pháp, vất vả lắm mới đến Đông Giang một chuyến, một đám bạn thân xếp hàng chờ con đến đón gió tẩy trần, những lời này tràn ngập ý tứ dán vàng lên trên mặt đây mà, chứ thật ra thì đám bạn thân của hắn đã bị hắn uống cho bỏ chạy hết rồi. Liễu Ngọc Oánh nghe hắn nói như vậy cũng không có miễn cưỡng, nhắm mắt lại, dựa theo lời dặn dò của Trương Dương, hít thở nhẹ nhàng. Một hồi sau cảm thấy chỗ kim đâm vào có chút sót, lại có chút nóng lên. Trương Dương nói, dì Liễu, thật ra dì không cần mang áp lực quá lớn trên lưng, bây giờ dì chỉ là một người mẹ rất bình thường, không nên nghĩ mình là phu nhân tỉnh trưởng làm gì. Liễu Ngọc Oánh không nổi nở nụ cười, đừng cười dì, thật sự, dì lớn như vậy mới được làm mẹ, trong lòng cũng tương đối thấp thỏm, không biết nên làm thế nào. Trương Dương nói, đem mình trở thành một người bình thường là hay nhất. Không cần lo lắng người khác nghĩ thế nào. Lời nói của Trương Dương đã nói trúng tâm sự của Liễu Ngọc Oánh, tuy rằng thái độ của chồng rất mềm mỏng, đồng ý để cho bà sinh đứa nhỏ này ra, nhưng mà Liễu Ngọc Oánh cũng ý thức được là gần đây ông không được vui. Liễu Ngọc Oánh tuy rằng đoán được chuyện này và thất bại trong công việc của Tống Hoài Minh có chút liên quan, nhưng mà bà vẫn không nhịn được nghĩ ngợi lung tung. Chương 513, cơm trưa 2. Liễu Ngọc Oánh thở dài nói, Trương Dương, dì sinh đứa nhỏ này rồi thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Trương Dương cười nói, tỉnh trưởng đại nhân trong nhà có phúc, người ta khẳng định là hâm mộ lắm. Phỏng chừng là khi đứa em nhỏ này được sinh ra, người đến chúc mừng sẽ san bằng cái cửa nhà của các người đấy. Liễu Ngọc Oánh bị hắn chọc cho bật cười, nói bậy. Trương Dương nói, thật ra thì dì không cần phải để ý quá đến suy nghĩ của người khác, dì và tỉnh trưởng tổng là vợ chồng hợp pháp. Kết hôn sinh con là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, ý là hiển nhiên thành ngữ nên giữ nguyên, ai lại buồn chán đến nói đi đâm trò chuyện này. Ai mà dám, con là người đầu tiên nhảy ra đánh hắn. Cái mà Liễu Ngọc Oánh lo lắng thật sự cũng không phải là người khác nghĩ thế nào, bà sợ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến con đường làm quan của Tống Hoài Minh, nhưng trước mặt Trương Dương, bà đem tất cả lời nói không thích hợp thu lại. Trương Dương nói, phỏng chừng cho dù trời có sập xuống thì vẫn có tỉnh trưởng Tống chống đỡ. Liễu Ngọc Oánh cười nói chuyện với con một hồi, trong lòng dì cũng thấy thoải mái hơn. Trương Dương nói, nếu như dì bảo tỉnh trưởng Tống để bà con lên làm cấp phòng, thì mỗi ngày con sẽ đều đến nói chuyện với dì. Liễu Ngọc Oánh biết hắn nói giỡn, bật cười, từ trong lời nói của Trương Dương bà đã nghe ra được sự khác biệt, lúc trước Trương Dương luôn thân thiết gọi Tống Hoài Minh là chú Tống, bây giờ thì đổi lại thành tỉnh trưởng Tống nghe quy củ hơn. Cái này đương nhiên không thoát khỏi quan hệ với việc hắn và Sở Yên Nhiên. Liễu Ngọc Oánh không khỏi thở dài, nhẹ giọng hỏi, gần đây có liên lạc với Yên Nhiên không? Trương Dương thành thật trả lời, không có, lúc đầu con gọi điện thoại qua thì cô ấy còn nói được một hai câu, sau đó gọi nữa thì chỉ nói một hai chữ, bây giờ gọi qua thì hầu như không nghe luôn, con cũng không muốn gọi nữa, cho cô ấy một chút thời gian. Liễu Ngọc Oánh nói, tình cảm nếu không được trị liệu lâu dài, thì cuối cùng sẽ thành hoang vu. Trương Dương cười nói, trị liệu cũng chưa chắc dùng được. Liễu Ngọc Oánh mang theo một tia tiếc hận, nói thật sự không hiểu là hai đứa rốt cục là có vấn đề gì, một đôi thật đẹp. Vừa đụng vào vấn đề tình cảm của mình, Trương Đại Quan Nhân lập tức có ý định đánh bài chuồn ngay, hắn thu kim châm lại, rồi chào tạm biệt với Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh gật đầu, cũng không giữ hắn lại. Lúc Trương Dương lái xe chuẩn bị rời đi, thì thấy xe của Kiều Trấn Lương đến trước mặt, hắn vội vàng dừng xe lại, cái này cũng không phải là do Trương Dương muốn chào hỏi bí thư tỉnh ủy. Mà hắn chỉ biểu đạt, ít nhất là một chút tôn kính, theo suy nghĩ của hắn, Kiều Trấn Lương 10 phần là sẽ nghênh ngang đi qua, không lưu ý đến sự tồn tại của hắn, chỉ là không ngờ rằng khi xe của Kiều Trấn Lương đi đến xe tải ra thì dừng lại, cửa sổ sau của xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt cười của Kiều Trấn Lương xuất hiện ra. Ông cười nói, Trương Dương à. Trương Dương có chút vừa mừng vừa sợ, mau chóng mở cửa xe ra đi xuống, chào bí thư Kiều. Tôi còn tưởng rằng ngài không nhận ra tôi chứ. Kiều Trấn Lương cười nói, toàn bộ Bình Hải,
xe tải ra như vậy sợ rằng chỉ có một chiếc, tôi không muốn nhận ra cậu cũng khó. Trương Dương cười nói, lời của Bí Thư Kiều làm cho tôi vừa mừng vừa sợ. Kiều Trấn Lương cười ha hả, chỉ về hướng nhà của mình, nói, tới nhà của tôi ăn, đã chuẩn bị tốt rồi. Thuận tiện viết cho tôi một bức tranh chữ. Không đợi Trương Dương từ chối, ông đã kéo cửa kính xe lên, và kêu tài xế chạy xe đi. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, Bí Thư Tỉnh ủy lên tiếng, hắn dám không đi sao. Trương Dương đi theo sát sau vào Kiều gia, đến chỗ này mới biết, Kiều Mộng Viện và mẹ của cô ta Mạnh Truyền Mỹ không có mặt. Kiều Trấn Lương nói, hai người đi đến tế tự am niệm Phật rồi. Trương Dương cười nói, một mình Bí Thư Kiều ở nhà à? Kiều Trấn Lương nói, tôi không thích yên tĩnh, ăn một mình không có thú vị, đúng lúc gặp phải cậu. Trương Dương nói, tôi cũng không thích yên tĩnh, nhưng mà tôi thà tình nguyện yên tĩnh chứ không nguyện cùng ăn với lãnh đạo. Lời hắn nói là thật, cùng ăn với lãnh đạo thì không được tự nhiên, cái gì cũng phải chú ý, căn bản là không thoải mái được. Kiều Trấn Lương cười ha hả nói, tôi cũng không thích cùng ăn với lãnh đạo. Hai người đi vào phòng ăn, cơm nước đã chuẩn bị xong hết, Kiều Trấn Lương bởi vì bị bệnh tiểu đường, cho nên cơm nước rất nhẹ, Trương Dương bới một chén cơm, thì thấy Kiều Trấn Lương đã lấy một phần bánh ngô bột bắp lên. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều ăn đơn giản vậy. Kiều Trấn Lương nói, không có bệnh pháp, bệnh tiểu đường, bác sĩ nói ăn một chén cơm chẳng khác nào ăn một chén đường, tôi còn phải giữ thân thể để tiếp tục thay đổi, cho nên ăn bánh ngô tốt hơn. Trương Dương cười nói, bệnh tiểu đường chủ yếu lấy việc điều trị là chính, ăn uống hẳn là cũng nên chú ý, lát về tôi sẽ giúp Bí Thư Kiều kê một đơn thuốc. Trương Dương biết y thuật của Trương Dương thần kỳ, ông mỉm cười nói tốt, tôi vẫn luôn muốn cậu giúp tôi điều trị. Trương Dương nói, chứ không được gốc, nhưng mà điều trị thích hợp sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ngài. Kiều Trấn Lương nói, vậy là được, tôi cũng không trông cạnh là trường mệnh trăm tuổi, chỉ cần khỏe mạnh để làm xong công tác mà đảng giao cho tôi, nhìn con cháu của tôi khôn lớn là được. Trương Dương cười nói, tứ đại đồng đường, bốn đời cùng nhà cũng không có vấn đề. Kiều Trấn Lương đột nhiên đổi giọng, hỏi, lần này là cậu đưa Mộng Viện về Đông Giang à? Trương Dương tuy rằng đã sớm chờ ông ta hỏi đến vấn đề của Kiều Mộng Viện rồi, nhưng thật không ngờ là Kiều Trấn Lương lại hỏi trực tiếp như vậy. Trương Dương gật đầu nói, vâng, tôi thấy tâm tình của cô ấy không tốt, đúng lúc thấy cô ấy gặp chuyện không may, cho nên tôi đã đưa cô ấy trở về suốt đêm. Kiều Trấn Lương nói, cảm ơn. Trương Dương cầm chén cơm lên, nhìn Kiều Trấn Lương, chẳng biết là trong câu nói cảm ơn của ông ta rốt cục là bao hàm ý tứ gì. Kiều Trấn Lương nói, lúc Hứa Gia Dũng chết cậu có ở đó. Trước mặt của Kiều Trấn Lương, Trương Dương cũng không dám giấu giếm nhiều, cho dù hắn không nói, thì người khác cũng sẽ đem tình huống cụ thể ngay lúc đó báo cáo lại cho Kiều Trấn Lương. Trương Dương nói, Hứa Gia Dũng thuê Trịnh Thọ Quốc bắt cóc tôi và Kiều Tiểu Thư, hắn muốn giết chúng tôi. Kiều Trấn Lương tuy rằng đã sớm nghe Vinh Bằng Phi nói qua chuyện này, nhưng lần này nghe được, trong lòng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, vì sao? Trương Dương nói, hắn cho rằng là tôi hại chết cha của hắn hận tôi, cho nên. Kiều Trấn Lương cắt lời của Trương Dương, hỏi, tôi hỏi là hắn vì sao lại đối phó với Mộng Viện. Trương Dương mấp máy môi, thấp giọng nói, hắn cho rằng tôi và Mộng Viện có tình cảm, cho rằng Mộng Viện phản bội hắn, cho nên hắn muốn trả thù cả hai. Kiều Trấn Lương nói, giữa hai đứa rốt cục có đúng như hắn tưởng tượng hay không? Trương Dương bắt đầu hối hận vì đã nói nhiều với Kiều Trấn Lương, lão Kiều này căn bản là không muốn mời mình ăn, cũng không muốn mình viết chữ cho ông ta, mà mục đích của người ta là muốn làm rõ ràng, giữa mình và Kiều Mộng Viện rốt cục là có quan hệ như thế nào. Chương 513, cơm trưa 3. Trong thiên hạ quả nhiên không có bữa cơm nào là miễn phí cả, Trương đại quan nhân đã bị nghẹn đến cứng họng rồi, lời nói của Bí Thư Kiều đã làm cho hắn nghẹn họng, bánh ngô bột bắp cũng làm cho hắn nghẹn họng. Hắn vội vàng múc canh gà ra và uống, nóng. Nóng đến nổi làm cho Trương đại quan nhân thiếu chút nữa phun ra tại chỗ, chỉ là hắn không dám, trước mặt của Bí Thư Kiều thì cần phải giữ một chút phong động. Kiều Trấn Lương nhìn dáng vẻ chật vật của Trương Dương, tự nhiên nở nụ cười. Trương Dương vất vả lắm mới hồi hồn lại, lắc đầu nói, Bí Thư Kiều, ngài ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, tôi và Kiều Tiểu Thư chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là tình bạn thuần khiết, tôi nói như vậy ngày có phải là thấy tôi giấu đầu lòi đuôi không? Không đâu, tôi tin tưởng con gái của tôi. Trương đại quan nhân cũng nghe rõ ràng, người ta là tin tưởng con gái của mình, chứ đâu nói là tin tưởng hắn. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, ngài thấy tôi có cần dùng nguyên tắc đảng của mình để bảo đảm không?
Kiều Trấn Lương lắc đầu nói, chuyện cũng đã qua rồi, cũng may là Mộng Viện có nguy không hiểm, nếu như nó thật sự bị gì, 10 lần là tôi sẽ dùng việc quan báo tư thù. Lời nói của Bí Thư Kiều lại làm cho Trương Dương trợn to mắt ra. Kiều Trấn Lương nói, tôi không thể nhìn con gái chịu ủy khuất, lúc trước tôi chưa từng thích Hứa Gia Dũng, bây giờ hắn đã chết, cũng là chết chưa hết tội, người như vậy không đáng để đồng tình. Trương Dương ho khan một tiếng, nói thật ra cái này là tôi vô cùng xin lỗi, nếu không có tôi, Hứa Gia Dũng cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm lớn như vậy, cũng sẽ không ra tay với Mộng Viện. Kiều Trấn Lương thản nhiên nói, chuyện quá khứ là quá khứ, may là cậu cứu Mộng Viện. Trương Dương nghe thế nào cũng thấy Kiều Trấn Lương vẫn còn chưa nói dứt lời. Thật ra mọi người đều nghe rất rõ, nếu như con gái xảy ra vấn đề, người ta sẽ dùng quan báo tư thù, lão Kiều ơi là lão Kiều, quả nhiên là đủ âm hiểm. Kiều Trấn Lương nói xong chuyện này cũng làm như chưa từng phát sinh ra cái gì cả, trên mặt hiện lên một vẻ tươi cười, ông thân thiết nói, dùng bữa thôi, ở chỗ của tôi cứ như ở nhà mình, cứ việc thoải mái. Trương Dương cũng rất muốn thoải mái. Chỉ là trước mặt bí thư tỉnh ủy thì đúng thật sự là không có biện pháp thoải mái nổi. Kiều Trấn Lương nói, có phải là chê đồ ăn của tôi quá đơn giản, ăn thịt ăn cá tốt hơn không? Trương Dương nói, bí thư Kiều, ngài không trách tôi chứ? Kiều Trấn Lương nói, trách cái gì, cậu cứu Mộng Viện, tôi cảm ơn cậu còn không kịp. Trương Dương nói, Mộng Viện là một cô gái tốt, tâm địa lương thiện, tôi xem cô ấy là bạn tốt. Tôi biết, Kiều Trấn Lương liếc nhìn Trương Dương bằng cặp mắt đầy thâm ý, cậu vừa xa vừa gần với Mộng Viện, không phải là có mục đích gì chứ? Cậu muốn theo đuổi con gái của tôi à? Trương Dương càng ngày càng bội phục đối với Kiều Trấn Lương, biểu hiện của lão Kiều ra bên ngoài rất là hòa hợp êm thấm, chỉ là suy nghĩ rất rõ ràng, gặp chuyện cũng quyết đoán không kém Cố Doãn Chi, nhưng mà phương pháp của ông thì lại khác, so với Cố Doãn Chi thì Kiều Trấn Lương thiếu mất góc cạnh và khí phách, nhưng mà con người của Kiều Trấn Lương ngoài tròn trong vuông. Vấn đề mà ông xử lý thật ra còn mạnh mẽ vang dội hơn cả Cố Doãn Chi. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, chẳng lẽ ngài không tin tưởng giữa nam nữ có tình bạn tồn tại sao? Kiều Trấn Lương cười nói, tin, tin mới là lạ. Trương Dương nói, thời đại không giống nhau, bây giờ người khác phái cũng có khả năng có tình bạn, mà người đồng tính cũng có tình yêu vậy. Kiều Trấn Lương cười ha hả nói ra thì đúng là tôi không theo kịp thời đại, mấy người trẻ tuổi các cậu, suy nghĩ đúng là linh hoạt. Chỉ là tính nguyên tắc thì lại kém một chút. Trương Dương nhân cơ hội nói, cho nên các cán bộ trẻ tuổi chúng tôi còn cần các lãnh đạo dẫn dắt nhiều hơn, chỉ ra chỗ sai nhiều hơn. Kiều Trấn Lương nói, đường là do mình đi, người khác không giúp được các người, cũng cùng là một phương pháp làm việc, người ta làm rất có hiệu quả, đổi lại là một người khác thì chưa chắc đã thông suốt. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều nói rất đúng, thành phố cũng là như vậy, các thành phố các đạt được thành công. Nếu như bắt chước lại theo hình thức của người ta thì chưa chắc đã có thể đạt được thành công tương tự, xa không nói nói Lam Sơn thôi, sự phát triển của Lam Sơn thật ra có một mặt đặc biệt. Đúng rồi, Bí Thư Kiều, tôi nghe nói là Bí Thư Chu của Lam Sơn sắp lên làm phó tỉnh trưởng, chẳng hay tin tức này có thật hay không. Thằng nhãi này đi một bước đem trọng tâm câu chuyện rời đến Lam Sơn, nhân cơ hội thám thính một ít tình huống từ trong miệng của Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương từ trong lời nói của hắn đã nghe ra được mục đích của hắn rồi. Bất chợt nở nụ cười, Giang Thành còn chưa đủ để cậu quan tâm sao? Tự nhiên lại còn tinh lực quan tâm đến chuyện của Lam Sơn. Trương Dương nói, đều là thành phố anh em, quan tâm một chút cũng hẳn là. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, không sai, tổ chức đã định rồi, Chu Vũ Dương sẽ nhanh chóng đến tỉnh làm phó tỉnh trưởng. Trương Dương giả vờ kinh ngạc nói, vậy ai tiếp nhận vị trí của ông ấy? Kiều Trấn Lương cười tủm tỉm nói, cậu thấy ai thích hợp? Trương Dương giả vờ trầm tư suy nghĩ một lát, sau một hồi mới nói, dù sao thì tôi nói ra cũng không tính, tôi nói một chút nha. Kiều Trấn Lương cười nói, cậu cứ nói đi, tôi không để trong lòng đâu. Trương Dương nói, thật ra tôi thích hợp nhất. Kiều Trấn Lương cười ha hả, cũng có loại da mặt siêu dày như Trương Dương mới nói được, nhưng mà ông cũng biết là Trương Dương đang cố ý chọc ghẹo ông. Trương Dương nói, năng lực của tôi tuy rằng trong tư liệu thì chưa đủ. Nhưng bây giờ không phải là đang đề xướng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi sao? Ngô Minh cũng không tồi đấy. Kiều Trấn Lương vốn tưởng rằng Trương Dương sẽ nhắc đến Thường Tụng, thậm chí là sẽ nói ra tên của Tần Thanh, chỉ là lần này đột nhiên lại nói ra tên của Ngô Minh, Kiều Trấn Lương rốt cục đã bị thằng nhóc này khơi dậy trí tò mò, cười tủm tỉm nói, vì sao lại đề cử hắn? Trương Dương nói, Ngô Minh tuổi còn trẻ, hơn nữa lại có quan hệ,
thường ủy tỉnh ủy chúng ta trên cơ bản đều có quan hệ không tồi với hắn, có thể hòa mình với lãnh đạo thì mới có thể làm lãnh đạo. Kiều Trấn Lương lúc này mới hiểu được, thì ra thằng nhóc này đang nói bậy về Ngô Minh, Kiều Trấn Lương nói cậu cũng có thể hòa mình với lãnh đạo. Trương Dương cười nói, cho nên tôi nói, tôi thích hợp hơn hắn nhiều, đưa mắt ra nhìn khắp Bình Hải, cán bộ cấp phó sử nào có cơ hội được ngồi ăn cơm chưa cùng với bí thư Kiều thì cũng chỉ có một mình tôi mà thôi. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, cho nên cậu phải đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 513, cơm trưa 4. Trương Dương nói, đảng giáo dục chúng ta nếu không biết tiến thủ, thì vĩnh viễn không thể thỏa mãn bản thân, nếu không thỏa mãn được bản thân thì không có động lực đi tới, không có động lực đi tới làm sao mà có thể đạt được tiến bộ. Kiều Trấn Lương cười ha hả một tiếng, ông ngáp một cái, nhìn thời gian. Trương Dương biết người ta đây là ý muốn tiễn khách, cho nên thức thời đứng dậy, nói chuyện phiếm với lãnh đạo cũng không phải là chuyện thoải mái gì, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy không được tự nhiên từ trong đáy lòng. Kiều Trấn Lương khoát tay nói, đi thôi, đúng rồi, tôi không đồng ý quan điểm của cậu, tôi cho rằng Thường Tụng thích hợp đảm nhiệm bí thư thị ủy Lam Sơn hơn là Ngô Minh. Trương Đại Quan Nhân ngạc nhiên dừng chân lại, hắn thậm chí là hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm không, Kiều Trấn Lương tự nhiên lại ủng hộ cho Thường Tụng. Có thể được bí thư tỉnh ủy ủng hộ có ý nghĩa là chuyện này đã được quyết định rồi, Thường Tụng làm bí thư thị ủy Lam Sơn là chuyện không thể nghi ngờ nữa. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, gừng càng già càng cay, Thường Tụng làm lãnh đạo nhiều năm, kinh nghiệm ông ta có thì Ngô Minh không cách nào có thể so được, những cán bộ trẻ tuổi như cậu cũng vậy, cần phải tôi luyện thật tốt một phen. Ngô Minh từ chỗ của Khổng Nguyên đã biết được quyết định cuối cùng của tỉnh, Thường Tụng tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy Lam Sơn. Thường vụ phó thị trưởng Nam Tích Thường Lăng không điều nhiệm về làm thị trưởng thành phố Lam Sơn, mà Ngô Minh bận việc chạy đôn chạy đáo, hoàn toàn không được gì, có thể nói cứ như là công dã tràng vậy. Ngô Minh trợn tròn mắt ra, gã vốn tưởng rằng mình được làm bí thư thị ủy Lam Sơn đã là chuyện chắc như ván đóng thuyền rồi, nhưng ai ngờ rằng đến thời khắc cuối cùng, tất cả đột nhiên thay đổi. Sắc mặt của hắn cũng biến đổi, Ngô Minh xưa nay luôn chấn định đã mất đi vẻ bình tĩnh rồi, tay bưng tách trà mà cũng hơi run run. Khổng Nguyên bình tĩnh nhìn Ngô Minh, tuy rằng Ngô Minh cũng đáng để đồng tình, nhưng mà Khổng Nguyên không khơi dậy nổi một chút tâm lý đồng tình nào cả, trên quan trường không ai lại đồng tình với kẻ yếu cả, Khổng Nguyên không khỏi nhớ đến tình cảnh nói chuyện với Thường Tụng, đối lập với Ngô Minh bây giờ, Thường Tụng quả thật là có can đảm hơn Ngô Minh nhiều. Ngô Minh thấp giọng nói, Bộ trưởng Khổng, là quyết định của tổ chức sao? Trong lòng Khổng Nguyên âm thầm thở dài một hơi, trả lời, toàn thể thường ủy tỉnh thảo luận. Bí thư Kiều đưa ra quyết định cuối cùng, ông rửa trôi trách nhiệm trên người một cách sạch sẽ, thuận tiện nhắc nhở Ngô Minh, cậu nên từ bỏ đi, chuyện mà Bí thư Kiều đã quyết định rồi thì không có khả năng thay đổi nữa đâu. Ngô Minh cũng biết tranh đấu chính trị là máu lạnh và vô tình, chỉ là hắn không ngờ mình lại trở thành một vật hy sinh trong tranh đấu chính trị này, hắn thật sự không nghĩ ra, mình rốt cục là có điểm nào làm không tốt. Khổng Nguyên nói, Tiểu Ngô à, cậu còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội, làm cho tốt. Tích cực gia tăng thành tích, tôi cũng rất xem trọng cậu. Ngô Minh gật đầu, trong lòng nặng trịch, bị một tảng đá đè lên làm cho hắn thở không nổi, hắn cảm thấy mình không cách nào ngồi tiếp được nữa, thấp giọng nói, Bộ trưởng Khổng, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng của tổ chức, làm phụ kỳ vọng của lãnh đạo, nói xong câu đó, hắn vội vã đứng dậy chào ra về, lời cần nói đã nói rồi, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thua không chịu nổi của hắn. Ngô Minh rời khỏi bộ tổ chức của tỉnh ủy, cũng không lên xe, một mình đi bộ về đại viện chính phủ tỉnh, đi đến một con đường cái, một cảm giác cô độc trước đây chưa từng có đã bao phủ lấy nội tâm của hắn, lúc này hắn cảm thấy mình như là tứ cố vô thân, trước đó nỗ lực rất là nhiều, đến cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, cũng không phải là hắn không muốn đi làm công tác tư tưởng với Kiều Trấn Lương, mà là hắn không đủ để leo lên tầng quan hệ này, chỉ là sự thật đã chứng minh, thứ có tác dụng chân chính nhất không phải là bộ tổ chức. Cũng không phải là bất kỳ vị thường ủy nào, mà là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, mỗi một vị Bồ Tát Ngô Minh đều đi bái qua, chỉ riêng có Phật Tổ Như Lai là hắn không đến. Ánh mặt trời chiều tím đỏ bao phủ lấy toàn thân Ngô Minh, nhưng mà hắn không hề cảm thấy có một chút ấm áp nào cả, hắn lạnh, lạnh từ đầu đến chân, Ngô Minh lạnh thấu tâm cốt lấy điện thoại ra, loay hoay một hồi lâu mới tìm thấy chính xác được số điện thoại của Trương Lập Lan, điện thoại vừa được chuyển, câu đầu tiên mà hắn nói chính là chị Lan. Trong lòng em rất loạn, em muốn, tôi đang họp, Trương Lập Lan nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Ngô Minh cầm lấy điện thoại,
nghe cái âm thanh tít tít kia, bỗng nhiên có một cảm giác muốn giống giận, chỉ là hắn không thể, hắn cảm thấy mình như bị một lớp vô hình nào đó bao vây, mỗi bộ phận trên người hắn đều bị bao phủ. Một chiếc xe màu đen dừng lại bên người hắn, phó bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hồng hạ cửa sổ xe xuống, có chút tò mò nhìn Ngô Minh, làm gì vậy? Ngô Minh cười cười với bà ta, nụ cười rất là đông cứng, bí thư Lưu, sao trùng hợp vậy? Lưu Diễm Hồng cười nói, đây là cửa lớn của đại viện tỉnh ủy, rất dễ gặp nhau mà. Ngô Minh nói, có rảnh rỗi không? Tôi mời ăn. Lưu Diễm Hồng nói, tôi còn phải trở về báo cáo công tác. Ngô Minh nói, tôi chờ cô. Lưu Diễm Hồng nói, quên đi, để hôm khác. Nói xong bà liền lái xe đi. Lưu Diễm Hồng thật không ngờ Ngô Minh lại thật sự chờ mình, khi bà làm xong công tác của ngày hôm nay, đã là 6 giờ 30 tối rồi, lúc đi ra bãi giữ xe, phát hiện ra một bóng người đang ngồi bên bồn hoa, nhìn kỹ lại, người đó chính là Ngô Minh. Ngô Minh đang hút thuốc, thấy Lưu Diễm Hồng liền vội vã dụi điếu thuốc tắt, đứng dậy, nụ cười vẫn đông cứng như cũ, bí thư Lưu, tan tầm rồi. Lưu Diễm Hồng có chút kinh ngạc gật đầu, cậu, vẫn chờ ở chỗ này. Ngô Minh gật đầu nói, cùng nhau ăn cơm đi. Lưu Diễm Hồng thấy dáng vẻ của gã, vốn định từ chối, nhưng chữ ra đến miệng thì nuốt vào, bà cười nói, vậy được rồi, tôi mời, Ngự Vương Phủ. Ngô Minh chỉ vào chiếc xe màu đen của Lưu Diễm Hồng, đi xe của cô đi. Lưu Diễm Hồng không biết vì sao tâm tình của Ngô Minh lại kém, nhưng mà coi như là bạn bè bình thường, trong khoảng thời gian ngày, mời người ta ăn một bữa cơm cũng hẳn là. Ngô Minh nâng ly rượu lên nói, nào, cụng ly. Lưu Diễm Hồng nâng ly trà lên nói, cậu có phải là gặp chuyện gì không? Ngô Minh uống xong ly rượu mới nói, bí thư Lưu, cô có coi tôi trở thành bạn không? Lưu Diễm Hồng mỉm cười nói, bạn bè bình thường, thời gian chúng ta quen biết không lâu, cho nên hiểu biết cũng không nhiều. Ngô Minh nói, vô luận là cô nghĩ thế nào, cô có thể ăn cơm với tôi, có thể nói chuyện với tôi cũng đã rất cảm động rồi, tôi đã xem cô thành bạn. Lưu Diễm Hồng cười nói, bây giờ cậu có thể nói rốt cục là đã gặp chuyện gì không? Ngô Minh nói, Bộ trưởng Khổng của Bộ Tổ chức ngày hôm nay đã tìm tôi nói chuyện. Lưu Diễm Hồng có nghe nói qua việc điều chỉnh ban lãnh đạo của thành phố Lam Sơn, nhưng mà đối với việc này thì bà không có hứng thú nhiều, công tác của Ủy ban Kỷ luật hiện nay rất là bận. Nghe Ngô Minh nhắc đến, bà nhẹ giọng nói cái gì? Ngón tay của Ngô Minh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tỉnh quyết định để cho thị trưởng Thường tiếp nhận bí thư thị ủy. Thường vụ phó thị trưởng Nam Tích Thường Lăng không đồng chí điều nhiệm đến làm thị trưởng thành phố Lam Sơn, ngày mai. Ngày mai chuyện này sẽ được công bố ra. Chương 514, chị lựa chọn một. Lưu Diễm Hồng rốt cục đã biết vì sao Ngô Minh lại có biểu hiện mất mát như vậy. Đối với một quan viên mà nói, đả kích lớn nhất chính là con đường làm quan bị nhục. Trước đây bà cũng nghe nói về việc Ngô Minh có tiếng hô ủng hộ rất cao trong việc đề bạt lên làm bí thư thị ủy Lam Sơn. Người khác thì bà không rõ. Có điều Tằng Lai Châu cũng từng muốn tác hợp cho bà và Ngô Minh, còn đặc biệt tiết lộ, lần này Ngô Minh lên làm bí thư thị ủy là chuyện ván đã đóng thuyền, Lưu Diễm Hồng cũng rõ ràng về bối cảnh gia đình của Ngô Minh. Cũng biết quan hệ của gã và Tằng Lai Châu vì chuyện của Ngô Minh, mà đã bỏ ra rất nhiều sức, chỉ là không ngờ kết quả cuối cùng lại tự nhiên thành như vậy, thảo nào Ngô Minh trông mất tinh thần như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, Ngô Minh, thật ra lên xuống trong chính trị cũng là việc rất bình thường. Tuổi của chúng ta không chênh lệch lắm, ở trong thể chế cũng đã không ngắn, đối với một cán bộ thì thứ gì quan trọng nhất? Tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Ngô Minh cười cười nói, xem ra tôi không phù hợp rồi. Lưu Diễm Hồng nói, bất luận kẻ nào gặp phải chuyện của anh đều khó tránh khỏi cảm thấy mất mát, nhưng mà tôi không hy vọng anh sẽ trầm mê vào nó, oán trời trách đất, dừng lại không tiến, đây không phải là việc ứng với một đảng viên. Ngô Minh nói, tôi chỉ là nghĩ không ra. Không nghĩ ra tiêu chuẩn so sánh cán bộ của tỉnh là gì. Ngô Minh tràn ngập oán niệm về quyết định của tỉnh, gã cũng không cho rằng mình kém hơn Thường Tụng, lại cho rằng Thường Tụng đã già rồi, không cách nào thích ứng với thời đại hiện nay. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện tổ chức nhân sự thì tôi không rõ ràng lắm, cán bộ mà tôi tiếp xúc phần lớn đều có vấn đề, tôi đã thấy rất nhiều cán bộ phạm vào sai lầm, cái hủy diệt họ là cái gì? Là dục vọng, là tiền tài, là mỹ sắc, là chức quan. Tuy rằng những cái này sẽ làm sinh ra một động lực, nhưng mà nếu như dị dạng thì sẽ hủy diệt một con người khi còn sốt. Tôi vẫn luôn cho rằng, chức vị không phải để cho người khác nhìn, càng không phải để tỏ vẻ uy phong, mà cần phải làm việc thật kiên định, giải ưu giải nạn cho dân chúng, không làm thất vọng sự tin tưởng của quốc gia và nhân dân, không làm thất vọng lương tâm của chính mình,
chỉ cần làm tốt tất cả, thì mới có thể thể hiện được giá trị của bản thân. Cảm giác thỏa mãn lớn nhất của con người không phải là thể hiện được giá trị của bản thân sao? Ngô Minh không nói gì, yên lặng mà uống rượu, gã cũng muốn thể hiện giá trị của gã, nhưng mà giá trị của gã lần này rõ ràng đã bị tổ chức bỏ qua. Trương Dương đem tin tức này nói trước cho Tần Thanh biết, Tần Sau sau khi nhận được tin này xong cũng cực kỳ mừng rỡ, trong lòng cô luôn cho rằng Thường Tụng có tư cách đảm nhiệm bí thư thị ủy Lam Sơn hơn là Ngô Minh nhiều. Trong tỉnh đưa ra quyết định như vậy là chính xác không cần nghi ngờ nữa. Ngô Minh là một người theo chủ nghĩa cơ hội trong chính trị, tuy rằng giỏi về xử lý quan hệ các mặt, nhưng mà nói đến công tác thực tế, thì gã không có kinh nghiệm phong phú bằng Thường Tụng, cũng không quyết đoán như Thường Tụng. Tần Thanh nói, thật sao? Trương Dương nói, bí thư Kiều tự mình nói cho em biết, tuyệt đối không sai. Tần Thanh lại nói, em tự nhiên lại đi hỏi bí thư Kiều chuyện này. Trương Dương lúc này mới đem sự kiện tồn tại kia ra nói cho Tần Thanh biết, chuyện này trong tỉnh làm đúng là có thiếu sót. Tần Thanh cười hì hì nói, tốt rồi, lãnh đạo của tỉnh rất hiểu tình huống tại Lam Sơn, quyết định như vậy hợp tình hợp lý, chiếu cố cho cảm thụ của phần lớn cán bộ, được thuận theo dân ý. Trương Dương nói, nếu như tổ chức có thể thăng chị lên làm thị trưởng thì tốt rồi, em cũng muốn thử tư vị, làm thị trưởng thế nào. Dục vọng chinh phục trong tiềm thức của thằng nhãi này rất mạnh, nghĩ đến tình cảnh thị trưởng tầng quằn quại dưới thân hắn, máu nóng trong người không khỏi sôi lên. Tần Thanh nói, lại nói bậy rồi. Chị làm gì có tư cách làm thị trưởng? Trương Dương nói, đương nhiên là có. Tần Thanh dở giọng dạy dỗ cán bộ ra, đồng chí Tiểu Trương, chính trị là chính trị, không thể để lẫn lộn tình cảm cá nhân vào bên trong. Trương Dương nói, chính trị Trung Quốc cũng không loại trừ nhân tình. Tần Thanh cười nói không lại em, thành thật làm tốt cái sân bay mới đi, em không nên quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Yên tâm đi, em biết nên làm thế nào mà. Lúc này chuông cửa của Trương Dương vang lên, hắn liền ngừng nói chuyện, đi qua mở cửa, thì nhìn thấy thường vụ phó thị trưởng Nam Tích Thường Lăng không đang đứng ở ngoài. Trương Dương cười nói, thị trưởng Thường đại giá quang lâm, chẳng hay có gì chỉ giáo. Thường Lăng không nói, ăn chưa? Trương Dương gật đầu, vừa mới ăn xong. Thường Lăng không cười nói, tôi cũng vừa ăn xong, đi đánh bóng với tôi. Trương đại quan nhân cũng đang nhàn rỗi không có gì làm. Thế là cùng Thường Lăng không đi đến khu trung tâm hoạt động của Sơn Trang, hắn cố ý hỏi, khí sắc của thị trưởng Thường hôm nay không tồi, xem ra là có chuyện vui đến nhà. Thường Lăng không nhìn về hướng Trương Dương, không khỏi cười nói, bớt quanh co với tôi đi, cậu nghe được cái gì? Trương Dương cũng cười nói, buổi trưa tôi cùng ăn cơm với bí thư Kiều, nghe ông ấy nói về anh. Thường Lăng không lập tức rõ ràng, Trương Dương khẳng định là đã biết mình sẽ đi đến đảm nhiệm chức thị trưởng Lam Sơn rồi. Thường Lăng không cười khổ nói, xem ra lần này tôi chạy trời không khỏi nắng. Trương Dương nói, thăng quan phát tài vợ sinh con, ba chuyện vui lớn trong đời người, anh gặp gỡ chuyện đầu tiên, mà còn lại ra bộ dạng mất hứng như vậy, thị trưởng Thường, anh thăng quan như vậy, loại cán bộ cấp phó xử thất bại như tôi nhìn thấy, đúng là muốn đi chết cho rồi. Thường Lăng không nói, không bỏ cảng nước sâu được. Nghe được câu cảm khái của Thường Lăng không, Trương Dương bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Thường Lăng không là thường vụ phó thị trưởng Nam Tích, ở Nam Tích gã được bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên tin tưởng, thị trường Hạ Bá đạt được Cố Doãn Chi đề bạt trước khi về hưu, luận về quyền lực và sức ảnh hưởng thật sự thì ở Nam Tích chưa chắc đã hơn được Thường Lăng không. Hạng mục cảng nước sâu là công trình trọng điểm của Nam Tích, do Thường Lăng không chủ trì, chỉ cần chuyện này làm tốt, thì tất nhiên sẽ trở thành một chiến tích đặc sắc rồi. Thường Lăng không bởi vì thành tích này mà khẳng định sẽ tiến thêm một bước trong con đường làm quan. Bây giờ tỉnh bắt gã rời khỏi Nam Tích đi đến Lam Sơn, cũng có nghĩa là kêu hắn buông hạng mục cảng nước sâu xuống, Thường Lăng không vất vả lắm mới làm cho hạng mục này khởi động, công tác giai đoạn trước đều đã chuẩn bị tốt, bây giờ để lại cho người khác làm, đúng là giống như dọn cơm mời người đến ăn vậy. Chương 514, chị lựa chọn 2. Huống chi Thường Lăng không đi đến Lam Sơn tiếp nhận chức vụ là thị trưởng của Lam Sơn, Nam Tích tiếp giáp với Lam Sơn. Thường Lăng không cũng không rõ ràng tình huống trong ban lãnh đạo của thành phố Lam Sơn cho lắm, Thường Tụng tuy rằng là thị trưởng, nhưng mà thủ đoạn của ông ta xưa nay rất là cứng rắn, cho dù là bí thư thị ủy Chu Vũ Dương, ông ta cũng không nể mặt, bây giờ đến Lam Sơn, làm việc dưới trướng của Thường Tụng, trong lòng Thường Lăng không cũng không có nền tảng, tuy rằng gã và Thường Tụng có quan hệ bình thường. Cũng không tệ lắm, nhưng mọi người đều có cái riêng của mình, và trên chính trị không có tình cảm gì đáng nói cả. Trương Dương cười nói, anh đi đến Lam Sơn rồi cũng có thể làm cảng nước sâu mà. Thường Lăng không khỏi bật cười,
thằng nhãi này quả nhiên là cái gì cũng muốn cả, một hạng mục lớn như vậy có thể nói làm là làm sao, lúc trước khi Lam Sơn và Nam Tích cạnh tranh, cảng nước sâu cuối cùng ở lại tại Nam Tích, Thường Lăng không có công rất lớn, không ngờ rằng số phận lại tự nhiên đưa đẩy gã thành một trò đùa, cảng nước sâu bên nằm vừa nằm yên tại Nam Tích, thì bên kia tỉnh đã phái gã đến Lam Sơn nhậm chức, tâm tình của Thường Lăng không lúc này đã có chút phức tạp. Hai người đi đến bàn đánh bóng, Trương Dương đã xem qua thứ này trên TVLT, chỉ là chưa từng tận tay chơi đùa lần nào, nhưng mà sức vận động kinh người trời cho của thằng nhãi này đã lập tức nổi lên tác dụng. Sau khi Thường Lăng không dạy cho hắn mấy cái quan trọng, hắn nhanh chóng nắm bắt nhịp điệu, hơn nữa tài nghệ kinh người, ngoại trừ hai ván bị thua lúc đầu ra, thì ba ván tiếp theo, đánh cho Thường Lăng không không còn đường nào đỡ nổi, nói cái gì thì Thường Lăng không cũng không tin Trương Dương là tay mới cả. Cho rằng thằng nhãi này cố ý giả vờ. Trương Dương làm vẻ mặt vô tội nói, tôi thật sự là lần đầu tiên đánh bóng bàn đấy. Thường Lăng không làm vẻ mặt không tin, bớt giỡn, cậu là người được tiện nghi mà còn khoe mẽ đấy. Trương đại quan nhân cảm thán, vì sao lúc tôi nói thật thì luôn luôn không có ai tin tưởng vậy. Thường Lăng không nói, bởi vì những lời cậu nói đều không phải là nói thật. Hai người ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Thường Lăng không đưa cho Trương Dương một chai nước khoáng, sân bay Giang Thành thế nào rồi. Trương Dương nói, rất thuận lợi, tất cả đều đã tiến hành đâu vào đấy, còn cảng nước sâu. Thường Lăng không uống một chút nước, nói tài chính vẫn còn có vấn đề, đầu tư mà Hà Trường An đáp ứng vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ, gần đây lại không ở trong nước, còn về phương diện của tập đoàn Tinh Nguyệt Singapore cũng có vấn đề. Gã dừng lại một chút, nói tiếp cậu biết đấy, đại biểu cho bên đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt là Hứa Gia Dũng, mà hắn ta đã chết. Trước đó đầu tư vào cảng nước sâu của tập đoàn Tinh Nguyệt là do hắn toàn quyền phụ trách, bây giờ hắn chết rồi, phải có người tiếp nhận công tác của hắn chứ. Trương Dương nói, hình như đương gia của tập đoàn Tinh Nguyệt là Phạm Tư Kỳ mà. Thường Lăng không nói, tôi cũng muốn hẹn cô ta ra nói chuyện này, chỉ là ai ngờ rằng cô ta đã đi qua Singapore rồi. Trương Dương nói, anh sắp đến Lam Sơn rồi, còn quan tâm gì đến chuyện này. Thường Lăng không nói, cho dù là đi. Cũng phải an bài mọi chuyện thỏa đáng, làm cho xong hết, nếu không tôi cũng đi không yên tâm. Trương Dương nói, công trình cảng nước sâu lớn như vậy, quả thật không phải dễ dàng giao tiếp. Thường Lăng không nói, cái thời đại này thiếu tiền là không được, muốn xây dựng cái gì cũng phải có tiền tài làm cơ sở. Trương Dương nói, hay là anh thảo luận với tỉnh một chút, anh đem các chức thường vụ phó thị trưởng Nam Tích của anh lại cho tôi giúp anh thu dọn cái cục diện rối rắm này. Thường Lăng không cười ha hả nói, để tôi xem. Trương Dương cười nói, đáng tiếc anh không phải là Bí Thư Kiều, anh xem, cũng chưa chắc được. Thường Lăng không nói, không được, ngày mai tôi cần phải tái chiến với cậu, tôi vẫn không tin, tôi đánh không lại một kẻ mới vừa học chơi như cậu. Kết quả biến động của tầng lãnh đạo Lam Sơn hoàn toàn nằm ngoài ý định của Trương Dương, tuy rằng hắn có băng ghi âm của Ngô Minh và Trương Lập Lan, nhưng mà cũng không có phát huy công dụng. Cái kết cục này làm cho Trương Dương tương đối thỏa mãn, xem ra Bí Thư Kiều cũng không hồ đồ, trong phương diện phân công quan viên, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Sau khi xác định là Thường Tụng và Thường Lăng không sẽ đến chủ trì cục diện chính trị tại Lam Sơn, khối đá nặng trong lòng Trương Dương cuối cùng cũng rơi xuống, trải qua chuyện đêm hôm đó hắn đã rõ ràng một việc, Thường Lăng không cũng không muốn rời khỏi Nam Tích, nói chính xác hơn là, gã không muốn rời khỏi hạng mục cảng nước sâu. Rời khỏi cái vị trí vô cùng có khả năng mang đến bề dày thành tích trong con đường chính trị của gã, mỗi quan viên đều muốn được đề bạt, nhưng mà đề bạt cũng chưa chắc chắn là một chuyện tốt. Muốn xây dựng một tòa nhà cao ốc chọc trời, thì nhất định phải có nền tảng kiên cố. Con đường làm quan cũng như thế. Trương đại quan nhân rốt cục đã ý thức được tầm quan trọng của bản thân trong hạng mục sân bay, chỉ cần đem hạng mục này làm tốt, thì hắn sẽ có một cái vốn liếng chính trị hùng hậu. Đánh bóng bàn với Thường Lăng không xong. Đã là 10 giờ 30 tối rồi, Trương Dương trên đường trở về nhà mới phát hiện ra là không mang điện thoại theo, thảo nào tối hôm nay cứ thấy thiếu cái gì đó. Điện thoại di động vốn là một công cụ liên lạc, có thể làm cho người dùng trong một thời gian dài sản sinh ra một cảm giác ỉ lại, thiếu nó thì khó có thể bước đi dù là nửa bước. Trương Dương trở về nhà gỗ, cầm lấy điện thoại trên bàn công tác, phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ liên tục, tất cả đều là Cố Giai Đồng gọi, hắn không khỏi cười cười, gọi lại cho Cố Giai Đồng. Điện thoại vừa chuyển liền nghe được âm thanh oán giận của Cố Giai Đồng, xảy ra chuyện gì? Không mang điện thoại di động theo. Trương Dương cười nói, thông minh, vừa rồi Thường Lăng không hẹn anh đi đánh cầu, điện thoại bỏ quên trong phòng. Cố Giai Đồng nói, chị đang ở sân bay.
Trương Dương nói, sân bay bên kia. Cố Giai Đồng nói, Đông Giang, bây giờ chị đang đón xe trở về. Trương Dương cười vui vẻ nói, sao không nói trước một tiếng, để em qua đón chị. Cố Giai Đồng nói, vốn muốn cho em một bất ngờ. Trương Dương cười ha hả, đang ở đâu, để em đến đón chị. Cố Giai Đồng nói, em trực tiếp đến chung cư Cẩm Hương Hà, nhà số 1108. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, được rồi, em xuất phát ngay. Chung cư Cẩm Hương Hà là một chung cư hiện đại hóa do một người Hong Kong đầu tư, ở đây được thực hành theo hình thức quản lý khách sạn cấp cao. Khi mà Trương Dương đi đến cửa lớn, thì xe taxi mà Cố Giai Đồng ngồi cũng đến, Trương Dương xuống xe, giúp cô mang hành lý ra, đặt vào trong xe tải. Cố Giai Đồng về sớm một ngày là có nguyên nhân cả, một là vì muốn cho Trương Dương một bất ngờ, còn có một nguyên nhân khác, cha của cô biết cô ngày mai sẽ quay về Đông Giang, cho nên đã kêu cô ngày mai về nhà ăn cơm, cô chỉ có thể trở về sớm một ngày để ở cùng với Trương Dương. Trương Dương nhìn Cố Giai Đồng, vẻ mặt đầy nụ cười. Cố Giai Đồng nói, cười cái gì mà cười, cười đến nỗi trông có vẻ đê tiện quá. Thằng nhãi này liền nói, em vừa thấy chị liền cười, vì chị có phong thái quá xinh đẹp. Cố Giai Đồng thản nhiên cười, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, thích em cười, không mặt không mũi, không tim không phổi, thì vẫn thích. Chương 514, chị lựa chọn 3. 1108 là căn hộ mà Cố Giai Đồng mua lại, diện tích kiến trúc là 222 m², thiết bị lắp đặt bên trong rất tốt. Cố Giai Đồng vì nguyên nhân đầu tư vào trong bất động sản, biệt thự Thu Hà Hồ đã cho cha dưỡng lão, cô và Trương Dương thiếu đi một chỗ để dễ dàng hẹn hò. Cho nên cô lựa chọn ở đây, quản lý của chỗ này tương đối nghiêm ngặt, trừ phi là chủ nhân của căn hộ, còn khách đến chơi đều được đăng ký xác định rất nghiêm, bảo hộ an toàn cho chủ hộ rất tốt, Cố Giai Đồng nhìn trúng điểm này. Cho nên quyết định mua ở đây, dù sao thì tình cảm của cô và Trương Dương cũng không cách nào phơi bày ra ngoài ánh sáng. Trương Dương lái ô tô vào trong bãi giữ xe, từ chỗ này có thang máy đi nhanh lên lầu. Đi vào thang máy, Cố Giai Đồng hơi nghiêng người, Trương Dương cũng hơi nghiêng người. Hai người nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói, có camera. Trương Đại Quan Nhân cười ha hả nói, sợ cái gì? Em mặc kệ người ta nói gì. Cố Giai Đồng liếc hắn một cái, nói, khó nói. Trương Dương vươn tay ra về hướng cặp mông vểnh cao của Cố Giai Đồng, nắn một cái, Cố Giai Đồng thở nhẹ một tiếng, mặt cười đã phủ một tầng mây dạng đỏ. Trương Đại Quan Nhân làm ra cái bộ dạng phải nói là cực kỳ háo sắc, thật là co giãn. Cố Giai Đồng nói, thần kinh, xem chị trở về dạy dỗ lại em nè. Ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa, Cố Giai Đồng đem chìa khóa ra mở cửa, đi vào trong, một cái mùi dị quốc phong tình đập vào mặt, nơi này được thiết kế theo phong cách của Địa Trung Hải, màu sắc thì lấy xanh trắng làm chủ đạo, cổng vòm bằng gỗ thô, đồ dùng cũng bằng gỗ, tràn ngập màu sắc của nước ngoài. Trương Dương để túi xách xuống. Tấm tắc khen, thật sự là không tồi. Hai tay của Cố Giai Đồng khoát lên trên bờ vai của hắn, chủ động hôn lên môi của Trương Dương một cái, nhỏ giọng nói, thích không? Trương Dương cười nói, ở với chị cùng một chỗ thì thật ra chỉ cần có cái giường là đủ. Phi, Cố Giai Đồng còn chưa nói xong, thì môi anh đào đã bị Trương Dương bắt được, dùng sức mà hôn xuống, cho đến khi cái lưỡi thơm tho mềm mại của Cố Giai Đồng dâng lên cho hắn thưởng thức. Một hồi lâu sau, Trương Đại Quan Nhân mới hài lòng thả Cố Giai Đồng ra. Cố Giai Đồng nắm lấy tay của Trương Dương đi lên thang, Trương Dương đi theo cô lên tầng 2, tầng 2 có một cái sân thượng thật to, từ nơi này có thể thấy được cảnh đêm xinh đẹp tại Đông Giang, ngẩng đầu lên có thể thấy được cả bầu trời đầy sao rực rỡ, Trương Dương ôm lấy Cố Giai Đồng từ phía sau, cảm thụ thân thể mềm mại mê người của cô trong lòng. Cố Giai Đồng nói, chị thích đứng trên sân thượng cùng ngắm sao với em. Trương Đại Quan Nhân cười nói, nếu như có cái giường ngủ ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta nằm trên giường ngắm sao. Cố Giai Đồng nhẹ nhàng ngắt một cái lên cánh tay của hắn, nói, em đó, trong đầu chỉ có giường. Trương Dương nói, em thích ôm chị trên giường, kiên định, thoải mái. Cố Giai Đồng hôn nhẹ hắn một cái, nói, đêm nay, cho em đủ một lần. Thiếu, không có lúc đủ, lời ngon tiếng ngọt từ trong đáy lòng của Trương Đại Quan Nhân mà ra. Cố Giai Đồng nói, chị đi tắm, em chờ chị nha. Trương Dương gật đầu, thân thiết nói, có ăn gì chưa? Cố Giai Đồng lắc đầu nói, không muốn ăn, cô xoay người đi xuống lầu. Lúc Cố Giai Đồng tắm rửa xong và đi ra, thì ngửi thấy một mùi thơm mê người, là do Trương Dương xuống bếp nấu cho cô một phần mì sợi, vì
vì trong tủ lạnh không có đồ ăn, chỉ có mì ăn liền thôi. Trương Dương vui vẻ hướng về Cố Giai Đồng nói, em lật tung cả phòng bếp lên, không có cái gì khác để ăn, chị chấp nhận đỡ đi, Trương Dương còn kéo ghế lại cho Cố Giai Đồng dùng bữa. Trong lòng Cố Giai Đồng nổi lên một trận ấm áp, cô thuận theo ngồi xuống, bưng tô mì ăn liền lên, vành mắt không khỏi có chút đỏ lên. Phụ nữ quả nhiên là một động vật đa sầu đa cảm nhất, một tô mì ăn liền thôi mà cũng có thể gây cảm động. Trương Dương cười nói, mau ăn đi, em nấu không được tốt lắm, không biết có sao không. Cố Giai Đồng thâm tình nói, chỉ cần có thể cùng em một chỗ, thì ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ. Trương Dương nói, vậy mỗi ngày em đều nấu cho chị ăn nhé. Cố Giai Đồng cười gật đầu. Nhìn Cố Giai Đồng ăn xong tô mì, Trương Dương hỏi, phía dưới có cứng hay không? Cố Giai Đồng lắc đầu nói, không cứng. Trương Đại Quan Nhân nhíu nhíu mày, nói, không cứng. Sao em có cảm giác là cứng nhỉ? Cố Giai Đồng nói, em ăn rồi à? Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt cười xấu xa, cái này là dùng tay để thử, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Cố Giai Đồng, để vào giữa hai chân của mình. Cố Giai Đồng lúc này mới hiểu được ý tứ của câu nói kia, mặt cười hiện lên một tầng xấu hổ, nói, em thật không biết xấu hổ gì hết, còn không để cho chị ăn xong. Trương Dương cười nói, chị không phải là thích ăn phía dưới của em sao? Cố Giai Đồng trả thù bằng cách nhéo hắn một cái, lập tức nhận thấy chỗ ngón tay vừa chạm vào đã xảy ra biến hóa, cô nhỏ giọng nói, phía dưới của em. Thật sự rất. Trương Đại Quan Nhân thấp giọng nói, chị ăn no rồi, nó vẫn còn bị đói kìa. Cố Giai Đồng cắn môi anh đào, đôi mi thanh tú mấp máy, hai tròng mắt long lanh như nước mùa xuân nhộn nhạo, thở ra hơi thở thơm như lan, nói, nó chết đói cũng đáng đời, ai kêu nó luôn ăn vụng không thành thật. Trương Dương nói, nó ăn to uống lớn, luôn ăn không đủ no, một tay ôm lấy eo nhỏ của Cố Giai Đồng, tay còn lại thì bắt đầu vuốt ve bên đùi của cô, nhẹ nhàng kéo lại. Cố Giai Đồng ôm lấy cái cổ của hắn, nhỏ giọng nói, chị vừa ăn no xong. Ăn no rồi đến vận động. Bây giờ là lúc chúng ta. Thật là thời gian tốt. Gì? Là cái gì? Rốt cục là cái gì? Dâm tính của Trương Đại Quan Nhân tối nay đã bùng phát, thấp giọng hát, trong chị có em, trong em có chị. Cố Giai Đồng cười hì hì, nhưng thân thể mềm mại lại dựa sát vào bên người của Trương Dương. Ban đêm cuối mùa thu thường hay kiều diễm lãng mạn như vậy lắm, thân thể của Trương Dương và Cố Giai Đồng dây dưa lấy nhau, giống như muốn hòa vào nhau. Cố Giai Đồng thở phào một hơi, mặt cười đã bị chọc đến nổi đỏ ửng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Trương Dương, hôn nhẹ lên đôi môi của hắn, nhỏ giọng hỏi, có mệt hay không? Trương Dương cười lắc đầu, với em mà nói thì việc này và công tác cải cách cũng đều có tầm quan trọng như nhau, cúc cung tận tụy chết cũng không từ. Cố Giai Đồng che môi của hắn lại, nói, không được nói bậy, cái gì mà sống chết chứ? Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, chị Giai Đồng à? Chị càng ngày càng giống một người cải tà quy chính rồi. Cố Giai Đồng cười hì hì nói, đồ của em, mà em còn ngại bẩn sao? Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nghiêng người, một lần nữa đặt Cố Giai Đồng xuống dưới, chị không chê bẩn, em cho chị từ từ nếm thử. Không muốn. Hai người lại một lần nữa lăn qua lăn lại trên giường. Chương 514, chị lựa chọn 4. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi rất lớn. Cố Giai Đồng cuối cùng cũng một lần nữa đặt Trương Dương dưới thân, dựa vào trong lòng của hắn, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, mưa thật lớn. Trương Dương nói, lúc thì mưa lúc thì lạnh, trời càng ngày càng lạnh. Cố Giai Đồng nói, cũng chỉ có trong lòng em là ấm áp nhất, chờ mùa đông đến chị sẽ đến Giang Thành tránh đông, mỗi buổi tối đều trốn trong lòng em mà ngủ. Trương Dương cười nói, sưởi ấm lẫn nhau. Cố Giai Đồng gật đầu, chỉ là lập tức lắc đầu, vậy không được. Nếu như mỗi ngày chị đều cùng em, vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Trương Dương cười nói, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng, ngay cả chút tự do ấy cũng không có sao. Cố Giai Đồng nói, em đó, rõ ràng là chột dạ mà, một chút chuyện nhỏ mà cũng phải lời lẽ hào hùng, biết chúng ta như vậy gọi là cái gì không? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu. Cái này gọi là ở chung phi pháp. Trương Dương cười nói, so với pháp luật thì ai hơn được? Một ngón tay của Cố Giai Đồng vẽ loạn lên trên ngực của Trương Dương, nhưng mà như vậy rất tốt, nếu có một ngày chúng ta chán ghét nhau, thì chúng ta đường ai nấy đi, không cần lo lắng. Trương Dương nói, sao có thể chứ, em đối với chị, là ngàn lần cũng không đổi. Cố Giai Đồng nói, trên đời này không có chuyện gì là không thay đổi cả, nhưng mà bây giờ chị cũng đã rất thỏa mãn rồi,
chị lựa chọn em, chị không hối hận. Trong lòng Trương Dương bỗng nhiên sinh ra một loại áy náy, hắn dùng lực ôm chặt lấy Cố Giai Đồng, thấp giọng nói, chị Giai Đồng, gả cho em được không? Cố Giai Đồng căn bản là không nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu, nhẹ giọng nói, đã từng có một khoảng thời gian, chị rất muốn gả cho em, chỉ là sau này chị càng ngày càng hiểu em, chị cũng không muốn làm cho em lo thêm nữa. Trương Đại Quan Nhân ngạc nhiên nói, vì sao? Cố Giai Đồng nói, quan hệ của chúng ta bây giờ, chị có thể bao dung, nhưng mà nếu chị thật sự trở thành vợ của em, thì chị đã tự hỏi bản thân rằng, chị có thể bao dung cho em phân tán tình cảm đi khắp thế giới không? Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ không nói gì, đáp án này hiển nhiên là không thể rồi. Cố Giai Đồng đem mặt cười dán lên trên ngực của Trương Dương, chị đã đem em trở thành một phần trong sinh mệnh của chị, cho dù là lui thời gian về cho chị thêm một cơ hội, chị vẫn sẽ chọn em. Chị thấy chúng ta bây giờ rất tốt, chị không muốn thay đổi chính mình, cũng không muốn thay đổi em, chị sợ thay đổi. Trương Dương khẽ vuốt mái tóc của cô. Cố Giai Đồng nói, thật ra ông trời đã đối với chị không tệ. Lúc trước chị chẳng bao giờ cảm thụ cái gì gọi là tình yêu chân thật cả, là em đã làm cho chị hiểu được, mặc dù em không có khả năng cho chị toàn bộ, nhưng mà ít nhất là lúc chúng ta ở riêng với nhau, chị tin tưởng em đối với chị là toàn tâm toàn ý. Trương Dương mạnh mẽ gật đầu. Cố Giai Đồng nói, đừng nghe thấy chị khen em là em liền gật đầu không thôi, cho dù chị nói ra nhiều ưu điểm của em đi nữa, thì cũng không thể nào che giấu được chuyện em là một tên hoa tâm. Trương Dương cười khổ nói, em đã cố gắng khống chế bản thân rồi, nhưng đây là bệnh của em. Cố Giai Đồng thở dài nói, gặp gỡ em, chính là số mệnh của chị. Cô nhìn vào hai mắt của Trương Dương, nói, em và Sở Yên Nhiên chia tay có phải là bởi vì nguyên nhân trong phương diện này không? Cho đến nay Cố Giai Đồng luôn lảng tránh vấn đề này, tối hôm nay lại chẳng biết vì sao mà lại nói ra ngay mặt. Trương Dương nói, em nói không phải, chị có tin không? Cố Giai Đồng nói, em có nghĩ tới hay không, làm vị hôn thê của em, cô ấy đã phải chịu đựng áp lực như thế nào? Trương Dương nói, hay là em không thích hợp để kết hôn, đối với chị, hay những cô gái mà em thích đều không muốn gả cho người khác, chị nói em có phải là ích kỷ cực độ không? Cố Giai Đồng nói, cái này không phải là ích kỷ cực độ, mà là vô sỉ cực độ. Trương Dương nói, nếu như chị gả cho người khác, có thể có hạnh phúc hay không? Cố Giai Đồng lắc đầu nói, chị không nghĩ là sẽ gả cho người khác, từ sau khi quen em, chị đã ôm ý định không kết hôn rồi, yêu người thì phải hy sinh cho người, bây giờ chị rất tốt, nếu như cho chị một lựa chọn, làm vợ của em hay làm tình nhân của em, tê hì chị tình nguyện chọn cái thứ hai. Trương Dương nói, chị Giai Đồng, đừng nói như vậy, chị nói như thế, em cảm thấy mình rất đê tiện, đặc biệt vô sỉ. Cố Giai Đồng cười nói, bây giờ cuối cùng chị cũng tin rồi. Đàn ông không xấu đàn bà không thương, cái gì chị cũng có thể nhìn nhấu, nhưng chỉ có em là không nhìn được, chẳng biết là trên người em rốt cục có ma lực gì. Trương Dương nói, khuyết điểm của em không ít, chỉ là ưu điểm cũng không ít, ví dụ như cần cù thiện lương, kiên định chịu làm, còn nguyện ý để cho chị ăn phía dưới. Cố Giai Đồng nghe thấy hắn nói được ba câu là bắt đầu nhắc đến phần dưới, liền nói cút, lại đùa giỡn lưu manh. Trương Đại Quan Nhân thấp giọng nói, thử lần này thế nào? Mệt chết, chị muốn đi ngủ. À, đôi mắt xinh đẹp của Cố Giai Đồng bỗng nhiên trợn tròn, Trương Đại Quan Nhân đã bao phủ lấy đôi môi xinh đẹp của cô, giơ một ngón trỏ lên ngay giữa môi, làm ra một thế chớ có lên tiếng, vẻ mặt cười xấu xa nói, trăng đen gió lớn đêm giết người, tối hôm nay, chị tốt nhất là nên nghe lời, bằng không. Hắc hắc. Mưa thu tròn một đêm, lúc Cố Giai Đồng tỉnh lại đã là 9 giờ sáng hôm sau, thấy Trương Dương không ở bên người, chân tay của cô bũn rũn. Ngồi dậy, tối hôm qua bị tên nhóc này vật lộn một phen, nhưng mà nhớ lại, thì cũng có nhiều ngọt ngào và hạnh phúc, Cố Giai Đồng lộ ra một nụ cười hiểu ý, mặc váy ngủ đi xuống phía dưới, nhanh chóng ngửi được mùi mì ăn liền trong không khí. Trương Đại Quan Nhân đang ở trong phòng bếp nấu mì ăn liền nữa. Cố Giai Đồng nói, lại là mì ăn liền. Trương Dương cười nói, phòng phải là chị thích ăn bên dưới của em sao? Em đặc biệt nấu cho chị ăn đây. Cố Giai Đồng nói, em không nên để cho chị ăn đến ói ra chứ. Trương Dương cười ha hả nói, bên ngoài đang mưa rất lớn, lúc này ra cửa cũng không tiện. Cố Giai Đồng đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên nhớ đến chuyện đã hứa với cha, vội vàng xoay người kiếm điện thoại, thời tiết cũng đúng lúc là một cái cớ. Cô nói với cha rằng bởi vì trời mưa xối xả cho nên máy bay đến trễ, ngày mai mới có thể về đến Đông Giang. Cố Doãn Chi cũng lo lắng cho an toàn của con gái, kêu không cần phải vội.
chờ thời tiết tốt rồi trở về cũng được. Cố Giai Đồng nói chuyện điện thoại xong, trở lại dưới lầu thì nghe thấy mùi vị hồ, Trương Dương luống cuống lấy một nồi hồ từ trong bếp lò ra. Cố Giai Đồng cười hì hì nói, em phía dưới hồ. Trương Dương sửa đúng lại, là hồ phía dưới, không phải là phía dưới hồ. Cố Giai Đồng cười nói, em không phải là thích lẫn lộn khái niệm sao? Chị thì thích nghe em nói. Trương Dương nói, nếu như em phía dưới hồ, thì chị sẽ phải sống quả cả đời mất. Ai mà thèm. Chương 515, chém ngựa yêu, 1. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đưa ra quyết định cuối cùng, Thường Tụng đi đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy đã trở thành chuyện chắc chắn. Trong hội nghị thường ủy Lam Sơn, bí thư thị ủy Chu Vũ Dương tuyên bố trước mặt mọi người tin tức đến bộ tổ chức tỉnh ủy nhậm chức. Ông mỉm cười nói, các vị thường ủy, ngày hôm nay hẳn là buổi hội nghị thường ủy cuối cùng do tôi chủ trì tại Lam Sơn. Nhận được thông báo của cấp trên, tôi sẽ đổi công tác đến tỉnh. Nói đến đây thì ông dừng lại một chút, cũng không phải là do ông cố ý dừng lại, mà bởi vì tiếng vỗ tay của các thường ủy đã cắt đứt lời của ông. Chu Vũ Dương không khỏi cười đùa, tiếng vỗ tay của mọi người lúc này là luyến tiếc tôi hay là đang ước gì tôi đi nhanh hơn vậy? Đám thường ủy đều nở nụ cười, con người của Chu Vũ Dương trên chỉnh thể luôn làm cho người ta có cảm giác rất hiền hòa, ngôn từ vô cùng hài hước, so với Thường Tụng phân minh rõ ràng, thì ông ta có thể hòa mình vào với các đồng chí hơn, nhưng cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên làm cho quá trình chấp chính của ông ta tại Lam Sơn đã thiếu đi rất nhiều nhuệ khí. Việc nghênh đón hay đưa tiễn trong chính trị đối với các thường ủy này mà nói là một chuyện rất tầm thường, ngày hôm nay người cất bước đi chính là Chu Vũ Dương, ngày mai nói không chừng người ra đi sẽ là mình, người đi đi về về trong quan trường vốn cũng rất bình thường, cái bọn họ quan tâm thật sự chính là ai tiếp nhận chức vị của Chu Vũ Dương, ai sẽ trở thành người đứng đầu tại Lam Sơn. Chu Vũ Dương nói, tổ chức đã quyết định do đồng chí Thường Tụng tiếp nhận công tác của tôi, về phần công tác vốn có của đồng chí Thường Tụng, sẽ do nguyên phó thị trưởng thành phố Nam Thích Thường Lăng không đồng chí tiếp nhận, cuối tuần sẽ bắt đầu một vòng công kỳ mới. Hiện trường lại vang lên những tiếng vỗ tay, phó bí thư đảng ủy Ngô Minh cũng vỗ tay, tuy rằng gã đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ là tận sâu trong nội tâm vẫn có vẻ cô đơn giữa dòng, mất mát thất lạc, lần này tranh chấp bí thư thị ủy. Với tuyên bố thất bại thảm hại của gã, đối với gã mà nói là dẫm chân tại chỗ hay là lui về phía sau luôn. Lần này gã tích cực cạnh tranh chức bí thư thị ủy, Thường Tụng không có khả năng không nghe ngóng được, và khi Thường Tụng trở thành người đứng đầu của Lam Sơn, ông ta có thể quên chuyện này không? Đáp án trong lòng Ngô Minh hiển nhiên là vẫn chưa định, nhưng mà gã cho rằng tiền đồ chính trị của mình tại Lam Sơn đã bị mờ đi rồi. Chu Vũ Dương mỉm cười nói, bây giờ chúng ta mời bí thư Thường nói vài câu. Thường Tụng khoát tay nói, không có gì hay để nói cả. Chu Vũ Dương cười nói, tôi quên mất, nào, bí thư Thường, tới đây ngồi đi, ông làm bộ muốn đứng dậy. Thường Tụng cười, đưa tay ra ngăn cản bờ vai của ông, Thường Tụng nói, ngồi chỗ nào cũng như nhau, theo ý của tôi, ngồi ở đâu thì chúng ta cũng là nô bộc của dân chúng, đều phải làm việc cho dân chúng thật kiên định, đều phải nỗ lực hết mình xây dựng Lam Sơn càng thêm hoàn hảo, Lam Sơn trở thành một viên minh châu trong phát triển kinh tế tại Bình Hải. Là người đứng đầu trong công cuộc cải cách, nếu chúng ta đã giành được vị trí này, chúng ta phải bảo vệ cho được vị trí này, muốn cho Lam Sơn vĩnh viễn trở thành ngôi sao của Bình Hải. Hiện trường lại vang lên một trận vỗ tay. Trương Dương vốn muốn ở Đông Giang thêm 2 ngày nữa, chỉ là một cú điện thoại của Đỗ Thiên Giã đã triệu tập khẩn cấp hắn về. Trương Dương vội vã trở về Giang Thành, không cần nghỉ ngơi, lao thẳng vào phòng làm việc của Đỗ Thiên Giã, sắc mặt của Đỗ Thiên Giã có chút bối rối, thấy Trương Dương đến. Rõ ràng hiện lên vài phần tức giận, cậu có biết trách nhiệm của mình không? Vừa đi là đi đến mấy ngày, công trình sân bay mới làm sao đây? Trương Dương nghe thấy giọng nói của bí thư Đỗ không được thiện, liền cười nói, tôi đâu có nói gì đâu, cái này không phải là đi dự hôn lễ của Vương Hoa Chiêu và Tằng Lệ Bình ở Đông Giang sao, mà công tác sân bay tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, có Thường Lăng Phong chỉ huy, chủ nhiệm Triệu Tỏa Trấn, khẳng định là không có vấn đề. Đỗ Thiên Giã cười lạnh nói, không có vấn đề. Đây là cái không có vấn đề mà cậu nói à? Ông cầm lấy một phần tài liệu ném cho Trương Dương. Trương Dương tập trung nhìn vào, thấy một dòng chữ màu đỏ, thông báo chỉnh đốn các hạng mục vi phạm của sân bay Giang Thành, bên thông báo là Văn phòng Quốc vụ Trung ương Quân ủy. Đỗ Thiên Giã nói, bên đó tổng cộng đã vạch ra 12 chỗ không đủ trong việc xây dựng sân bay mới của chúng ta, bắt chúng ta tạm dừng tất cả các hạng mục đang tiến hành của sân bay. Sau khi chỉnh đốn và cải cách, chờ kiểm tra. Trương Dương nói, làm cái gì thế? Không phải đã phê qua rồi sao?
Bọn họ cũng không thể đánh vào mặt chúng ta kiểu này được, chúng ta cũng có văn kiện, quy hoạch lúc đầu cũng đã báo xin phê chuẩn rồi, tôi không tin, trở về tôi sẽ đến kinh thành phân rõ phải trái. Đỗ Thiên Dã nói, cậu phân rõ phải trái với ai? Mở to mắt ra mà nhìn đi, cái cấp bậc của thư thông báo này là gì hả? Quân sự hành chính, cậu hiểu không? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến Tần Hồng Giang, chuyện này lẽ nào có liên quan đến chuyện ở kinh thành? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Tần Manh Manh làm tức giận Tần Hồng Giang, cho nên mới dẫn đến cục diện trước mắt? Đỗ Thiên Dã gõ mạnh xuống bàn, nói tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cần phải cúi thấp một chút, còn cậu thì ngược lại, đi đến đâu thì chọc phiền phức đến đó. Trương Dương hỏi ngược lại, sao ông có thể kết luận chuyện này là dựng lên vì tôi? Đỗ Thiên Dã cả giận nói, tôi đổ oan cho cậu sao? Đỗ Thiên Dã có bối cảnh rất sâu trong quân giới, lúc trước hạng mục sân bay mới của Giang Thành xin phê chuẩn, chính bởi vì quan hệ của ông trong phương diện này cho nên mới rút ngắn thời gian phê duyệt. Ngày hôm nay quân giới lại đột nhiên kiểm tra hạng mục sân bay, nguyên nhân phía sau chuyện này cũng rất dễ thấy. Trương Dương nói, phương án thiết kế sân bay, quy hoạch tổng thể, tất cả đều đã được xin phê chuẩn, quá trình thi công kiến trúc cũng không có bất luận hành vi trái quy tắc nào, trong quản lý của tôi cũng không có bất luận vấn đề gì, cho dù có, thì cũng là do người ta mạnh mẽ đào ra. Cậu không có vấn đề, người ta sẽ đào ra được sao? Trương Dương nói, bí thư Đỗ, trong xây dựng sân bay tôi không có bất luận sai lầm gì, hôm nay ông phê bình tôi không thể tiếp thu. Đỗ Thiên Dã nói, cái thái độ của cậu là gì vậy? Trương Dương nói, tôi là người như thế, không đổi được, chuyện tình trong phạm vi chức trách của tôi sẽ tự giải quyết, không gây thêm phiền phức cho lãnh đạo. Đỗ Thiên Dã nói, phiền phức cậu gây ra còn ít sao? Tôi coi trọng cậu, cho nên giao công tác sân bay cho cậu, chỉ là bây giờ cậu xem cậu đã làm thành cái gì? Công trình sân bay mới bị lệnh cưỡng chế đình công, cái trách nhiệm này ai chịu? Trương Dương nghe thấy Đỗ Thiên Dã nói đến đây cũng không khỏi nổi nóng, hắn lớn tiếng nói, ông nói nhiều như vậy cũng không phải là muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Có phải là không đứng vững trước áp lực của người khác, muốn đem tôi ra làm người chịu tôi? Đỗ Thiên Dã cả giận nói, Trương Dương, thái độ của cậu là gì đây? Trương Dương đã không chỉ một lần chống đối ngay mặt vị bí thư thị ủy này, hắn nói không một chút e ngại, tôi là cái thái độ này đấy, tôi là người như thế, thích chọc phiền phức, một ngày không chọc vào phiền phức là trong lòng tôi khó chịu. Chương 515, chém ngựa yêu, 2. Đỗ Thiên Dã tức giận vỗ bàn một cái rầm, có tin tôi loại bỏ cậu không? Trương Dương nói tin, tôi làm sao mà không tin, ông là bí thư thị ủy, mũ quan lớn như vậy đặt trên đầu ông, uy phong lắm, sát khí lắm, làm quan đến một cảnh giới nhất định đầu tiên là phải lục thân không nhập, sớm muộn gì ông cũng đi vào con đường này. Lần này Đỗ Thiên Dã đã không nói giỡn với Trương Dương nữa, ông gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, cậu không cần giảm nhiệm chức vụ chỉ huy hiện trường của sân bay mới Giang Thành. Trương Dương lạnh lùng nhìn ông ta. Đỗ Thiên Dã lại bổ sung, từ hôm nay trở đi cậu cũng không cần đảm nhiệm tất cả chức vụ hành chính, tự mình trở về từ từ suy nghĩ, cậu đã làm sai cái gì? Trương Dương nói, tôi sai là sai ở chỗ xem ông trở thành bạn, thằng nhãi này nói xong câu nói liền xoay người bỏ đi. Đỗ Thiên Dã nhìn bóng lưng của Trương Dương rời đi, trong lòng hiện lên một tia áy náy, ông chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy phần văn kiện kia lên, bỗng nhiên hung hăng ném vào trong sọt rác. Bầu không khí của hội nghị thường ủy cực kỳ áp lực, mỗi người đều nhìn ra là tâm tình của bí thư Đỗ không tốt, hạng mục sân bay mới có chỗ phạm quy, bị cấp trên ra lệnh cưỡng chế, tin tức này tất cả mọi người đều biết, rất nhiều người ôm thái độ hả hê nhìn chuyện này. Đỗ Thiên Dã trọng dụng Trương Dương từ lâu đã khiến cho nhiều người bất mãn, khi ông giao quyền chỉ huy sân bay cho Trương Dương, thì đã khiến cho rất nhiều người bất mãn hơn, một cán bộ cấp phó sử, làm sao có thể đảm đương trách nhiệm nặng như vậy. Đỗ Thiên Dã vì làm cân bằng, cho nên đã cho chủ nhiệm Triệu Dương Lâm đứng ra áp trận cho Trương Dương, thực tế đã chứng minh, Trương Dương cũng không làm cho Đỗ Thiên Dã thất vọng, trong chiêu thương dẫn tư, trong quá trình gọi thầu cho sân bay đều có biểu hiện tương đối xuất sắc. Biểu hiện của hắn đã nhét vào mồm không ít người, làm cho Đỗ Thiên Dã có lại không ít mặt mũi. Khi mà công trình sân bay từ từ đi vào quỹ đạo, thì lại xảy ra chuyện này, Đỗ Thiên Dã làm sao có thể không căm tức. Ông đã làm rất rõ ràng, chuyện này không phải xuất hiện từ bên trong Giang Thành, mà là xuất phát từ Trương Dương. Trương Dương ở Kinh Thành đã có vài hành vi làm căm tức một số nhân vật quan trọng trong quân đội, cho nên mới xuất hiện thông báo cải cách và chỉnh đốn này. Có thể nói hạng mục sân bay đột ngột dừng lại cải cách và chỉnh đốn này, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Trương Dương, chuyện xảy ra trước mắt,
Đỗ Thiên Dã không có khả năng tiếp tục gìn giữ Trương Dương, ông phải truy cứu trách nhiệm. Giọng nói trầm thấp của Đỗ Thiên Dã vang lên, nói như vậy tất cả mọi người đều biết công văn do cấp trên gửi xuống, tin tức ra lệnh cưỡng chế tạm thời cải cách và chỉnh đốn cho công trình sân bay mới. Không ai nói gì, không một đôi mắt nào dám nhìn Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã nói, trong thông báo cải cách và chỉnh đốn có tổng cộng 12 chỗ không đủ của chúng ta, kêu chúng ta lập tức chỉnh đốn ngay, hơn nữa tất cả công trình còn tạm thời dừng lại. Vinh Bằng Phi nói, không phải chỉ là chỉnh đốn và cải cái là được sao, vì sao cần phải tạm dừng tất cả công trình. Tư lệnh quân khu bình thường rất ít tham dự vào hội nghị thường ủy Quách Kiến lên tiếng, khởi công xây dựng sân bay không phải là việc nhỏ, có sai mà không sửa đúng lúc, thì sau này sẽ tạo thành tai họa ngầm lớn hơn nữa. Thị trưởng Tả Viên Chiêu nói, tôi đồng ý với cái nhìn của tư lệnh Quách, con đê ngàn dặm bị hủy bởi một cục đá, một chuyện nhỏ như vậy không ai nghĩ đến mà tại thành hậu quả xấu tương đối kinh người. Tôi đã xem qua thông báo cải cách và chỉnh đốn, 12 chỗ không đủ kia, phát sinh trong lúc xây dựng sân bay mới đúng là nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng mỗi một chỗ không đủ đều có thể tạo thành một tai họa ngầm rất lớn cho tương lai, chúng ta không thể dùng tốc độ để làm ra thành tích, cần phải xem trọng chất lượng. Đại nghiệp cải cách không thể gấp gáp được. Chủ tịch Hiệp hội Thương chính Mã Ích Dân nói, người thanh niên có thái độ làm việc không ổn định, lúc trước tôi đã phản đối việc Trương Dương nhận chức chỉ huy hiện trường sân bay. Đáng tiếc là không được tán thành, bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu nói cũng không thể nói như vậy, lúc đầu Trương Dương là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, công trình sân bay Giang Thành đối mặt với một lỗ hổng tài chính lớn như vậy. Không ai có thể nắm chắc là có thể làm cho công trình khởi công cả, là Trương Dương đứng ra, không chỉ giải quyết vấn đề tài chính cho công trình sân bay, hơn nữa còn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gọi thầu cho sân bay. Một cán bộ trẻ tuổi không có khả năng không có khuyết điểm, chỉ là chúng ta không thể vì một chuyện nhỏ mà phủ định toàn bộ của hắn, cái này đối với hắn là không công bằng. Phó thị trưởng Viên Thành Tích nói, lão tử à, bây giờ không phải là thảo luận công bằng hay không công bằng, là thảo luận nên giải quyết vấn đề ra sao. Từ Bưu nói, nếu ông rõ ràng như vậy, ông nói xem, giải quyết thế nào? Viên Thành Tích nói, đương nhiên là cần phải quán triệt quyết định cải cách và chỉnh đốn của cấp trên, mau chóng làm ra chỉnh sửa với những chỗ không phù hợp của sân bay, tranh thủ sớm ngày thu được nghiệm thu. Tả Viên Chiêu nói, tôi đồng ý với ý kiến của lão Viên, mất bò mới lo làm chuồng giống như muộn còn hơn không, phát hiện vấn đề không phải là chuyện xấu, chỉ cần chúng ta có thể chỉnh sửa đúng lúc, tất cả vẫn có thể phát triển bình thường. Chúng ta không chỉ tiến hành chỉnh sửa những chỗ không phù hợp yêu cầu, mà còn phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của người phụ trách tương quan. Tả Viên Chiêu vừa dứt lời, chủ nhiệm Triệu Dương Lâm lên tiếng, tôi là phó tổng chỉ huy của ban chỉ huy sân bay, tôi phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, muốn truy cứu thì cứ truy cứu tôi. Triệu Dương Lâm tại thời khắc mấu chốt đứng ra dũng cảm gánh chịu cũng là có nguyên nhân, ông ta biết quan hệ của Trương Dương và Đỗ Thiên Dã, lúc này đứng ra chia sẻ trách nhiệm với Trương Dương, chính là ra sức cho Đỗ Thiên Dã. Cái này là một món nợ nhân tình không cần phải nói, huống chi ông ta là phó tổng chỉ huy của ban chỉ huy sân bay mới. Tổng chỉ huy là Đỗ Thiên Dã, nếu thật sự muốn truy cứu, cũng phải truy cứu trách nhiệm của Đỗ Thiên Dã trước. Triệu Dương Lâm rất R4O rằng, trách nhiệm của bí thư thị ủy không dễ dàng truy cứu như vậy, Tả Viên Chiêu này càng lúc càng to gan, bây giờ dám công khai làm khó dễ với Đỗ Thiên Dã. Đôi lông mày rậm của Đỗ Thiên Dã nhíu lại cùng một chỗ. Giọng nói của ông không lớn nhưng vẫn rõ ràng như đinh đóng cột, trách nhiệm thì phải có người chịu, 12 chỗ không đủ trong thông báo cải cách và chỉnh đốn đều là vì chỉ huy hiện trường bất lực, mà người phụ trách thứ này chính là chỉ huy hiện trường sân bay Trương Dương. Tôi biết mọi người biện hộ cho hắn là xuất phát từ nguyên nhân bảo vệ cán bộ trẻ tuổi, nhưng mà bảo vệ quá độ sẽ biến thành một loại cương chiều, một loại dung túng, lần này vô luận hắn là ai. Vô luận hắn đã làm ra thành tích gì, phạm vào sai lầm thì phải truy cứu, không thể trung hòa. Cho nên tôi quyết định, hủy bỏ tất cả chức vụ hành chính của đồng chí Trương Dương, tất cả chức vụ trong đảng của hắn. Chương 515, chém ngựa yêu, 3. Tất cả thường ủy đều cho rằng mình nghe lầm, trước đây hầu như mỗi người đều cho rằng Đỗ Thiên Dã khẳng định sẽ tận lực giữ gìn cho Trương Dương, nhưng thật không ngờ Đỗ Thiên Dã lại đột nhiên biến đổi, không chỉ đánh cho Trương Dương một cái cờ lê, mà còn dùng hết sức và thẳng thắn như vậy, toàn bộ hội trường lặng ngắt, trong lòng đám thường ủy đều lặng lẽ suy nghĩ. Đỗ Thiên Dã rốt cục có ý tứ gì? Trước đó Đỗ Thiên Dã cũng từng dùng qua thủ pháp tương tự, Trương Dương hành hung thương nhân Hong Kong An Đạt Văn, Đỗ Thiên Dã giận dữ hủy bỏ vị trí phó chủ nhiệm phòng chiêu thương, cũng không lâu sau liền đưa Trương Dương đến Phong Trạch, đảm nhiệm phó thị trưởng Phong Trạch,
trong trận gió lốc lần này, lẽ nào ông ta lại dở trò cũ? Chỉ là diễn trò trước mặt người khác. Đỗ Thiên Dã nói, chuyện chỉnh đốn sân bay tạm thời gian cho đồng chí Trường Vũ phụ trách, tôi mong rằng đồng chí Trường Vũ có thể thấu hiểu tinh thần chỉnh đốn và cải cách quán triệt hơn, trong thời gian ngắn nhất làm cho xây dựng sân bay phù hợp với yêu cầu, thông qua nghiệm thu. Biểu tình trên mặt của Lý Trường Vũ có vẻ phức tạp, chuyện này bây giờ có chút vướng tay vướng chân, Đỗ Thiên Dã giao cho ông muốn không bị người khác quan tâm cũng khó. Sau khi tan họp, Lý Trường Vũ bước lại chỗ của Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã biết ông ta có chuyện cần nói, nên thấp giọng bảo, đến phòng làm việc của tôi nói. Lý Trường Vũ gật đầu, theo Đỗ Thiên Dã đi vào trong phòng làm việc, Đỗ Thiên Dã nói, uống trà Long Tĩnh hay là Thiết Quan Âm? Lý Trường Vũ nói, Thiết Quan Âm đi, từ trước đến giờ ông luôn là một người giữ được bình tĩnh trước cơn giận, ông tin tưởng rằng Đỗ Thiên Dã sẽ không ra đòn sát thủ với Trương Dương một cách đơn giản như vậy, nhất định là phải có cái khó xử bất đắc dĩ nào đó. Lý Trường Vũ cũng không nóng lòng hỏi. Ông biết Đỗ Thiên Dã khẳng định sẽ nói nguyên nhân cho ông nghe. Đỗ Thiên Dã sau khi pha trà xong, ngồi xuống ghế sofa với Lý Trường Vũ, Đỗ Thiên Dã nói, ở đây chỉ có hai chúng ta, có cái gì muốn nói thì cứ nói đi. Lý Trường Vũ nói, cống hiến của Trương Dương trong hạng mục sân bay mới này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho dù muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, thì cũng không đến mức một gậy đánh chết hắn được, tôi thấy xử lý hắn như vậy có chút quá nghiêm trọng, Trương Dương dù sao cũng còn trẻ tuổi. Cần phải cho hắn một cơ hội. Đỗ Thiên Dã nói, cho hắn cơ hội thế nào? Có thể bắt hắn phụ trách chuyện này, để cho hắn lập công chuộc tội. Đỗ Thiên Dã nói, hắn giải quyết chuyện này không được đâu, nếu như hắn tiếp tục ở cái vị trí ấy, thì sợ rằng lần sau kiểm tra, hạng mục sân bay mới này không chỉ có 12 chỗ vi phạm, những lời này của Đỗ Thiên Dã tràn ngập thần phần ám chỉ bên trong. Lý Trường Vũ chấn động trong lòng, ông bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Đỗ Thiên Dã sở dĩ làm ra quyết định chém ngựa yêu chảy nước mắt như vậy là bất đắc dĩ, xem ra lệnh cưỡng chế cải cách và chỉnh đốn sân bay lần này có quan hệ trực tiếp với Trương Dương. Đỗ Thiên Dã nói, tôi cũng thừa nhận thành tích công tác của Trương Dương, thậm chí là tôi cũng không cho rằng sân bay Giang Thành không có nhiều chỗ phạm quy, nhưng mà nếu như chúng ta cố gắng như vậy, chúng ta can thiệp vào chuyện này, cái làm lỡ chính là thời gian, công trình sân bay không có dư thừa nhiều thời gian cho chúng ta hao phí. Đại nghiệp cải cách của CS1 ông ta cũng không thể dừng lại dù một chút, thân là cán bộ quốc gia, phải có tinh thần hy sinh chính là tố chất cơ bản nhất của từng người đảng viên. Lý Trường Vũ nói, cho nên ông quyết định hy sinh Trương Dương. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương thích đứng đầu sóng ngọn gió, tính cách của hắn, năng lực của hắn, quyết định cho hắn thường hay đứng ngay chỗ dễ thấy nhất, chỉ là công trình sân bay này không thể náo động, cần phải xây dựng kiên định, hắn là một người khai thác ưu tú. Là một người dẫn đầu tích cực hợp cách, nhưng lại không phải là một quản lý tốt, lúc đầu tôi cũng không dự tính đặt hắn ở vị trí chỉ huy sân bay này lâu dài. Lý Trường Vũ nói, ông có suy nghĩ đến cảm thụ của hắn không, có mới nới cũ, cái mùi vị vắt chanh bỏ vỏ này cũng không hơn gì, tuy rằng ông không nghĩ gì hết, nhưng người ta sẽ cho rằng ông là như vậy. Đỗ Thiên Dã nói, tinh tình của hắn quá xúc động, cho dù tôi giải thích, thì hắn cũng không nghe. Lý Trường Vũ nói, quyết định lần này của ông đối với hắn quá tàn khốc, miễn đi tất cả chức vụ hành chính của hắn, Trương Dương là cán bộ do tôi bồi dưỡng lên, tôi vẫn còn chút hiểu biết về hắn, biểu hiện của hắn tuy chẳng hề để ý, nhưng mà lòng dạ thì rất là sâu. Đỗ Thiên Dã thở dài nói, cho nên tôi mới mời cậu đi làm công tác tư tưởng với hắn, chuyện này đúng là một hành động bất đắc dĩ. Lý Trường Vũ nói, được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với hắn, nhưng mà bí thư Đỗ này... Ông để cho tôi đến tiếp nhận chuyện sân bay mới này cũng không thích hợp, lúc trước đều là chủ nhiệm Triệu và Trương Dương chỉ huy, ông ấy quen thuộc tình huống sân bay hơn là tôi. Đỗ Thiên Dã nói, chủ nhiệm Triệu 2 tháng nữa là nghỉ hưu rồi, phương thức làm việc của ông ta cậu cũng rõ, chuyện tình cụ thể thì rất ít hỏi, hạng mục sân bay của chúng ta ít nhất cũng kéo dài 3 năm, chỉ có cậu làm mới là thích hợp nhất, ông dừng lại một chút, nói, sân bay mới đã vận hành trong quỹ đạo bình thường, tôi không muốn xảy ra thêm chuyện. Lý Trường Vũ đã rõ ràng ý của Đỗ Thiên Dã, bây giờ chính đàn của Giang Thành nhìn như bình tĩnh, nhưng vết rách giữa thị trường Tả Viên Chiêu và Đỗ Thiên Dã càng ngày càng lớn, nếu như đem hạng mục sân bay này giao cho đám người của Tả Viên Chiêu, thì hạng mục sân bay này rất có thể sẽ xảy ra thêm vấn đề mới. Cái Đỗ Thiên Dã cần nhất bây giờ chính là kiềm chế thế lực của Tả Viên Chiêu, từ các loại an bài của ông đã đem tất cả quyền lực đặt trên người, từ sau khi cạnh tranh trước thị trường thất bại, Lý Trường Vũ cũng đã cúi thấp rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là ông đã mất đi tâm tiến tới, trong lúc Lý Trường Vũ cúi thấp,
thì vẫn lặng lẽ hoàn thành việc lột xác chính trị của ông. Ông liên tục nghĩ đến quá khứ của mình, ông cảm thấy rằng đấu tranh chính trị tại Giang Thành sẽ càng ngày càng trở nên kịch liệt. Và địa vị của ông sẽ càng ngày càng trở nên quan trọng. Lúc Đỗ Thiên Dã và Lý Trường Vũ nói chuyện, thì Tả Viên Chiêu, Viên Thành Tích và Tiếu Minh đều đang ở trong phòng làm việc của gã. Trong lúc lãnh đạo uống trà nói chuyện, thì đề tài hay nói nhất chính là cục diện trước mắt. Tiếu Minh gần đây vẫn cúi rất thấp, mấy lần bị Đỗ Thiên Dã làm cho mất mặt ngay trước đám đông. Tiếu Minh đã sinh ra một cảm giác bị vứt bỏ, cũng may là thị trưởng Tả Viên Chiêu đối với gã cũng không tồi, đặc biệt gọi gã đến phòng làm việc. Theo Tiếu Minh thấy, Tả Viên Chiêu, Viên Thành Tích, Mã Dân Ích là cùng một phe, Đỗ Thiên Dã, Từ Bưu, Vinh Bằng Phi lại là một phe khác, Triệu Dương Lâm là một lão cáo giả, lão ta chạy qua chạy lại giữa hai biên giới, bên nào cũng làm, bên nào mà thu được lợi ích lớn nhất thì lão sẽ làm cho bên ấy. Bây giờ thẳng thắn hướng về trận doanh của Đỗ Thiên Dã. Một người gần về hưu, tích cực vì con rể Tôn Đông Cường mà chuẩn bị cho hắn đủ vốn liếng chính trị. Còn thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ thì luôn giữ khoảng cách nhất định với hai bên, con người này sau khi cạnh tranh chức thị trưởng thất bại với Tả Viên Triệu, cả người tựa hồ như đánh mất nhuệ khí, cao thủ chính trị và cao thủ võ lâm có một điểm giống nhau, mất đi niềm tin, công lực sẽ đại suy giảm, ngay cả Tiếu Minh cũng cho rằng Lý Trường Vũ bây giờ là đang lừa dối sống cho qua ngày. Chương 515, chém ngựa yêu 4. Tiếu Minh cũng không cho rằng mình cùng một loại người với Lý Trường Vũ, tuy rằng gã cũng cúi thấp, chỉ là gã cho rằng sự cúi thấp của mình là do thất bại tạo thành, gã đang chờ đợi, chờ một cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Viên Thành Tích nói, chém ngựa yêu rơi nước mắt, bí thư Đỗ của chúng ta lần này thật sự đúng là tốn không ít công phu trước mặt chúng ta. Tả Viên Chiêu cười nói, lão Viên, ông không tán thành quyết định của bí thư Đỗ sao? Viên Thành Tích nói, làm bộ làm tịch mà thôi. Lần trước Trương Dương ngay trước mặt công chúng đánh An Đạt Văn, cũng đã hủy bỏ chức vụ của hắn sạch sẽ, nhưng không bao lâu sau người ta hiện thần khí ra, đi đến Phong Trạch làm phó thị trưởng, tôi thấy không bao lâu sau, hắn ta lại có thể bắt đầu được dùng lại, đến lúc đó nói không chừng khi đó còn trở thành cán bộ cấp sử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giang Thành chúng ta. Tiếu Minh bây giờ học khôn rồi, không dễ dàng tỏ thái độ, đám chính trị gia này không ai là thứ tốt cả. Lúc gã gặp rủi ro, mấy tên thường ủy này ngay cả một lời nói giúp cũng không có. Tả Viên Chiêu nói, ông cho rằng bí thư Đỗ chỉ làm trò thôi sao? Tôi thấy lần này không đơn giản như vậy. Viên Thành Tích và Tiếu Minh đều nhìn về hướng của Tả Viên Chiêu. Tả Viên Chiêu chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói, cái thông báo cải cách và chỉnh đốn này là do quân ủy và văn phòng quốc vụ cùng nhau gửi xuống. Hạng mục sân bay Giang Thành sở dĩ có thể thuận lợi phê chuẩn cũng là bởi vì bí thư Đỗ có quan hệ tốt trong quân giới. Tiếu Minh dựng lỗ tai lên, gã ngắt lời một cách hợp thời, tôi nghe nói Trương Dương trước đó vài ngày đến Kinh Thành quậy một trận, nghe nói hắn ta đại náo đại viên quân khu, còn đập cửa nhà của tư lệnh viên gia Tần Hồng Giang nữa. Viên Thành Tích nói, tác phong của một kẻ lưu manh, không biết tên này làm sao mà lăn lộn vào trong quan trường. Tả Viên Chiêu cười nói, nguyên nhân Trương Dương tiến vào quan trường tôi biết, là đồng chí Trường Vũ dẫn hắn vào. Viên Thành Tích cảm thán, dẫn sói vào nhà. Đồng chí Trường Vũ thật sự là mang đến một tai họa cho thể chế Giang Thành. Tả Viên Chiêu cười ha hả nói, lão Viên, cũng không thể nói như vậy, Trương Dương cũng có chút năng lực. Viên Thành Tích thấy Trương Dương vừa mới té ngã, oán khí đọng lại trong người nhiều năm đột nhiên thả ra, ông ta làm ra vẻ chẳng đáng, nói, năng lực cái gì? Chỉ là dựa vào mấy cái quan hệ cạp váy, lúc trước thì yêu đương với con gái của tỉnh Trưởng Tống, liền ỷ vào thanh thế của tỉnh Trưởng Tống để mượn oai hùm. Bây giờ người ta đá hắn đi, liền hiện về nguyên hình, ngay cả bạn tốt bí thư Đỗ của hắn cũng không che chở cho hắn nữa. Tiếu Minh nói, đừng quên hắn còn có một cha nuôi làm phó tổng lý. Viên Thành Tích nói, tôi không tính phó tổng lý Văn lại có thể quản những việc nhỏ như vậy, quốc gia đại sự còn chưa lo xong, một chút chuyện nhỏ như vậy căn bản là không đáng quả, nếu như thật sự muốn quản, thì cũng không gửi cái thông báo cải cách và chỉnh đốn đến. Trong lòng Tả Viên Chiêu cười thầm. Con người của Viên Thành Tích đúng là rất khó trọng dụng, trình độ thì không cao, nhưng năng lực ném đá xuống giếng lại rất mạnh. Tả Viên Chiêu nói, sân bay mới là công trình xây dựng trọng điểm của chúng ta, trong tỉnh ký thác rất nhiều kỳ vọng vào chúng ta, cho rất nhiều ủng hộ, bây giờ lại làm thành cục diện như vậy, đúng là không biết nên ăn nói với Bí Thư Kiều thế nào. Viên Thành Tích nói, tôi đã sớm cho rằng đem một công trình quan trọng như vậy giao cho một người thanh niên là không đi si, bây giờ xảy ra chuyện. Bí thư Kiều nếu có tức giận thì đối tượng chút giận cũng không phải là chúng ta. Những lời này của Viên Thành Tích nói không hề sai,
tin tức hạng mục sân bay Giang Thành bị lệnh cưỡng chế dừng lại để chỉnh đốn và cải cách đã bị Kiều Trấn Lương biết. Lão Kiều từ trước đến giờ luôn cười tủm tỉm mà cũng giận đến tím mặt. Ông gọi điện thoại thẳng đến văn phòng của Đỗ Thiên Dã, mắng như thác đổ, Đỗ Thiên Dã, cậu làm cái gì vậy hả? Cậu muốn chính sách cho chính sách, muốn tài chính cho tài chính, cậu đem sân bay làm thành như vậy, cậu có thấy mất mặt không? Cậu không mất mặt, nhưng tôi thấy rất là mất mặt. Đỗ Thiên Dã bị Kiều Trấn Lương mắng đến đỏ bừng mặt, ông ta xấu hổ ho khan một tiếng, bí thư Kiều, ông nghe tôi giải thích cái đã. Kiều Trấn Lương cắt lời của ông không một chút khách khí, giải thích cái gì? Còn cái gì để giải thích nữa? Tôi chỉ tin tưởng cái tôi nhìn thấy thôi. Đỗ Thiên Dã nói, tình huống có chút phức tạp. Kiều Trấn Lương nói, con ruồi không đốt không chui vào trứng, không đủ mạnh thì viện lý do, công tác lãnh đạo của cậu làm không tốt, đừng nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, tự cậu gánh chịu trách nhiệm của mình đi. Trong tỉnh đã đem công trình sân bay liệt kê vào công trình trọng điểm của tỉnh, trọng điểm của kế hoạch 5 năm, nặng trong nặng, tài chính của tỉnh cũng tận lực ủng hộ cho các người, mà cậu lại cho tôi một phần thành tích như vậy sao? Thật là buồn cười. Đỗ Thiên Dã chờ Kiều Trấn Lương mắng xong, mới mở miệng nói, bí thư Kiều, ông mắng rất đúng, tôi thừa nhận công tác của tôi có sai lầm, bây giờ tôi đang tích cực sửa chữa, trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cố gắng đạt được nghiệm thu của cấp trên, công trình xây dựng sớm ngày khôi phục. Kiều Trấn Lương mắng xong một hơi, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, chuyện đã xảy ra, cho dù có mắng Đỗ Thiên Dã cũng không thể làm gì được hơn, ông thấp giọng nói, tự cậu gây ra thì tự cậu giải quyết, tôi cho cậu 10 ngày. Trong 10 ngày nếu như không thể giải quyết chuyện này, thì cậu không xứng với cái chức bí thư thị ủy này nữa. Đỗ Thiên Dã nói, bí thư Kiều, không cần 10 ngày, nếu trong vòng một tuần tôi không giải quyết được chuyện này, không cần ông nói, tôi cũng không còn mặt mũi nào ngồi trên cương vị bí thư thị ủy tiếp được nữa, tôi sẽ tự động từ chức, để ông tuyển chọn người cao minh hơn. Kiều Trấn Lương cười lạnh nói, thế nào, áp chế ngược lại tôi. Đỗ Thiên Dã nói, tôi thật sự không có ý đó. Tôi chỉ là biểu hiện quyết tâm với ông mà thôi. Kiều Trấn Lương nói, ngàn vạn lần không để ảnh hưởng đến việc xây dựng sân bay, cậu đó, thân là người đứng đầu Giang Thành, cũng không phải mỗi chuyện đều tự thân tự lực cả, cậu phải nhớ kỹ, mình là một lãnh đạo, cần phải phát huy tính năng động của các đồng chí xung quanh, tác dụng của cậu là tổ chức lãnh đạo, trong công tác không thể để hỗn loạn tình cảm cá nhân vào. Đỗ Thiên Dã nao nao, chẳng biết những lời này của Kiều Trấn Lương là ý gì. Ông mơ hồ cảm thấy tựa hồ Kiều Trấn Lương cũng nghe được cái gì đó, nhưng mà Kiều Trấn Lương không nói, ông cũng không hỏi. Lý Trường Vũ vô cùng đồng tình về tao ngộ mà Trương Dương gặp phải, trong chuyện sân bay này, ông cũng không cho rằng Trương Dương có cái gì sai cả, thậm chí ngay cả Đỗ Thiên Dã cũng cho rằng như thế, nhưng mà chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, và Trương Dương thì xui xẻo trở thành vật hy sinh, Đỗ Thiên Dã đẩy hắn ra ngoài không chút do dự. Chương 515, chém ngựa yêu, 5. Lý Trường Vũ vốn tưởng rằng Trương Dương sẽ rất uể oải, nhưng không ngờ Trương Dương bây giờ lại tự nhiên rất bình tĩnh. Lý Trường Vũ nói, chú vốn tưởng rằng con sẽ tức giận. Trương Dương cười nói, vì sao lại tức giận? Bởi vì bí thư Đỗ miễn chức vụ của con. Lý Trường Vũ gật đầu, có rất nhiều người cho rằng con không làm cái gì sai trong chuyện này cả. Trương Dương lắc đầu nói, tình huống hiện tại của sân bay mới đích thật là do một tay con tạo thành, khi con nhìn thấy cái thông báo cải cách và chỉnh đốn kia. Con liền hiểu được, con đã đắc tội với người ta, bọn họ vì ngại thân phận cho nên không trực tiếp đối phó con, cho nên lợi dụng sân bay để gây chuyện. Bí thư Đỗ rất rõ ràng, nếu như không điều con ra khỏi vị trí ấy, nếu như không đánh nặng, thì chuyện sân bay sẽ không giải quyết được. Lý Trường Vũ không khỏi nở nụ cười, không ngờ con lại là người rõ ràng như vậy. Trương Dương nói, con vẫn luôn rõ ràng, chỉ là không muốn nói toạc ra thôi. Lý Trường Vũ nói như vậy con không giận bí thư Đỗ. Trương Dương nói, ông ta có chỗ khó xử của ông ta, chuyện sân bay nếu giải quyết không được, phỏng chừng cái mông của ông ta cũng ngồi không yên, nói con không tức giận là giả, con quả thật có chút giận, cái hạng mục sân bay này lúc đầu thiếu tiền, không ai hỏi thăm, con cực cực khổ khổ, chạy đông mượn tây đem cái công trình này khởi động, chỉ là bây giờ tất cả đi vào quỹ đạo rồi, thì con lại bị người ta một cước đá văng ra. Lý Trường Vũ nói, bí thư Đỗ cũng không muốn đá con đi, trong lòng ông ta cũng khó chịu, thật không dám giấu giếm, chính là ông ta kêu chú đến tìm con nói chuyện, giải thích với con một chút. Trương Dương nói, cũng không cần phải giải thích đâu, con biết ông ta không có ý định này, nhưng mà phương pháp làm việc của ông ta lần này làm con rất không vui, nếu như muốn con hy sinh, vì sao ông ta không thể nói rõ ràng cho con biết,
nhưng mà ngay cả cơ hội nhận lỗi từ chức của con ông ta cũng không cho, miễn trừ tất cả chức vụ hành chính của con, hơn nữa còn cả chức vụ trong đảng, ông ta muốn tỏ vẻ uy phong, muốn tạo hình tượng quân pháp không kể tình thân trước mặt mọi người, chỉ là ông ta đã quên một việc. Lý Trường Vũ nói, việc gì? Trương Dương cười nói, con không có chức vụ gì trong đảng cả, cái chức gì cũng không có. Lý Trường Vũ không nhịn được bật cười, ông nói với Trương Dương, đến nhà của chú đi, buổi tối chú kêu dì Cát của con làm đồ ăn, chú và con uống một chút. Trương Dương lắc đầu nói, không đi đâu, cũng không phải chuyện vui vẻ gì, con cũng không muốn chuyển nhiễm cái xui cho chú. Lý Trường Vũ cười nói, chú phát hiện ra con càng ngày càng mê tín. Trương Dương nói, bí thư Đỗ giao hạng mục sân bay này cho chú, đây là một chuyện tốt, ít nhất là cũng không bị người khác nói này nói nọ. Lý Trường Vũ nói, người đi trước trồng cây, chú thật sự không dám hái quả, chuyện gì cũng không có làm, thành quả chính trị của con đều bị chú chiếm. Trương Dương nói, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, nếu mà giao cho người khác thật, trong lòng con khẳng định là không tha đâu, không chừng còn đến gặp Đỗ Thiên Giã quậy một trận nữa. Lý Trường Vũ nói, yên tâm đi, chú thấy ông ta không tống con vào lãnh cung đâu, năng lực của con ai ai cũng thấy. Trương Dương thở dài nói, chú Lý, thật ra lần này bí thư Đỗ đánh cho con một cái cờ lê, phía sau có rất nhiều nguyên nhân, có chút lực lượng ông ta không thể chống lại, ông ta muốn con đường làm quan của mình thuận lợi, thì nhất định phải dựa vào sự ủng hộ của một lực lượng, cái bức bách này làm cho ông ta khó xử, chuyện lần này đã chứng minh rồi, sự tồn tại của con đã trở thành một gánh nặng cho ông ta. Lý Trường Vũ vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trương Dương lại nghĩ sâu như vậy, nghĩ xa như thế. Lời nói của Trương Dương cũng không phải là không có đạo lý, hầu như tất cả mọi người đều biết Đỗ Thiên Giã có bối cảnh quân đội rất thâm sâu, nếu như chuyện sân bay lần này thật sự được người đứng sau lưng ông ta ủng hộ, thì Đỗ Thiên Giã sẽ phải bỏ mặc vấn đề của Trương Dương lại, con đường làm quan của Trương Dương phải trải qua một thời kỳ tương đối yên lặng. Trương Dương nói, bí thư cố nhắc nhở con là một đứa nhỏ không may. Đối với chú mà nói vẫn là một đứa nhỏ không may. Lý Trường Vũ an ủi hắn, nói, không nên nghĩ như vậy, chuyện này chưa chắc đã xấu như con nghĩ đâu. Trương Dương cười nói, chuyện xấu gì con cũng đã trải qua rồi, cũng không tính là gì cả, nhưng mà chuyện này đã làm cho con rõ ràng một việc. Lý Trường Vũ hỏi, rõ ràng cái gì? Trương Dương đi về cửa sổ phía sau Lý Trường Vũ, từ trong cửa sổ ngắm ra cảnh sắc Giang Thành bên ngoài, ánh mắt của hắn trở nên sâu xa. Lúc con còn ở Xuân Dương, chú đã trợ giúp cho con rất nhiều, sau đó là bí thư Tần, con đi lại trên chính trị thuận buồm xuôi gió, lúc đi đến Giang Thành, chú vẫn chiếu cố cho con không ít, sau này khi Đỗ Thiên Giã đến đây đảm nhiệm bí thư thị ủy, có nhiều khi con làm việc không kiêng nể gì hết, nguyên nhân căn bản là con nghĩ rằng con có nhiều quan hệ như vậy, cho dù xảy ra chuyện, hẳn là cũng có thể giải quyết đơn giản. Lý Trường Vũ nói, thật ra con cũng trợ giúp cho mọi người rất nhiều. Những lời này của Lý Trường Vũ là nói ra từ trong đáy lòng, nếu như không có Trương Dương, thì ông đã chết bên bờ sông Xuân Thủy rồi, nếu như không có Trương Dương, thì thất bại lần kia đã hoàn toàn gián đoạn cuộc đời làm quan của ông rồi, ông quả thật đã làm một chuyện cho Trương Dương, chỉ là Trương Dương lại làm cho ông rất nhiều chuyện. Lý Trường Vũ tin rằng Đỗ Thiên Giã nhất định cũng nghĩ như vậy. Trương Dương nói, con là một người thích lấy bản thân làm trung tâm, con làm việc gì đều theo tính tình của mình. Rất ít khi nào nghĩ đến cảm thụ của người khác, chỉ là trên chính trị thì luôn phức tạp, mỗi người không phải là một cá thể đơn độc, mà là hợp thành một vòng tròn, vòng trong này lại kết hợp với một vòng tròn khác, trong lúc lơ đãng con đã gây nguy hiểm đến lợi ích chính trị của bạn bè con. Lý Trường Vũ lắc đầu, trong lòng có chút cảm động, Trương Dương là một người có suy nghĩ rõ ràng, miệng hắn thì nói là tức giận Đỗ Thiên Giã, nhưng trên thực tế hắn đã hiểu thấu cách làm của Đỗ Thiên Giã. Lý Trường Vũ nói tại ông mất ngựa biết đâu lại là phúc. Chú thấy chuyện lần này có lẽ là một cơ hội cho con, chú có niềm tin vào con, tin tưởng con sẽ không chìm vào trong đó. Trương Dương cười nói, vì sao con phải sa sút tinh thần? Nếu như con bị chìm xuống như vậy, thì chẳng phải là làm cho người thân đau lòng kẻ thù vui vẻ sao? Đừng ai nghĩ rằng có thể chém con một đao đơn giản như vậy. Lý Trường Vũ cười nói, chú tin tưởng có một câu nói như thế này, tuổi còn trẻ cũng là một cái vốn, với tuổi tác của con, không ai có thể vượt qua con. Trương Dương cười ha hả. Lý Trường Vũ nói, mượn cơ hội này để bình tĩnh một chút, chuyện sân bay con không cần phải lo lắng, chú sẽ nỗ lực lớn nhất xử lý tốt, tuyệt đối không làm uổng phí tâm huyết của con. Chương 515, chém ngựa yêu 6. Trương Dương gật đầu nói, con nhờ chú hết. Lý Trường Vũ nói, con có chú ý đến hay không,
trong hạng mục cải cách và chỉnh đốn có nhắc đến Quy Điền Hạo Nhị, cấp trên cho rằng hắn ta không thích hợp để tham gia vào công trình trọng điểm như vậy. Trương Dương nói, Quy Điền rất có năng lực, con mong rằng chú có thể giữ hắn lại. Lý Trường Vũ thở dài nói, sợ rằng rất khó, con sẽ cố gắng. Tin tức Trương Dương bị miễn đi tất cả chức vụ hành chính đã tạo thành một chấn động thật lớn trong ban chỉ huy xây dựng sân bay. Thường Lăng Phong tuy rằng cảm thấy chuyện này Trương Dương sẽ gánh chịu trách nhiệm, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi nghiêm trọng như vậy. Hắn không khỏi nhớ đến lúc Trương Dương rời khỏi phòng chiêu thương ở Giang Thành, không ngờ rằng thời gian trôi qua không lâu, lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Trung Duệ Dung tức giận bất bình nói, làm cái gì thế? Đám lãnh đạo Giang Thành sao có thể làm như vậy? Công trình sân bay mới khởi động thế nào? Trương Dương bỏ ra nhiều tâm huyết lớn như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ thành quả, thì đã bị bọn họ lấy chút việc đẩy ra ngoài, đám lãnh đạo này có lương tâm hay không? Thường Lăng Phong nói, trong chính trị không có nói tình cảm, sân bay có 12 chỗ phạm quy, cần chỉnh đốn và cải cách, trách nhiệm này phải có người gánh chịu. Trung Duệ Dung nói, muốn gánh chịu trách nhiệm thì cũng có Tổng Chỉ huy Đỗ Thiên Giã vậy, nếu không thì Phó Tổng Chỉ huy Triệu Dương Lâm, Trương Dương chỉ là nhân vật số 3, dựa vào cái gì mà đẩy hắn ra. Thường Lăng Phong thản nhiên nói, nếu như em lưu ý một chút tin tức sẽ rõ ràng, khi xảy ra chuyện lớn gì, người bị đẩy ra toàn là nhân vật nhỏ, người có trách nhiệm thật sự đều núp ở phía sau, bọn họ chờ thể hiện ra vẻ quân pháp không dung tình thân. Trung Duệ Dung nói, không công bằng, rất không công bằng. Chúng ta tập hợp mọi người trong ban chỉ huy lại lên thành phố kháng nghị, bọn họ không thể làm như vậy được. Thường Lăng Phong nói, Duệ Dung, vô dụng thôi, chuyện mà thành phố đã quyết định rồi, không có khả năng thay đổi, bản thân Trương Dương cũng đã cam chịu rồi, chúng ta đừng gây thêm phiền nữa. Trung Duệ Dung nói, em không làm nữa. Thường Lăng Phong nói, đừng hồ đồ, nếu chúng ta đến đây làm việc, thì trước khi có báo cáo công tác không thể rời đi một cách dễ dàng. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Trương Dương, Lăng Phong nói đúng đó, hắn mỉm cười đi vào. Thấy Trương Dương đi vào, Trung Duệ Dung không nhìn được nói, cậu một mực đứng ngoài cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện phải không? Trương Dương cười nói, cửa không có đóng, tôi chỉ là đúng lúc nghe được thôi, nhưng mà chuyện riêng của hai người Strongy tôi không có nghe câu nào hết đấy nha. Thường Lăng Phong nói bậy bạ gì đó, chúng tôi đang nói chuyện công tác, bàn về chuyện cậu bị tạm rời khỏi cương vị. Trương Đại Quan Nhân tỏ ra rộng rãi về điểm này, không phải là tạm rời cương vị công tác, mà là tôi bị miễn chức. Trung Duệ Dung nói, cậu không phải rất tốt với Đỗ Thiên Giã sao? Tại sao ông ta lại dùng cậu lắp lổ châu mai? Trương Dương nói, tôi là quan nhỏ, nếu tôi mà là lãnh đạo của ông ta, thì người lắp lổ châu mai chính là ông ta. Trung Duệ Dung nghĩ lại, thì thấy lời này nói có đạo lý, bất chợt nở nụ cười, cô ta vỗ vỗ vai của Thường Lăng Phong, tôi và Lăng Phong đã quyết định rồi. Cậu mặc kệ, chúng tôi cũng không làm, dù sao thì lúc đầu chúng tôi đến chỗ này cũng là vì cậu, bây giờ cậu đi rồi thì chúng tôi có ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Trương Dương nói, cô nói như vậy không sợ có người ghen sao? Thường Lăng Phong cười nói, tôi không có ghen. Trương Dương cười nói, nhìn kìa, chưa đánh mà đã khai rồi. Thường Lăng Phong nói, nhưng mà Duệ Dung nói rất đúng một câu, chúng tôi đến nơi này tất cả đều là hướng về mặt mũi của cậu hết. Trương Dương nói, lần này tôi đến đây một là làm công tác bàn giao, hay là muốn nói cho các người biết, ngàn vạn lần đừng vì chuyện của tôi mà xúc động từ chức, hạng mục sân bay gặp khó khăn, nhưng mà khó khăn này chỉ là tạm thời, có thể được giải quyết nhanh chóng, Lăng Phong là tổng quản ở đây, là người hiểu biết nhất về tình huống của sân bay, nếu như cậu mà đi rồi, thì bỏ lại cái này cho ai gánh, không ai thế thân được cho cậu cả. Trung Duệ Dung nói, trái đất vẫn quay đấy thôi, hắn cũng không quan trọng vậy đâu. Trương Dương nói, ngoài miệng thì cô nói như vậy, nhưng chỉ sợ trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trung Duệ Dung bị lời nói của Trương Dương làm cho đỏ mặt, nói, không có ý nghĩa, nói chuyện với cậu đúng là không có ý nghĩa gì hết. Nói xong cô liền xoay người rời khỏi phòng làm việc của Thường Lăng Phong, trước khi đi còn không quên nói với Trương Dương, thật đấy, chúng tôi không dự định làm ở chỗ này đâu. Trung Duệ Dung biểu hiện ra tinh thần cùng tiến cùng lui làm cho Trương Dương có chút cảm động, Trung Duệ Dung đi rồi. Thường Lăng Phong mới thân thiết nói, chuyện này còn có cơ hội vãn hồi hay không? Trương Dương lắc đầu nói, lẽ nào cậu không nhận được thông tin? Thành phố đã miễn trừ tất cả chức vụ hành chính và chức vụ trong đảng của tôi, bây giờ tôi chỉ là một bách tính thường dân thôi. Thường Lăng Phong cười nói, chuyện này còn chưa xấu đến tình trạng như vậy đâu, dù sao cậu cũng là cấp phó sử. Chìm nổi trong quan trường là một việc rất bình thường,
nói không chừng ngày mai cậu lại được đề bạt trọng dụng thì sao? Trương Dương nói, lần này thì không giống, tôi đắc tội người ta mượn chuyện sân bay để chỉnh tôi. Trong lòng Thường Lăng Phong liền trầm xuống, người có thể mượn chuyện sân bay ra, thì tất nhiên là cũng có năng lực phi thường, nếu như tất cả những gì mà Trương Dương nói đều là sự thật, thì chuyện lần này khẳng định là cực kỳ nghiêm trọng, thảo nào Đỗ Thiên Giã cũng không cách nào giữ được cho Trương Dương. Thường Lăng Phong nói, cậu dự định làm cái gì? Trương Dương cười nói, làm cái gì bây giờ à? Trước tiên đi ăn rau trộn cái đã. Thường Lăng Phong nói, chờ sức ảnh hưởng của chuyện này từ từ lắng xuống, thì suy nghĩ lại cũng tốt. Trương Dương nói, thành phố đã quyết định nhường lại cho Thường vụ Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ đến tiếp nhận công tác của tôi đã nói qua với Thị trưởng Lý, chú ấy cũng vô cùng thích cậu, không hy vọng chuyện tôi bị miễn chức làm ảnh hưởng đến cậu. Tôi cũng không hy vọng cậu đi, tình huống sân bay thế nào cậu là người rõ ràng nhất, cậu không đi, bên này sẽ không gây ra động tĩnh lên, cậu vừa đi, công trình khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Thường Lăng Phong gật đầu nói, có đôi khi phát hiện ra cậu chính là người lấy đại cục làm trọng. Trương Dương nói, đừng khen tôi, con người của tôi dễ kiêu ngạo lắm. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, trong 12 chuyện chỉnh đốn và cải cách, chuyện của Quy Điền cũng bị đem ra nói rằng hắn ở Nhật Bản từng có lịch sử đi lính, nói cái gì mà công trình sân bay quan trọng như vậy không thích hợp để cho người nước ngoài tham dự, sợ rằng lần này hắn cũng sẽ đi theo tôi. Thường Lăng Phong nói, mọi chuyện đều phải có logic hết, Quy Điền đã trải qua rất nhiều sự quản lý rồi, nếu như không phải vì quan hệ của chúng ta, thì người ta cũng đã sớm bỏ đi rồi, chuyện này để tôi nói với hắn. Trương Dương nói, Lăng Phong, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu đến nơi này có đúng là vì để giúp tôi? Thường Lăng Phong nói, lúc trước, nhưng mà nhìn công trình sân bay từ chưa có gì, từng chút phát triển lên, dường như là đang chăm sóc cho đứa nhỏ của mình, tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, bây giờ kêu tôi bỏ tôi thật sự có chút luyến tiếc. Trương Dương mạnh mẽ gật đầu, nói, Lăng Phong, làm thật tốt nhé. Vô luận là có tôi ở bên cạnh hay không cũng như nhau, nhất định là phải xây dựng sân bay Giang Thành thật tốt, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, ánh mắt của Trương Dương không sai, mỗi người chúng ta đều là một người tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 515.